Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Bà xã vô giá xin đừng ly hôn. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Chưa một lần gặp mặt, chưa từng nói chuyện với nhau, chưa từng có bữa cơm thân mật gia đình. Nói chết là chết dễ dàng như vậy ư? Địch Ngọc hy hữu lắm mới sinh ba. Ba đứa trẻ non dại còn chưa kịp mở mắt, bà thậm chí chưa được nhìn ba đứa con của mình đã ngất đi vì đuối sức. Khi tỉnh lại, ba đứa con chỉ còn lại một. Hơn 20 năm về trước trong bệnh viện, ngày Địch Ngọc lâm bồn sinh đẻ, vì trường hợp của bà là sinh ba, bà còn thuộc dạng sinh khó, nên may mắn lắm ông trời mới phù hộ hạ sinh ba cô con gái như thiên thần sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Ba đứa con đều nhỏ bé đáng yêu giống hệt nhau. Bác sĩ là người đỡ đẻ nên đã phân biệt được ai là chị, ai là em trong ba người. Người chị cả có một vết bớt nhỏ ở eo hông. Người chị thứ hai có một mụn ruồi son ở ngay dưới vừng cổ. Riêng cô em út là không có dấu hiệu dị dạng nhận biết nào. Bạch Mạc Uyên lại là đang mặc áo cổ trễ chữ V. Địch Hà Nhi có thể thấy rõ nốt ruồi son nhỏ bé đó, không thể nhầm lẫn. Địch Tư và Địch Ngọc cứ tưởng hạ sinh được ba đứa con rồi. Từ nay gia đình đông vui tiếng khóc lẫn tiếng cười của trẻ sơ sinh. Nào ngờ khi Địch Ngọc hồi sức, ông dìu bà đến phòng của ba đứa con đang nằm dưới sự chăm sóc của y tá, thì chỉ còn lại một. Địch Ái Thi và Địch An Di đều biến mất không để lại chút tung tích. Y tá cũng không có mặt ở phòng chăm sóc lúc bấy giờ. Đứa bé còn lại là Địch Hà Nhi khóc đến khan cả cổ họng. Năm đó, Địch Ngọc vì cú sốc mất con mà trở bệnh nặng đến bây giờ thi thoảng vẫn còn dư tàn lại chút di chứng. Hễ cảm xúc đột ngột thay đổi, bà sẽ đầu đau như bố bổ, vô cùng khó nhọc. Nỗi đau mất con của Địch Ngọc cũng chưa từng vơi đi. Chỉ là 20 mấy năm rồi, bà không còn ôm ấp hy vọng nào về việc tìm thấy Ái Thi và An Di nữa. Thời gian vừa rồi, vì muốn tạo không gian thoải mái cho bố mẹ, Địch Hà Nhi đặt vé máy bay cho hai người đi nghỉ dưỡng. Trong khoảng thời gian bố mẹ cô đi, thì một mình cô đã tiếp quản công việc trong tập đoàn thay cho Địch Tư. Cho đến mấy ngày trở lại đây, khi Địch Hà Nhi vô tình lướt qua tin tức giới đá quý, phát hiện có một người mới nổi trong ngành là Bạch Mạc Uyên. Địch Hà Nhi hoàn toàn sững sờ, đứng hình trước hình ảnh Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên giống hệt cô như được một thợ đúc tạc mà ra. Lúc đó, Địch Hà Nhi lẫn lộn rất nhiều cảm xúc khác nhau, vui sướng, hoang mang, lo lắng. Chỉ khi được tận mắt chứng kiến Bạch Mạc Uyên bằng da bằng thịt, Địch Hà Nhi mới xác nhận được Bạch Mạc Uyên chính là chị em gái sinh ba thất lạc của mình, không thể nhầm lẫn. Nhưng chính miệng Bạch Mạc Uyên lại nói, chị gái cả của hai người chết rồi. Chị ấy... Làm sao mà... Địch Hà Nhi đổi giọng, nước mắt nóng hổi lại chảy xuống, lan dài trên gò má. Bị tai nạn, Bạch Mạc Uyên miễn cưỡng nói. Cô nhấc mắt lên nhìn người phụ nữ giống hệt mình mang họ Địch trước mặt. Chị Ái Thi. Địch Hà Nhi bật khóc nức nở, đưa hai tay lên ôm mặt mình. Nhìn vào thái độ này, Bạch Mạc Uyên có thể chắc chắn Địch Hà Nhi không phải đang diễn kịch. Đây rõ ràng là đau lòng. Cô không phiền chứ? Nếu chúng ta làm xét nghiệm ADN. Bạch Mạc Uyên đanh mặt lại, cất giọng lạnh lùng không cảm xúc. Trong chuyện này nhất định Bạch Mạc Uyên phải làm cho rõ ràng, không thể cứ vậy mà để cho qua được. Nếu Địch Hà Nhi dám nói dối và đem cảm xúc của Bạch Mạc Uyên ra để trêu đùa, cô tuyệt đối không tha thứ. Địch Hà Nhi biết Bạch Mạc Uyên vẫn còn nghi ngờ mình và chưa chấp nhận sự thật. Cô gật đầu kiên quyết, ánh mắt hiền dịu khiến người khác phải mềm lòng. Cuối cùng Địch Hà Nhi là người đưa Bạch Mạc Uyên đến bệnh viện lớn bằng chiếc xe riêng của mình. Nhìn vào chiếc xe này, Bạch Mạc Uyên thầm cảm thán, đúng là con gái nhà hào môn thế gia, chiếc xe này không hề rẻ tiền. Hơn nữa, cái cách lái xe điềm đạm của Địch Hà Nhi rất hút mắt người nhìn, một người phụ nữ đậm chất vẻ đẹp của công thành danh toại. Bạch Mạc Uyên hết nhìn đông lại nhìn tây, rất sốt ruột trong lòng. Cái cách lái xe an toàn của Địch Hà Nhi khiến cô có chút khó chịu. Bản thân là người sống với lối hoang dã và buông thả. Nếu là Bạch Mạc Uyên cầm lái, cô sợ Địch Hà Nhi sẽ hét toáng lên mất. Đến bệnh viện, chính tay Bạch
Mạc Uyên và Địch Khả Nhi nhìn thấy đối phương giật vài sợi tóc của mình ra đưa cho bác sĩ. Hơn nữa để chắc chắn kết quả xét nghiệm ADN, Bạch Mạc Uyên yêu cầu rút máu nữa. Từ đầu đến cuối, Địch Khả Nhi đều làm theo yêu cầu của Bạch Mạc Uyên, miễn sao Bạch Mạc Uyên cảm thấy an tâm là được. Cảm giác được gặp lại người chung một dòng máu với mình, nó lạ lắm. Hai người xa cách nhau hơn 2 thập kỷ là quá đủ rồi. Trong lúc ngồi ở ngoài hành lang đợi chờ kết quả, Bạch Mạc Uyên trầm mặc đến nỗi Địch Hà Nhi không dám làm phiền, nhưng thi thoảng vẫn sẽ liếc nhìn Bạch Mạc Uyên như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bố mẹ của cô không đến đây cùng với cô à? Bạch Mạc Uyên bất chợt đặt ra câu hỏi. Địch Hà Nhi hơi mím môi. Bố mẹ đi du lịch vài hôm rồi, có lẽ sẽ về trong nay mai. Em tin rằng vì họ chưa thấy ảnh của chị ở trên tin tức cho nên mới không trở về ngay. Sau khi có kết quả xét nghiệm, em sẽ thông báo với họ. Mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi chị trở về. An Di à? An Di ư? Cái tên lạ lẫm này Bạch Mạc Uyên không quen nổi. Cô là Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên gần 26 năm nay rồi. Cái tên An Di đó nghe cao sang và thục nữ quá, không hợp với bông hoa dại là Bạch Mạc Uyên đây. Chưa có kết quả xét nghiệm cô cũng đừng quá hy vọng. Tôi nói rồi, tôi chỉ có duy nhất một người chị gái đã mất. Bạch Mạc Uyên một mực phủ nhận rồi quay mặt đi nơi khác. Địch Hà Nhi có chút buồn rầu lướt qua đôi mắt. Cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau bối rối. Bạch Mạc Uyên tính cách cục mịch không giống Địch Hà Nhi dịu dàng chút nào. Nhưng Địch Hà Nhi sẽ tập làm thân dần. Có lẽ chị gái cô giống với mẹ nhiều hơn. Dù sao Địch Ngọc cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, có chút dữ dằn như thế này. Bọn họ đã phải chờ rất lâu để có thể chạm tay vào tờ xét nghiệm ADN còn ấm nóng. Sau khi bác sĩ ra ngoài cầm trên tay tờ giấy kết quả, Bạch Mạc Uyên là người chạy ra, giật lấy và xem đầu tiên một cách kỹ càng, nhưng cũng có chút vội. Bạch Mạc Uyên bỏ qua mọi chữ nghĩa rối rít được phân tích và in ở bên trên cùng. Cô lướt mắt xuống dưới xem kết quả cuối cùng của xét nghiệm. Quan hệ huyết thống 99,99%. Huyết thống, quan hệ huyết thống. Mắt của Bạch Mạc Uyên không có vấn đề, cô tin chắc là vậy. Nhưng cô vẫn tự lừa dối bản thân, đã nhìn nhầm và dụi mắt, rồi mới đọc lại lần nữa cả tờ giấy một cách chậm rãi. Kết quả dòng chữ kết luận phía dưới vẫn đập vào mắt Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên, Địch Hà Nhi, quan hệ huyết thống 99,99%. Tay Bạch Mạc Uyên run run, cô làm rơi tờ giấy và ngã dựa vào tường, đôi mắt thẫn thờ. Địch Hà Nhi nhặt lên tờ giấy kết quả, nhìn vào trong và vô cùng vui mừng chạy tới ôm Bạch Mạc Uyên. Em nói rồi mà, chị chính là chị gái ruột của em. Chị An Di. Là An Di. An Di. Cái tên An Di cứ xuất hiện trong đầu Bạch Mạc Uyên liên tục không có điểm dừng. Cô nhìn người phụ nữ như chính mình phân thân đang ôm lấy cô mừng rỡ. Chợt cảm giác kỳ lạ bủa vây cô. Cô chính là chị gái ruột của Địch Hà Nhi ư? Là con gái ruột của người đàn ông họ Địch năm ấy mà cả nhà họ Trần đó nhắc tới. Là con gái ruột của người đàn ông từng đã suýt cưới Vương Ái Phi, mẹ của Trần Hãn Dương, cũng chính là chồng của cô hiện tại. Hai người là mối quan hệ gì đây? Trần Hãn Dương có đúng là con trai của Trần Hải hay không? Nếu Trần Hãn Dương và người con trước của Vương Ái Phi đã bị bà ta phá bỏ đều là con của Địch Tư, thì há chẳng phải suốt mấy năm dây dưa cùng nhau, Bạch Mạc Uyên đã bước vào mối quan hệ loạn luân với chính anh trai của mình. Không, không thể nào đâu, không thể có chuyện đó được. Tại sao? Tại sao tôi lại là chị gái của cô được? Tại sao? Địch Hà Nhi bất ngờ bị Bạch Mạc Uyên đẩy mạnh ra không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chị An Di, chị bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đều có thể từ từ chấp nhận. Tôi là Bạch Mạc Uyên, tôi không phải là An Di. Bạch Mạc Uyên đưa tay lên chạm vào ngực mình, nơi này của cô đau nhói, đau như có kim châm vậy. Địch Hà Nhi lại khóc, run run hạ tay xuống, nắm lấy bàn tay của Bạch Mạc Uyên. Chị đừng làm em sợ, em đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Em muốn gặp các chị, em muốn chúng ta ở bên nhau không cách rời nữa. Bạch Mạc Uyên mở to mắt nhìn Địch Hà Nhi khóc, bản thân cũng đỏ hoe mắt. Khi nhìn vào Địch Hà Nhi, cô thấy chính bản thân mình đang yếu đuối. Thì ra đây chính là bộ dạng của cô mỗi khi tuyệt vọng ư? Sao mà lại khó coi như thế này?
Địch Khả Nhi tại sao lại giống cô đến thế? Điều bộ khóc đó cũng không khác cô chút nào cả. Và đây chính là em gái ruột của cô sao? Từ nhỏ Bạch Mạc Uyên đã luôn được người chị cả là Bạch Mạc Hà cưng chiều và quan tâm đến từng cái ăn giấc ngủ. Cô hưởng thụ mọi quyền lợi của đứa em út. Nhưng giờ đây khi Bạch Mạc Hà đã ra đi, về với cội nguồn, thì cuộc đời của Bạch Mạc Uyên lại xuất hiện một đứa em gái. Và cô là chị gái của Địch Khả Nhi. Khóc cái gì? Cô khóc xấu chết đi được. Bạch Mạc Uyên miễn cưỡng đưa tay lên lau nước mắt cho Địch Khả Nhi. Chị không vui khi gặp được em sao? Chị đừng bỏ đi đâu nữa nhá. Từ bây giờ em sẽ bám theo chị, không để chị bị ai bắt đi nữa. Địch Khả Nhi mếu máo. Tuy là vậy nhưng mà khuôn mặt này vẫn quá xinh đẹp và hoàn mỹ. Bạch Mạc Uyên chợt hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Vậy mà cuối cùng nước mắt lại chảy ra. Cô ôm chầm lấy Địch Khả Nhi, không nói gì cả. Hai người đứng ở hành lang bệnh viện, âm thầm an ủi trái tim cô đơn của nhau. Bạch Mạc Uyên đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Có cảm giác như cô đang ôm Bạch Mạc Hà vì Địch Khả Nhi quá giống chị ấy. Nhưng có lẽ đây chính là duyên số, bởi Địch Khả Nhi cũng là em gái của cô, là em gái sinh ba của cô. Trải qua rất nhiều thăng trầm của cảm xúc, cuối cùng Địch Khả Nhi cũng thuyết phục được Bạch Mạc Uyên về nhà của mình một chuyến. Bước vào căn biệt thự lạ lẫm, sang trọng, Bạch Mạc Uyên thoáng trầm trồ vì vẻ hào nhoáng này. Trong nhà có một bức ảnh treo tường được phóng lớn. Bạch Mạc Uyên ngẩng đầu lên nhìn. Trong ảnh có ba người, ở giữa là Địch Khả Nhi, bên cạnh cô là người đàn ông trung niên phong độ, phía còn lại bên tay trái Địch Khả Nhi là... Lồng ngực Bạch Mạc Uyên hững nhịp. Cô mở to mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Người phụ nữ trong ảnh có nét gì đó rất giống Bạch Mạc Uyên, nhưng cô không thể xác nhận giống ở điểm nào. Đó là bố mẹ của chúng ta. Địch Khả Nhi đặt tách trà xuống dưới bàn, đi tới bên cạnh Bạch Mạc Uyên, ngẩng đầu lên nhìn. Bố mẹ? Bạch Mạc Uyên lặp lại. Có lẽ chị chưa biết tên của bố mẹ, hoặc biết rồi, nhưng em vẫn sẽ nói. Bố của chúng ta là Địch Tư, mẹ của chúng ta là Địch Ngọc. Thấy Bạch Mạc Uyên nhìn họ chăm chú, Địch Khả Nhi cười dịu dàng. Mẹ chúng ta hồi còn trẻ rất giống chị bây giờ đấy. Bạch Mạc Uyên nhướng mày. Em với chị giống nhau, không lẽ em không giống mẹ ư? Địch Hà Nhi hơi lắc đầu. Cái em nói chính là phong thái. Mẹ rất kiên cường, tính cách lại mạnh mẽ. Em nghe bố kể ngày mẹ còn trẻ, mẹ còn đánh nhau với cả con trai nữa. Đánh nhau với con trai? Bạch Mạc Uyên hơi hắng giọng một cái, có chút xấu hổ. Lẽ nào tính cách của cô lại được thừa hưởng từ người phụ nữ trong ảnh đó ư? Chẳng trách cô cứ như con trai vậy. Vậy thì Bạch Mạc Hà và Địch Hà Nhi đều là giống Địch Tư rồi. Hẳn ông ấy ôn nhã và dịu dàng. Trong lòng Bạch Mạc Uyên cứ rối như tơ vò, nửa muốn ở lại đây, nửa muốn rời đi. Em dẫn chị đến một nơi. Địch Hà Nhi nắm lấy tay của Bạch Mạc Uyên, kéo cô đi lên tầng. Đi đâu? Đến nơi chị sẽ biết. Địch Hà Nhi đến căn phòng ở tầng 2, mở cửa phòng ra. Bạch Mạc Uyên ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng rộng rãi này. Có vẻ như từng có trẻ con sống ở đây nên mới có nhiều đồ chơi như vậy. Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và không có lấy một hạt bụi nào cả. Đây chính là phòng của chị, bố mẹ đã trang trí nó từ trước khi chúng ta chào đời. Bạch Mạc Uyên ù ù hai tay. Cô chậm chậm bước vào căn phòng, ngắm nhìn những món đồ chơi đắt tiền được bài trí xung quanh. Có cả nuôi trẻ sơ sinh và rất nhiều gấu thú nhồi bông lớn nhỏ. Nếu cô còn là một đứa trẻ, nhất định sẽ rất thích nơi này. Địch Khả Nhi sau đó lại đưa Bạch Mạc Uyên đến căn phòng bên cạnh và mở ra. Căn phòng này cũng giống căn phòng trước đó, nhưng màu sắc không quá giống với bên còn lại. Đây là phòng của chị Ái Thi. Địch Khả Nhi buồn buồn nói. Còn lại là phòng của Địch Khả Nhi thì mọi thứ đã thay đổi theo thời gian. Cô không còn là trẻ con nên đã không dùng những món đồ như hai phòng còn lại từ lâu rồi. Bố mẹ gìn giữ hai căn phòng rất cẩn thận, ngày nào cũng cho người lau chùi sạch sẽ. Họ chưa từng ngừng nhớ nhung hai chị. Phải chi Bạch Mạc Uyên và Bạch Mạc Hà ngay từ đầu đã lớn lên trong điều kiện đầy đủ như thế này, tốt đẹp như thế này, thì hai người đã có cuộc sống khác rồi. Địch Hà Nhi đưa Bạch Mạc Uyên đi dạo quanh căn biệt thự.
Căn biệt thự này có khuôn viên phía sau khá rộng rãi, có hồ bơi và xích đu quay. Những khóm hoa hồng được trồng xung quanh rất thơ mộng. Chị ngồi đây chờ em nhé. Em đi nấu chút gì đó ăn. Chắc chị đã đói rồi. Không cần đâu. Sẽ nhanh thôi mà, chờ em. Đừng có đi đâu đấy. Nhìn Địch Hà Nhi rời đi, còn bản thân ngồi trong phòng khách rộng lớn, Bạch Mạc Uyên không biết phải làm gì. Cô thở dài và dựa lưng vào ghế vẻ mệt mỏi. Vài phút sau, bên tai Bạch Mạc Uyên có tiếng động rõ ràng như mở cửa. Cô từ từ ngẩng đầu và nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Một cặp vợ chồng với chiếc vali quần áo màu tro tiến vào trong nhà. Địch Tư mặc áo sơ mi ngắn tay và quần com lê. Địch Ngọc mặc váy chữ A trẻ trung màu tím nhạt. Hà Nhi, hôm nay con đi làm về sớm vậy? Địch Ngọc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái. Bạch Mạc Uyên sững lại như bức tượng tạc, hoàn toàn ngẩn ngơ ngồi im tại chỗ. Con gái của bố hôm nay mặc quần áo cá tính thế. Mặc như thế này bố thấy mới mẻ hơn đấy. Địch Tư kéo vali tới, ngồi xuống ghế. Bố con cứ mãi lo chuyện công ty nên đòi về sớm. Thật ra mẹ cũng muốn ở lại chơi thêm mấy ngày. Lần tới con đặt vé cả gia đình ta đi nhá. Lâu lắm rồi cả nhà ta không đi du lịch cùng với nhau. Địch Ngọc lại nói. Con làm sao à? Bị mệt mỏi trong người ư? Địch Tư hơi nhíu mày, cất giọng hỏi khan. Hà Nhi, Địch Ngọc gọi. Tôi... Bạch Mạc Uyên mãi mới mở miệng ra để nói một lời. Bố mẹ về rồi à? Từ phía trong nhà, Địch Hà Nhi cười tươi đi ra, âm giọng thanh thoát dễ nghe, nụ cười hiền dịu như dòng nước suối. Cả Địch Tư và Địch Ngọc đứng hình ngay tức khắc, mắt nhìn lên phía trước rồi lại nhìn sang bên cạnh mình. Có hai Hà Nhi ư? Địch Ngọc đứng dậy che miệng, bà thốt lên. Địch Hà Nhi thuận mắt theo bố mẹ mà nhìn người ngồi ở ghế sofa. Cô thở hắt ra, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cô cất giọng nhẹ nhàng. Mẹ, chẳng phải mẹ vẫn luôn đợi ngày này hay sao? Mẹ không nhận ra chị à? Địch Tư lộ vẻ kinh ngạc. Ông nhìn Bạch Mạc Uyên từ đầu đến cuối, viền mắt đỏ lên. Ý của con là... Địch Ngọc run lên từng cơn, chậm chậm tiến về phía Bạch Mạc Uyên, hơi đưa tay ra. Bạch Mạc Uyên né tránh hành động của Địch Ngọc. Bà quay lại nhìn Địch Hà Nhi như chờ đợi điều gì đó. Không khí trong nhà bỗng loãng đi, vô cùng khó thở, lồng ngực ai nấy đập rộn ràng. Địch Hà Nhi gật đầu, nghẹn ngào nói. Chị ăn gì đấy ạ? Con tìm được chị rồi. Là con gái của bố mẹ, là chị của con. Ăn gì? Địch Tư khàn đặc giọng, hơi thở gấp gáp. Con gái của mẹ, con gái của mẹ. Địch Ngọc chỉ trực chờ nghe được những lời đó thì liền lao đến ôm Bạch Mạc Uyên vào lòng, gào lên trong xúc động. Con đã đi đâu suốt hai mươi mấy năm nay hả? Rốt cuộc thì con đã đi đâu? Con biết mẹ tìm con khổ cực lắm hay không? Con có biết là mẹ nhớ con như thế nào không? Tại sao bây giờ con mới trở về? An gì của mẹ? Địch Tư cũng đi tới ôm chầm Bạch Mạc Uyên và Địch Ngọc. Một người như ông chưa từng khóc trước mặt vợ con, vậy mà hôm nay Bạch Mạc Uyên chết lặng, cứ cố ngồi im để họ ôm lấy mình mà không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng Địch Hà Nhi cũng chạy tới ôm cô, cả gia đình họ không thể để cho cô thở. Tôi khó thở. Bạch Mạc Uyên ho lên vài cái. Ba người họ lần lượt buông Bạch Mạc Uyên ra. Địch Ngọc rối rít vuốt ve mặt mũi của Bạch Mạc Uyên. Bàn tay lạnh ngắt ấy khiến Bạch Mạc Uyên rùng mình. An gì? Suốt bao nhiêu năm qua con đã ở đâu? Với ai? Mẹ không thể tìm được con. Là mẹ có lỗi. Hãy tha thứ cho mẹ. An gì? Bố... Địch Tư không nói thành lời, chỉ nắm lấy tay của Bạch Mạc Uyên. Hai vợ chồng họ đã từng tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần. Họ cũng có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng tại giây phút này, giờ đây không ai nói nên câu, cô họng cứ như có thứ gì đó tắc ứ lại. Tôi... Bạch Mạc Uyên co rúm môi lại, chợt khóc òa. Cô cứ như vậy, khóc như một đứa trẻ, khóc lớn, khóc để xua tan đi sự khó chịu trong lòng mình. Họ là bố mẹ của cô, họ chính là bố mẹ của cô ư? Ấm áp quá, tình thương của bọn họ thật bao la. Bạch Mạc Uyên có thể đắm chìm vào đó.
Cô chưa từng được hưởng sự yêu thương từ bố mẹ mình dù chỉ một lần. Cô đã khao khát biết bao nhiêu, mong đợi biết bao nhiêu, nhưng cũng chỉ thu lại nỗi thất vọng. Nhưng ngay bây giờ, Bạch Mạc Uyên tựa mình đang trong cơn mơ quá đỗi hạnh phúc. Con ngoan của bố mẹ, mẹ nhớ con lắm, con về rồi, tốt lắm rồi. Địch Ngọc khóc nức cả lên, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt. Bà ấy là một người mẹ, nỗi đau mất con Bạch Mạc Uyên hiểu thấu. Tìm lại được cô, bà ấy như lấy lại được nửa sinh mạng. Bạch Mạc Uyên ôm Địch Tư và Địch Ngọc, nước mắt của cô chảy ướt đẫm vai Địch Tư. An gì? Ông cất giọng, lòng bàn tay vuốt ve lưng của Bạch Mạc Uyên, dỗ dành cô. Thời khắc này nếu có thể, Bạch Mạc Uyên muốn mãi mãi không bao giờ qua đi, mãi mãi. Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại và ngồi nói chuyện với nhau, hai vợ chồng nhà họ Địch cầm trên tay giấy kết quả xét nghiệm ADN thì vô cùng vui sướng. Nhưng hai tin người con gái còn lại của mình đã mất thì không khỏi khổ tâm. Khoan đã, con nói tên của con hiện giờ là gì? Địch Ngọc chợt nhíu mày. Con là Bạch Mạc Uyên. Địch Ngọc như sực nhớ ra gì đó, vội quay sang phía chồng mình. Địch Tư dường như cũng nhận ra điều gì đó mờ ám. Người nuôi hai đứa là một cặp vợ chồng họ Bạch. Địch Tư trầm giọng hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Bạch Mạc Uyên gật gật đầu, xong cô lại giật mình. Bố mẹ của cô ngồi ở đây. Vậy hai người mà cô và Bạch Mạc Hà sống cùng suốt 19 năm là ai? Chính là họ. Anh. Là bọn họ đã bắt cóc con của chúng ta. Địch Ngọc phẫn nộ siết nắm tay lại, đanh giọng. Mẹ, mẹ biết họ? Bạch Mạc Uyên ngờ vực hỏi. Họ là hai người từng làm việc cho nhà chúng ta. Sau vài lần lấy trộm đá quý đã bị bố đuổi việc. Thật không ngờ bọn họ lại dám lớn gan lớn mật bắt cóc hai con đi. Sự việc đã qua từ vài tháng trước khi mẹ con sinh ba đứa. Bố mẹ quả nhiên không nghi ngờ tới họ. Địch Tư chậm rãi kể lại sự việc vào mấy chục năm về trước, trong lòng trỗi dậy cơn cay nghiệt. Không những bắt cóc đi hai đứa con của bọn họ, vậy mà còn dám để cho đứa gái thi chết trẻ vì tai nạn giao thông. Thật không thể tha thứ. Người như vậy nhất định phải chịu hình phạt trước pháp luật. Hiện giờ con vẫn ở cùng với họ sao? Địch Ngọc nắm lấy tay của Bạch Mạc Uyên. Cô lắc đầu, chợt mím môi nhìn cả nhà một lượt. Con đã không ở cùng với bọn họ từ năm 19 tuổi. Họ dám đuổi con đi ư? Con đi tù. Ba người còn lại như bị tiếng sét đánh ngang tai đến vang óc, không thể tin nổi những gì Bạch Mạc Uyên vừa nói. Con đi tù? Con phạm tội gì? Giết người. Chị, chuyện là thế nào vậy? Em không tin chị giết người. Địch Hà Nhi lắc lắc đầu. Bạch Mạc Uyên cười nhạt. Cô thở dài. Chuyện xảy ra cũng dài, nói một lúc khó lòng mà hết. Con không giấu gì mọi người. Bạch Mạc Uyên con đã đi tù hai lần, đều là vì tội danh giết người cả. Còn Địch Ngọc khổ sở nắm tay chặt của Bạch Mạc Uyên, dường như bà hiểu trong lời này của con gái bà có điều gì đó khúc mắc. Bà muốn nghe Bạch Mạc Uyên giải thích rõ ràng. Chuyện xảy ra có liên quan đến một gia đình mà cả bố và mẹ đều biết. Bạch Mạc Uyên ngừng mặt lên nhìn giữa không trung, tựa đang tưởng tượng ra nơi nào đó xa xăm, rất xa. Gia đình bố mẹ đều biết. Ý con là ông bà Bạch có liên quan đến chuyện con đi tù à? Không. Bạch Mạc Uyên nhẹ giọng. Liên quan đến gia đình họ Trần, Trần Hải, Vương Ái Phi và hai người con của họ. Cái gì? Địch Tư quả nhiên bị sốc khi nghe Bạch Mạc Uyên nhắc đến những người đó. Con gái của ông bằng cách nào có thể quen được gia đình ấy? Bằng cách nào họ có mối liên quan đến án tù của con gái ông được? Địch Ngọc cũng theo phản xạ mà quay qua chồng mình. Ánh mắt đó của bà thực sự phức tạp. 6 năm trước con bị Xuân Xuân, con gái nuôi của gia đình đó, gán ghép tội cố ý giết người. Do nhân chứng không có mặt ở tòa nên con bị kết án tù giam 2 năm, mặc dù mình vô tội. Sau khi ra tù, số phận lại trớ trêu đưa con đến bên Trần Hãn Dương. Con và anh ta đã đăng ký kết hôn sau khi con mang thai. Chuyện này
Địch Tư á khẩu, Trần Hãn Dương chẳng phải là con trai của Trần Hải và Vương Ái Phi hay sao? Con gái thất lạc của ông quả thực là vợ của con trai người bạn cũ mà Địch Tư đã tuyệt tình năm ấy. Mối nghiệt duyên này sao mà lại từ đời phụ huynh đến đời con cái gắn kết như vậy chứ? Vậy con của con đâu? Hôm nay nó có về đây không? Địch Ngọc dù không mấy vui vẻ với chuyện này nhưng không thể không quan tâm đến con gái. Bạch Mạc Uyên lắc lắc đầu vô vọng. Mất rồi. Con bị Xuân Xuân hại. Con bé đó dám làm hại con. Mẹ sẽ đi tìm nó. Địch Ngọc lập tức đứng dậy theo phản xạ của một người mẹ. Bạch Mạc Uyên nhanh tay níu kéo Địch Ngọc để bà ngồi xuống. Cô lắc đầu nói tiếp. Một năm sau khi con ra tù và kết hôn với Trần Hãn Dương, con đã vô tình bị đẩy vào tù một lần nữa với tội danh hại chết Xuân Xuân tại bệnh viện. Nó chết rồi. Địch Ngọc rất phẫn nộ. Cô ta chưa chết. Con là bị oan cho nên mới ngủ tù thêm 3 năm. Trời ơi, an gì của mẹ. Suốt cuộc thì con đã phải trải qua những gì vậy? Thanh xuân của con đâu còn gì nữa. Suốt cuộc thì thằng nhóc đó đã ở đâu khi con bị hại? Người mà Địch Ngọc đang nhắc tới hẳn là Trần Hãn Dương rồi. Bạch Mặc Uyên cười nhạt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Không ở đâu cả. Bởi vì chính anh ta là người đã tống con vào tù 2 lần. Địch Tư trầm mặc từ nãy đến giờ, tay ông siết lại thành quyền. Có thể biết ông rất thương con gái và căm hận gia đình đó đã hại con gái của ông. Những người trong nhà đó không có ai đứng về phía con ư? Con là con dâu của họ, tại sao chứ? Họ ghét con vì con có tiền án hình sự, muốn đuổi con đi còn không được. May mắn con được lão phu nhân yêu thương, chưa từng chịu quá nhiều thiệt thòi khi có bà ấy đứng ra bảo vệ. Địch Tư nghe vậy phần nào nhẹ nhõm. Năm xưa ông thường xuyên tới biệt thự A Đào. Lão phu nhân là người đáng quý, bà sống rất hiền lương và yêu ghét rõ ràng. Chuyện Xuân Xuân chưa chết là sao? Nó chưa chết, vì sao con phải đi tù? Nguyên một buổi tối hôm đó, Bạch Mạc Uyên giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho bố mẹ và em gái của mình nghe. Vừa kể về buồn tủi, Địch Ngọc vạch tay áo Bạch Mạc Uyên lên xem. Những vết sẹo còn mờ của Bạch Mạc Uyên khiến bà vô cùng đau đớn. Con của bà còn chưa dám nghĩ đến chuyện đánh người. Người ngoài sao lại dám làm như vậy? Thật đáng giận. An gì? Mẹ xin lỗi. Mẹ không có lỗi. Nếu như mẹ ở bên con thì con sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy. Địch Ngọc đưa tay lên lau lau khóe mắt. Bạch Mạc Uyên không biết phải nói gì. Tuy thứ tình cảm gia đình này vẫn còn khiến cô thấy có quá nhiều điều mới lạ chưa thể chấp nhận hết, nhưng cô không thể phủ nhận việc họ là gia đình của cô, là mối quan hệ ruột thịt không thể bác bỏ. Cô đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt Địch Ngọc. Con không thể mang họ của những người đó. An gì? Mẹ cần con đổi tên để làm chính mình, làm An Di của mẹ. Địch Ngọc đột nhiên cất giọng quyết tâm. Bạch Mạc Uyên sững sờ. Cô đổi tên ư? Cái tên Bạch Mạc Uyên đã gắn liền với cô suốt 20 mấy năm. Bố biết con chưa quen với cái tên An Di, nhưng con hãy nhìn xem, cái tên Mạc Uyên đã gieo rắc cho con biết bao nhiêu là đau thương không thể xóa mở. Con còn vương vấn nó hay sao? Chừng nào con vẫn tên là Bạch Mạc Uyên, con sẽ không thể tự vùng mình thoát ra được những cái quá khứ màu đen ấy. An Di mới là tên của con. Con là con gái của bố mẹ. Bạch Mạc Uyên nhìn lại quãng thời gian 20 mấy năm tồi tệ. Có phải là vì cái tên này đã đem tới những sự tồi tệ đó? Liệu khi cô đổi tên và đặt chân sang trang giấy mới, cuộc sống có bớt khắc nghiệt hơn với cô không? Vâng, cứ quyết theo bố mẹ. Chị An Di, chào mừng chị đến với gia đình của mình. Chào mừng chị đã trở về. Địch Hà Nhi mỉm cười. Con bé này, mắt của em được cấu tạo từ nước có phải không? Bạch Mạc Uyên thở dài, đưa tay lên lau nước mắt cho Địch Hà Nhi. Nhìn Địch Hà Nhi khóc, Bạch Mạc Uyên không vui chút nào. Em vui mà. Đêm hôm đó, Bạch Mạc Uyên nhắn tin cho Chu Hùng, nói có việc bên ngoài nên không trở về. Còn bản thân cô thì ngủ lại căn nhà mới này. Cô nghĩ vẫn chưa đến lúc nói cho Chu Hùng biết tất cả mọi chuyện. Nó đến quá nhanh và bất ngờ khiến cô còn chưa kịp chấp nhận hoàn toàn. An Di, con ôm mẹ được không? Địch Ngọc hôm nay ngủ lại bên cạnh Bạch Mạc Uyên.
trong căn phòng mà đáng lẽ ra cô nên ở đó từ nhỏ. Bạch Mạc Uyên nghe câu hỏi xong có chút ngại ngùng, vì mình đã lớn rồi, hơn nữa cũng mới nhận nhau là mẹ con. Vâng. Cuối cùng Bạch Mạc Uyên vẫn giang tay tới, ôm lấy eo bụng bà, cảm giác lâng đâng đầy vui sướng. Tình cảm mẫu tử thiêng liêng, dù lớn hay nhỏ, dù xa cách bao lâu, cô vẫn là con gái của bà, là đứa con gái mà bà rứt ruột đẻ ra. Con đã khổ nhiều rồi, sau này mẹ muốn con hạnh phúc, làm những điều mà con muốn. Chỉ cần con vui, mẹ cũng mãn nguyện. Vâng. Em gái của con được bố mẹ bao bọc từ nhỏ, nó chưa chịu bất kỳ sự đả kích hay là tổn thương nào. Nhìn con, mẹ xót lắm. Mẹ sẽ tìm một chuyên gia nước ngoài giỏi để điều trị các vết sẹo trên người con. Các vết sẹo này cũng không quá nghiêm trọng. Vất vả cho mẹ rồi. Đang khách sáo với mẹ sao? Con không có. Địch Ngọc im lặng một chút rồi hỏi. Mẹ hỏi thật. Con phải trả lời nhá. Bạch Mạc Uyên hơi ngẩng đầu ừ nhẹ một cái. Con đối với cái tên nhóc đó có chút tình cảm nào không? Xem như Địch Ngọc đã biết câu trả lời. Con gái bà yêu Trần Hãn Dương, dù cậu ta có làm tổn thương mình đến đâu, khi biết con sảy thai, cậu ta thế nào? Bạch Mạc Uyên nhắm mắt. Con không biết nữa. Lần thứ nhất có vẻ tức giận, nhưng lần thứ hai khá đau khổ và bất lực. Địch Ngọc khẽ run, quay qua đối diện với Bạch Mạc Uyên. Con bị sảy thai 2 lần. Vâng. Lần thứ hai là vào đợt con đi tù 3 năm về trước. Địch Ngọc bị kích động, vừa cáu giận vừa không biết phải làm gì với đứa con gái đáng thương này. Bà lại khóc, chưa bao giờ bà muốn khóc nhiều như thế. Con đã trải qua những ác mộng gì vậy hả? Con có thể sống được tới bây giờ hay sao? Cô từ từ lau nước mắt cho mẹ, ôn nhu nói. Con phải sống đến ngày hôm nay thì mới gặp được mẹ chứ. Con bé ngốc này. Địch Ngọc ôm trầm Bạch Mạc Uyên, xoa xoa đầu cô. Người như cậu ta không xứng đáng làm con rể của mẹ. Quên nó đi, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Lần đầu tiên gặp mặt, mẹ đã biết nó không phải là loại người tốt gì rồi. Mẹ gặp anh ta rồi. Bạch Mạc Uyên ngạc nhiên. Cậu ta đến đây với Trần Hải một lần, làm loạn cả nhà mình vào ban đêm. Trần Hải còn nói cái gì mà bố của con vẫn còn khiến Vương Ái Phi vương vấn tình cũ. Cũng may là cậu ta đưa bố của mình về. Nhưng mà cái dáng vẻ như con sâu rượu đó của cậu ta khiến mẹ không thể nào quên được. Con sâu rượu sao? Nghe thật có chút buồn cười. Anh ta tuy mù quáng, nhưng... Bạch Mạc Uyên không nói được gì nữa, nín lặng. Ngày hôm sau, Địch Tư, Địch Ngọc, Địch Khả Nhi, cả ba người đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng gia đình để gây sự bất ngờ dành cho thành viên mới trở về sau biết bao nhiêu năm xa cách. Không khí ấm cúng đến lạ thường. Chị dậy đi, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi. Địch Hà Nhi mở cửa phòng, cười duyên dáng. Ăn sáng xong, cả gia đình đi chung chiếc xe đến nơi làm thủ tục thay tên đổi họ. Bạch Mạc Uyên chính thức đặt chân sang trang giấy mới với cuộc sống màu hồng như mơ. Cô tên là Địch An Di. An Di, con còn nhớ nơi ông bà Bạch ở chứ? Địch An Di là người lái xe. Cô vừa xoay vô lăng vừa gật đầu. Mẹ sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, con đưa chúng ta tới đó. Những kẻ phạm pháp thì phải bị trừng trị nghiêm khắc, không thể để cho họ sống nhởn nhơ, buông thả thêm một giây phút nào nữa. Xe đến căn nhà của ông bà Bạch mà năm ấy Địch An Di từng tới cùng lão phu nhân và Trần Hãn Dương. Căn nhà dường như không có sự thay đổi nào. Lúc này vừa hay cảnh sát thành phố cũng có mặt, mọi người cùng lúc vào nhà. Mấy cậu cảnh sát có việc gì không? Sao lại đến nhà tôi đông như thế này? Trong nhà chỉ có ông Bạch, bà Bạch đi chợ chưa về. Với tính tình nhút nhát của mình, ông ta có vẻ sợ hãi. Ông Bạch. Địch Tư từ phía sau lưng cảnh sát tiến lên, mặt đanh lại, giọng nói nghiêm khắc mà phẫn nộ. Vừa nhìn thấy Địch Tư, Địch Ngọc, ông Bạch xanh mét, mặt mày ngã ra đất. Địch An Di và Địch Hà Nhi cùng lúc xuất hiện khiến ông ta run rẩy, nói loạn cả. Hả? Bạch Mạc Hà, Bạch Mạc Uyên. Ôi, sao lại có hai đứa nó? Mạc Hà, bố sai rồi.
Đừng về đây ám bố nữa. Tất cả là vì mẹ con, bố không liên quan. Hãy đi tìm bà ấy đi. Địch An Di nhíu mày, ông ta rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ông bị tạm giam vì có người báo án với tội danh bắt cóc trẻ em. Mời ông về đồn hợp tác điều tra. Không, không phải. Các cậu đi ra. Ông Bạch bò đến chân Địch An Di và Địch Hà Nhi. Bạch Mặc Hà, đâu là Bạch Mặc Hà? Con ơi, người chết có linh thiêng. Bố thề năm đó là bà ấy hại chết con. Bố không biết gì hết. Hai vợ chồng họ Địch cùng nhíu mày. Ai nấy cũng muốn xông lên, nhưng bị Địch An Di giơ tay ra hiệu dừng lại. Cô cất giọng tràn đầy sát khí, ánh mắt lạnh lạnh. Ông vừa mới nói cái gì? Ai bị hại chết? Hại như thế nào? Con đang thử bố ư? Được được, bố sẽ nói. Sẽ nói hết mà. Nói xong con đi đi, đừng về đây ám bố nữa. Năm đó mẹ con cần tiền mới ép con bán thận cho người ta. Nhưng bà ấy lại ham hư vinh mới úp thuốc mê con. Nhân lúc con đang ngủ, bán tất cả nội tạng có giá trị cho người giàu có. Bố xin lỗi, bố không biết gì, bố không biết gì hết. Địch An Di chết lặng, ngã đổ ra phía sau. Chị An Di. Địch Hà Nhi ngồi xuống đỡ Địch An Di dậy, liên tục vỗ nhẹ vào má giúp cô tỉnh táo. Họ nói Bạch Mặc Hà không may gặp tai nạn nên mới chết cơ mà. Họ nói chị gái cô qua đời vì tai nạn không may cơ mà. Địch An Di đau đớn, sốc đến nỗi chân tay buồn rùn và ngất đi. Em à, tỉnh lại đi. Em à. Địch Hà Nhi giật mình quay sang, phát hiện Địch Ngọc cũng ngất đi trong vòng tay của bố. Con gái của họ, chị gái của họ, chết một cách tức tuổi và đầy oan nghiệt. Tuổi 19 đầy mộng mơ và tràn trề hy vọng sống. Bạch Mặc Hà, không, Địch Ái Thi đã bị giết chết một cách trắng trợn. Khi chết cơ thể cũng không đầy đủ bộ phận như người ta. Thì ra năm đó vợ chồng họ Bạch thuận tay, hai đứa bé và bế chạy khỏi bệnh viện. Vừa hay bệnh viện năm đó không có camera. Hai đứa bé bị mang đi đến nơi xa với cái tên mới đặt được: Bạch Mặc Hà, Bạch Mặc Uyên. Một đứa trẻ xui xẻo đã chết trong tay họ. Đứa trẻ còn lại có lẽ đã may mắn hơn. Hơn 3 ngày kể từ khi xảy ra mọi việc, Địch An Di tỉnh lại trên giường bệnh. Cổ tay đau nhức bởi chiếc kim truyền. Đôi mắt bị một tầng xương bao phủ nhìn xung quanh. Chị tỉnh lại rồi. Địch Hà Nhi ngồi bên cạnh giường bệnh, vội vàng đứng dậy muốn chạy đi gọi bác sĩ. Mẹ, thế nào rồi? Địch An Di kịp thời níu tay em gái. Giọng của cô gần như hụt hơi. Địch Hà Nhi khổ sở ngồi xuống ghế, nhìn xuống tay của Địch An Di rồi nắm tay thật chặt. Chị bất tỉnh đến hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Mẹ đã xuất viện từ hôm qua sau khi tỉnh lại. Hiện đang cùng luật sư trao đổi và tìm phương pháp trừng phạt hai vợ chồng nhà họ Bạch. Nhắc đến ông bà Bạch, có nghĩa là Địch An Di không mơ. Cô nhớ lại từng đoạn ký ức của 3 ngày hôm trước. Cô không còn tên là Bạch Mặc Uyên nữa. Tên của cô bây giờ đã mang họ Địch, là Địch An Di. Vậy thì chị gái của cô bị hại bằng cách man dợ và táo bạo đó cũng không phải là mơ. Người mà hai chị em cô đã gọi là bố mẹ suốt 19 năm chính là hai kẻ bắt cóc. Không những vậy, họ còn hại chị gái cô chết oan uổng. Địch Ái Thi kém may mắn hơn cô gấp mấy lần. Cô ấy chưa được gặp lại bố mẹ ruột, đã ra đi ở độ tuổi 19 non trẻ, sống chung với cái tên Bạch Mặc Uyên, lấy họ của những kẻ phạm tội. Há chẳng trách Địch An Di lại xui xẻo ra vào tù 5 lần 7 lượt. Có bị đối xử không khác gì kẻ trơ trẽn nhất trên đời. Địch An Di đưa tay lên trước ngực, cô nắm vạt áo đỏ bừng mặt, cô khóc không ra tiếng. Chị gái của cô đã chết như vậy sao? Suốt bấy năm qua cô vẫn luôn ngu ngốc tin rằng cô ấy bị tai nạn xe mà thôi. Sự thật này quá mức đau lòng. Cô vẫn không dám tin vào hiện thực. Địch An Di cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt này đang càng ngày càng trở nên đáng sợ. Xung quanh cô chỉ toàn màu đen tối. Chị. Địch Hà Nhi mím môi, đưa tay lên lau nước mắt cho Địch An Di. Tuy chưa gặp Địch Ái Thi bao giờ, nhưng Địch Hà Nhi tin chắc rằng cô ấy cũng là một người chị gái tốt. Có hai người chị gái vẫn tốt hơn một chứ. Đáng tiếc là số phận của Địch Ái Thi quá ngắn ngủi. Địch Hà Nhi chỉ có duyên phận được gặp lại người chị thứ hai là Địch An Di, mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối trước mặt. Chị phải làm sao đây? Nơi này của chị như đang bị mục nát dần đi.
Những người chị yêu thương đều rời bỏ chị. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Địch An Di quằn quại lồng ngực, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô nghẹn giọng nói với Địch Hà Nhi. Chị... Địch Hà Nhi không thể hiểu hết cảm giác của Địch An Di ngay lúc này. Bởi vì người trải qua là Địch An Di, người chịu đựng cũng là Địch An Di. Chị phải giết chết hai người đó. Chị phải trả thù cho chị ấy. Khốn kiếp, khốn kiếp. Địch An Di ngồi dậy, cô mất kiểm soát. Cô giật chiếc kim truyền ra khỏi tay. Không được, chị còn chưa khỏe lại, đừng đi đâu cả. Bọn họ đều bị cảnh sát bắt đi rồi. Địch Hà Nhi hốt hoảng ôm lấy eo của Địch An Di khi cô có ý định chân trần chạy ra khỏi bệnh viện. Địch An Di suy sụp, cô ngã ngồi xuống đất tự giày vò bản thân, miệng liên tục chửi thề. Hai người khốn nạn đó đã làm gì chị ấy? Bán nội tạng ư? Lương tâm của hai người đó đều vứt cho chó ăn rồi ấy sao? Chị ấy thậm chí còn đang nuôi ước mơ trở thành luật sư. Chị ấy là nhân tài. Vậy mà mẹ kiếp, tại sao lại xảy ra chuyện đó? Tại sao? Địch Hà Nhi không đỡ Địch An Di dậy được, chỉ đành ngồi đó vỗ về Địch An Di, ánh mắt ánh nước, cô cũng rất khổ tâm. Sau khi được bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, Địch An Di cạn kiệt sức lực nằm trên giường bệnh. Lúc này Địch Tư đến bệnh viện thăm cô. Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, Địch An Di nhân cơ hội Địch Hà Nhi ra ngoài mua chút trái cây, cô cất giọng hỏi. Bố, con nghỉ ngơi cho lại sức đi. Bố mẹ rất lo lắng cho con. Địch Tư vuốt mái tóc rối của con gái, ôn nhu cất giọng, ánh mắt dịu dàng cố gắng che giấu buồn đau. Trần Hãn Dương, có phải là con trai của bố không? Địch Tư mở to mắt trước câu hỏi của con gái, song mày ông lại nhíu lại. Ông lau mồ hôi trên trán cho Địch An Di và trả lời. Đừng suy nghĩ nhiều khiến tâm trạng xấu hơn. Con có tin bố không? Cô lưỡng lự, dù tiếp xúc với Địch Tư chưa lâu, nhưng ông ấy là bố ruột của cô. Từ ông tỏa ra sự an toàn khiến cô cảm thấy yên tâm mà gật đầu. Ông mỉm cười, gật gù. Thời điểm con của Trần Hải và Vương Ái Phi được sinh ra, bố hoàn toàn đã cắt đứt liên lạc với họ. Trần Hãn Dương tuyệt đối không phải là con của bố. An Di, con lo lắng con và cậu ta có chung huyết thống. Địch An Di buồn bã, cô gật đầu. Điều đó là không thể. Giữa bố và Vương Ái Phi chỉ có duy nhất một đứa con mà bà ấy đã phá bỏ trước khi đến với Trần Hải. Bên tai Địch An Di càng lúc càng mơ hồ, rồi im ắng hẳn khi tầm nhìn của cô bị một màu đen phủ lên. Cô chìm vào giấc ngủ bởi tác dụng của thuốc an thần. Trước đó Địch An Di đã nói chuyện với Địch Tư và Địch Ngọc. Chuyện tình năm xưa giữa bố cô và mẹ chồng của cô đã được thuật lại cho họ nghe. Địch Tư tuy không muốn nhắc đến quá khứ, nhưng ông lại không còn cách nào khác, phải kể tường tận sự tình cho Địch An Di biết. Cô vậy mà quên hỏi ông một câu quan trọng nhất. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi, Trần Hãn Dương không phải là con của Địch Tư, anh và cô không có quan hệ huyết thống. Bố, chị ngủ rồi ư? Địch Hà Nhi mở cửa bước vào phòng. Địch Tư gật đầu, ông quay sang nói chuyện với Địch Hà Nhi. Con gái, chị của con tâm thần luôn bất an, khả năng quá khứ đã chịu nhiều thương tổn, con nên quan tâm đến chị của con nhiều hơn. Địch Hà Nhi đặt túi trái cây xuống bàn, đi tới bóp vai cho bố. Con biết mình phải làm gì mà, bố cứ yên tâm về nghỉ ngơi thêm đi ạ. Bố còn việc phải làm ở công ty, bố sẽ đi ngay bây giờ. Con ở lại chăm sóc chị, đừng để chị đi đâu nhé. Chị của con đang bị rối loạn tâm lý, cần phải để ý nhiều hơn. Vâng thưa bố. Bố đi đường cẩn thận. Tiễn Địch Tư ra đến bên ngoài cửa phòng bệnh, Địch Hà Nhi vừa vào bên trong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại là của Địch An Di. Cầm điện thoại lên xem, thấy số di động được lưu dưới tên danh bạ là Lão Chu. Địch Hà Nhi nhìn Địch An Di đang ngủ say, lưỡng lự một hồi rồi ấn nghe máy. Cô chết dí ở đâu mà ba ngày hôm nay anh gọi không có nghe máy? Cô có biết cô không về nhà làm cho anh ăn không ngon ngủ không yên không hả? Bạch Mạc Uyên, anh khuyên cô nên xuất hiện trước mặt anh sau 10 phút, bằng không anh săn bằng cả thành phố này cũng phải tìm cô ra cho bằng được. Âm giọng thô lỗ đó hét thẳng vào tai của Địch Hà Nhi, khiến cô giật mình suýt làm rơi điện thoại xuống dưới đất. Cô che một tai lại và để điện thoại ra xa. Cô có nghe thấy anh nói gì không đấy? Bạch Mạc Uyên, Bạch Mạc Uyên. Alo.
Địch Hà Nhi nhẹ giọng. Chu Hùng đầu dây bên này nhíu mày. Cô là ai? Cô không phải Bạch Mạc Uyên. Địch Hà Nhi nhìn chị gái vẫn nằm trên giường bệnh thì nói. Chị Bạch Mạc Uyên. À không, chị An Di đang nằm ở trong bệnh viện. Anh là ai vậy? An Di? Chu Hùng giật giật khóe miệng. Cái tên gì mà nghe tiểu thư quá vậy? Lẽ nào anh gọi nhầm số hay sao? Đang định tắt điện thoại đi gọi lại, Chu Hùng chợt đứng hình. Đây đúng là số của Bạch Mạc Uyên mà anh đã lưu mà, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Cô đừng có đùa. Đây là điện thoại của Bạch Mạc Uyên đúng không? Cô là ai mà cầm điện thoại của Bạch Mạc Uyên? Tôi là em gái của chị ấy. Ừ, em gái. Em gái thì cũng... Chu Hùng chợt ngơ ngẩn. Anh ngồi bật dậy. Bạch Mạc Uyên làm gì có em gái? Bạch Mạc Uyên đang ở đâu? Phòng 02 khoa hồi sức, bệnh viện trung tâm thành phố. Chu Hồng cầm lên chiếc áo khoác, lập tức tắt điện thoại ra khỏi nhà. Bạch Mạc Uyên mấy hôm nay không trở về nhà là do đang nằm viện ư? Nhưng vừa rồi rốt cuộc là ai nghe máy, lại còn tự nhận là em của Bạch Mạc Uyên như vậy? Dừng xe lại trước bệnh viện trung tâm thành phố, theo phản xạ, Chu Hồng chạy tới nơi tiếp đón bệnh nhân, trực tiếp hỏi y tá đang trực. Có bệnh nhân nào tên Bạch Mạc Uyên đã nhập viện ở trong mấy ngày vừa rồi không? Y tá lật xem sổ sách gì đó, sau hồi lâu mới trả lời Chu Hùng. Không có thưa anh, chúng tôi không có tiếp nhận ca nào có tên là Bạch Mạc Uyên cả. Chu Hùng vuốt vuốt mi tâm, cất giọng khẩn cầu. Xin cô hãy kiểm tra lại, em gái của tôi nó đang nằm ở đây mà. Chết tiệt, đến giờ phút quan trọng thì Chu Hùng lại quên mất số phòng mà người đó nói. Chỉ nhớ cô ta nhắc tới bệnh viện trung tâm thành phố là nơi Bạch Mạc Uyên đang nằm. Đang định rút điện thoại ra gọi lại vào số di động của Bạch Mạc Uyên thì Chu Hùng chợt nhớ ra người phụ nữ nhấc máy có nhắc đến cái tên An Di. Anh nuốt một ngụm nước bọt, quay qua hỏi y tá canh trực. Vậy cô nhìn lại xem, có bệnh nhân nào tên là An Di không? À, có thưa anh. Bệnh nhân Địch An Di nằm ở phòng hồi sức 02, cuối dãy hành lang tầng 2 bên tay phải. Y tá xem xét kỹ lưỡng rồi ngẩng đầu trả lời. Không thể nào, thực sự có bệnh nhân tên An Di. Chu Hùng vừa đi vừa thắc mắc, lẽ nào điện thoại của Bạch Mạc Uyên bị làm rơi nên có người tên An Di nhặt được? Phiền phức thật, bây giờ không có cách nào liên lạc được với Bạch Mạc Uyên, lẽ nào bắt buộc phải dùng phương thức truyền thông hay sao? Đứng trước cửa phòng không ai khoa hồi sức, Chu Hùng lịch sự gõ cửa. Người này cũng chậm chạp quá, gõ cửa mấy cái rồi mà vẫn chưa thấy ra mở cửa. Cửa bỗng mở ra khi Chu Hùng chuẩn bị gõ lần thứ 5. Bạch Mạc Uyên, cô làm cái gì ở bệnh viện vậy hả? Chu Hùng nhướng mày nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, sau đó kéo tay cô đi. Về thôi, công việc cô không định xử lý à? Vừa mới lập nghiệp thì đừng có lười biếng như vậy. Anh làm gì vậy? Chu Hùng sờn cái óc quay lại, Bạch Mạc Uyên sao lại nói cái giọng nghe ngọt tai như thế này? Thái độ đó như thể anh đang xâm phạm thân thể người khác vậy. Làm gì là làm gì? Hôm nay trông cô lạ thật đấy. Chu Hùng đưa tay lên sờ cằm, nhìn người trước mặt từ đầu đến chân. Cô mới đổi gu thời trang à? Thục nữ quá. Nhìn cứ tưởng như là con gái nhà lành, không đầu gấu một chút nào. Sao lại lừa anh? Chu Hùng nhíu mày. Địch Hà Nhi chớp mắt, cô bối rối trả lời Chu Hùng. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Bạch Mạc Uyên. Nhận nhầm người? Không thể nào. Cô định đóng kịch cho anh xem sao? Không vui gì hết. Chu Hùng cười như thể đang rất buồn cười, xong lại đanh mặt. Cô có biến hóa thành chó hay là mèo, gà hay là vịt, dù cô có biến thành heo thì cô cũng không qua được mắt của anh đâu. Mắt nhìn phụ nữ của anh được lắm đấy. Càng nghe Địch Khả Nhi càng đỏ bừng mặt vì hổ thẹn và phẫn nộ. Người đàn ông này là bạn của chị An Di sao? Cách nói chuyện sao lại khó nghe như vậy? Còn dám so sánh cô với động vật nữa. Tôi là em gái của chị ấy. Người anh tìm đang nằm ở trong phòng. Dứt lời, Địch Hà Nhi đứng tránh qua một bên để Chu Hùng có thể đi vào trong. Bởi cô có thể đoán ra đây là người vừa gọi điện đến số di động của Địch An Di. Nụ cười trên môi Chu Hùng dần tắt. Thái độ của người trước mặt anh không giống như đang đùa. Anh đi vào trong phòng bệnh với nét mặt hoang mang như đang bay bổng trên bầu trời. Kết quả vừa nhìn thấy người trên giường bệnh thì đã trợn trừng mắt, suýt nữa rơi hai con người ra ngoài, miệng cũng há hốc kinh ngạc.
Chu Hùng lập tức quay lại, phía sau anh là một người, phía trước anh cũng là một người. Có tới hai Bạch Mặc Uyên. Chu Hùng tá hỏa đến choáng váng. Địch Hà Nhi hơi lắc đầu. Cô đi đến cạnh giường bệnh của Địch An Di để đối phương có thể thấy rõ cả hai. Chắc chị ấy chưa nói gì cho anh biết. Tôi là chị em sinh ba thất lạc của chị ấy. Tên tôi là Địch Hà Nhi. Hơn nữa từ giờ anh đừng gọi chị ấy là Bạch Mặc Uyên nữa. Chị ấy đã thay tên đổi họ rồi. Chị ấy bây giờ là Địch An Di, con gái của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn Địch Tam. Cái gì? Chu Hùng đứng bất động, không thể nào tin nổi những lời mà Địch Hà Nhi đang nói. Con gái của chủ tịch tập đoàn Địch Tam. Vậy chẳng phải Bạch Mặc Uyên là con gái của tình nhân Vương Ái Phi, Địch Tư? Không thể thế được. Chu Hùng lập tức phủ nhận rồi nhìn lên. Nhưng càng nhìn anh càng thấy Địch Hà Nhi giống Bạch Mặc Uyên đang nhợt nhạt nằm trên giường bệnh đằng kia, hệt như hai giọt nước. Chị em sinh ba. Chu Hùng đen mặt. Bạch Mặc Uyên từng nói có chị gái sinh đôi đã mất tên là Bạch Mặc Hà. Bây giờ Địch Hà Nhi lại đứng đây tuyên bố cô là em gái sinh ba của Bạch Mặc Uyên. Hơn nữa Bạch Mặc Uyên từ khi nào đã thay tên đổi họ nhanh như trong chóng vậy? Cái tên Địch An Di là sao? Cô mau tỉnh lại cho anh. Cô giải thích cho anh nghe đi, Bạch Mặc Uyên. Chu Hùng rảo chân đến giường bệnh, lay lay tay của người anh vẫn đang cho là Bạch Mặc Uyên. Anh đừng làm phiền chị ấy nghỉ ngơi. Chị ấy mới chỉ ngủ được một chút. Anh muốn hỏi gì tôi đều trả lời thay chị ấy giúp anh. Địch Hà Nhi ngăn cản Chu Hùng lại, không để anh quậy phá thêm nữa. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi đối diện với nhau để nói chuyện. Cuối cùng Chu Hùng vẫn đờ đẫn đầu óc, nhưng phải chấp nhận chuyện Bạch Mặc Uyên là con gái thất lạc của tập đoàn trang sức nổi tiếng nhất. Và ngồi trước mặt anh đây chính là em gái ruột của Bạch Mặc Uyên, người chị gái Bạch Mặc Hà đã mất kia hiện đang được cảnh sát hỗ trợ điều tra lại vụ án có liên quan trực tiếp đến chuyện mua bán nội tạng người trái phép. Bạch Mặc Uyên đích thực là con gái của Địch Tư, tình nhân cũ của Vương Ái Phi, mẹ của Trần Hãn Dương Ngư. Mối quan hệ dối dám gì thế này? Chuyện này không nói dối. Địch Hà Nhi gật đầu kiên định, giọng nói ôn nhu. Đã xét nghiệm ADN, hơn nữa anh cho rằng chúng tôi không phải là chị em mà lại giống nhau như hai giọt nước như vậy hay sao? Đến anh còn nhầm lẫn giữa tôi và chị ấy. Chu Hùng bất giác nước mắt tới giường bệnh, nơi mà Bạch Mặc Uyên đang nằm. Anh không thể chấp nhận chuyện Bạch Mặc Uyên thay tên đổi họ thành Địch An Di. Vừa nghe đã thấy giống con gái lá ngọc cành vàng nhà đại gia rồi. Anh vẫn thích cái tên giàn mạc Bạch Mặc Uyên. Anh không có ý định thay tên đổi xưng hô. Cô đúng là rất giống em ấy. Anh là gì của chị An Di? Có vẻ như trước đó hai người đã ở cùng với nhau. Liệu có phải là... Chắc không đâu. Chị An Di nói đã kết hôn với con trai tập đoàn trang sức Dương Dương. Địch Hà Nhi dè dặt hỏi, rồi lại lắc đầu tự trả lời. Cô đừng hiểu lầm. Tôi là anh trai kết nghĩa của Bạch Mặc Uyên. Chúng tôi quen nhau mấy năm rồi. Chu Hùng đưa tay lên không trung, cười gượng giải thích. Vậy thì theo lý mà nói, Địch Hà Nhi cũng phải gọi Chu Hùng một tiếng anh mới đúng. Có vẻ anh cũng hơn tuổi cô. Vừa rồi em làm gì có lỗi thì mong anh lượng thứ. Địch Hà Nhi hơi cúi đầu. Chu Hùng đỏ mặt lắc đầu. Cô xin lỗi cái gì? Tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng. Vừa rồi tôi có hơi kích động. Địch Hà Nhi ngẩng đầu mỉm cười tao nhã. Ánh mắt long lanh và mái tóc mềm mại bồng bềnh đó chợt thu vào tầm mắt Chu Hùng. Đây cứ như là một phiên bản khác của Bạch Mặc Uyên vậy, hoàn toàn trái ngược với con người của Bạch Mặc Uyên. Chu Hùng. Chợt phía sau cất lên giọng nói yếu ớt. Chu Hùng sực bừng tỉnh khỏi ảo tưởng, đứng dậy đến bên giường Bạch Mặc Uyên. Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Mẹ nó, cô không biết gọi báo cho anh một câu ư? Chu Hùng lấy tay cộc một cái vào trán của Bạch Mặc Uyên coi như trừng phạt. Chị dậy rồi. Có đói không? Em gọi trái cây cho hai người ăn nhé. Địch Hà Nhi mừng rỡ đi đến. Cuộc sống của Địch An Di xoay quanh hai cái tên Bạch Mặc Uyên và Địch An Di, khiến cô không thể nhận ra được đâu là chính mình. Em xin lỗi. Địch An Di thở hắt ra nói với Chu Hùng. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà nghe đây, bây giờ dù cô đã giàu thì anh cũng vẫn gọi cô là Bạch Mặc Uyên. Cô thật chẳng hợp với cái tên An Di một chút nào. Nghe nó cứ ẻo lả chết đi được. Chu Hùng ra vẻ quyết tâm, ngay sau đó mỉm cười nhàn nhạt. Thật ra anh khá vui khi biết được thân phận của cô.
cô sẽ không phải khổ sở nữa, mà có thể sống trong nhung lụa, tìm được một người đàn ông tốt để sống chung tới cuối đời. Cô cười nhếch khóe môi, gật đầu ưu nhã. Chẳng sao cả, bởi dù cô là Địch An Di hay Bạch Mạc Uyên, cô vẫn là chính cô, không thể thay đổi cả con người. Địch Hà Nhi vừa gọt trái cây, vừa nghe cuộc trò chuyện giữa Địch An Di và Chu Hùng. Thi thoảng mặt khẽ đỏ, liếc nhìn người đàn ông đó mà không rõ lý do. Em mời anh chị ăn quả. Địch Hà Nhi đưa đĩa trái cây ra phía trước, dịu dàng cất giọng, thần thái hết sức nhu mì và lịch thiệp. Chu Hùng bất giác ngừng mặt lên đối diện với Địch Hà Nhi, vô tình bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình. Địch An Di cười nhạt, định cầm lên một miếng táo, thế nhưng trước mặt cô lại là một màn nháy mắt đưa tình hết sức công khai của hai người họ. Mày, Địch An Di nhíu nhíu, hai người này không phải mới gặp mà đã... Để phá tan bầu không khí màu hồng trướng mắt, Địch An Di hắng giọng một cái, sau đó hò khẽ, cổ họng khô khốc. Hai người kia vậy mà đều bị Địch An Di làm cho tỉnh ngộ, quay về với tình cảnh hiện tại mà không nhìn nhau nữa. Công ty vừa mới thành lập, em lại bỏ đi mấy ngày không quan tâm, vất vả cho anh rồi, Địch An Di nói. Biết anh vất vả thì cô mau khỏe lại đi. Thật lòng anh ăn chơi quen rồi, không thích hợp làm việc liên quan đến đầu óc. Chu Hùng xua xua tay giữa không trung. Nhưng anh làm rất tốt. Em thấy anh là lười thì có. Địch An Di xì miệng một cái, không quên lườm Chu Hùng khiến anh rùng mình. Nói chuyện hồi lâu, những vấn đề vặt vãnh, Chu Hùng hơi ngước mắt lên và có đôi lời khen ngợi. Em gái của cô đúng là giống cô thật đấy, còn xinh đẹp hơn cả cô nữa. Địch An Di giật giật khóe miệng, đúng là tên dê sồm có tiếng. Đến Địch Hà Nhi là em gái cô mà cũng bị Chu Hùng cho vào tầm ngắm rồi. Công ty còn vấn đề cần phải giải quyết đúng không? Anh mau về kiểm tra đi, tối chúng ta sẽ gặp lại, em cũng có vài chuyện muốn nói. Địch An Di chủ động kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, không biết là vô tình hay cố tình muốn Chu Hùng nhanh chóng rời đi khỏi phòng bệnh. Vốn tính tình phóng khoáng và thoải mái, Chu Hùng cũng không ngần ngại đồng ý với cô, lập tức rời đi chỉ sau vài phút. Người tiễn anh ra đến cửa là Địch Hà Nhi. Khi Địch Hà Nhi quay lại thì cũng thấy Địch An Di ngồi dậy từ khi nào. Cô tựa lưng ở thành giường, hai tay đan vào nhau, nghiêm túc nhìn Địch Hà Nhi. Chị sao vậy? Địch Hà Nhi có chút lo lắng đi tới, ngồi xuống ghế ngay cạnh giường của Địch An Di và hỏi. Hà Nhi, có điều này chị muốn nhắc nhở em. Cô hạ giọng, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ không có cảm xúc. Nhìn mặt chị nghiêm trọng quá, chị đừng làm em hồi hộp nữa. Địch An Di đưa tay tới, cầm lên bàn tay mềm mại không vết chai sạn của Địch Hà Nhi, khẽ vỗ về. Sau này em có thể tùy tiện chọn bất cứ người đàn ông tốt nào của đời mình, trừ anh ấy. Anh ấy? Địch Hà Nhi mở to hai mắt, hoàn toàn chưa hiểu hết ý tứ ở trong lời nói của Địch An Di. Chính là người vừa mới rời đi, Chu Hùng. Cô chần chừ một lúc mới nói ra. Sự thật Chu Hùng không phải người xấu, anh giúp Địch An Di rất nhiều kể từ khi cô mới ra tù lần đầu tiên với cái tên Bạch Mặc Uyên. Nhưng cho đến hiện tại, Địch An Di không thể phủ nhận tính cách trăng hoa của Chu Hùng. Nay tay ôm người này, mai tay ôm người khác. Chưa kể đến chuyện Chu Hùng từng ra lệnh phá bỏ biết bao nhiêu đứa con của người phụ nữ mà anh chơi qua đường chứ, trong đó còn có cả con của Xuân Xuân năm ấy. Địch Hà Nhi là người phụ nữ hiền thục theo kiểu truyền thống. Cô tinh tế và tài giỏi, hoàn toàn xứng đáng gặp được một người đàn ông ngang tài ngang sức. Địch An Di không thể để em gái của mình rơi vào tay của Chu Hùng được. Nếu anh chỉ mang ý niệm trêu đùa tình cảm, Địch Hà Nhi nhìn qua cũng biết mang trái tim mềm yếu, con bé nhất định sẽ không chịu nổi cơn đả kích tình cảm quá lớn. Hơn ai hết, Địch An Di không muốn người em gái duy nhất trên đời này lăn vào vết xe đổ năm xưa giống như giữa cô và Trần Hạn Dương, vô phương cứu chữa. Địch Hà Nhi nghe xong chỉ biết cười gượng, nửa muốn bào chữa, nhưng nửa còn lại rất muốn biết lý do mà Địch An Di đã cảnh cáo. Chẳng phải bọn họ là anh em kết nghĩa tốt hay sao? Lý do gì mà Địch An Di lại không cho Địch Hà Nhi thích Chu Hùng? Chị, tại sao vậy? Em thấy anh ấy khá tốt. Thật ra mà nói, Chu Hùng khá thuận mắt,
Về nhan sắc và vóc dáng đều nam tính và mạnh mẽ, Địch Hà Nhi cũng để ý tới anh là vì Chu Hùng có thể thân thiết được với chị gái của mình, điều mà có vẻ như khó có ai làm được. Hà Nhi, anh ấy không tốt như em nghĩ đâu. À không, ý của chị là Chu Hùng không trung thủy. Anh ấy chưa từng hẹn hò với ai quá 3 ngày. Em hãy nhớ điều đó. Nghe xong điều này, Địch Hà Nhi cũng khá kinh ngạc. Em sẽ không chấp nhận nổi quá khứ của Chu Hùng đâu. Vậy nên chị khuyên em không nên để tâm đến anh ấy kể từ bây giờ. Địch An Di khẽ thở dài. Tuy Địch An Di cảm thấy có lỗi với Chu Hùng khi nói về anh như thế này với Địch Hà Nhi, nhưng cô cũng không thể mở to mắt chứng kiến Chu Hùng làm tổn thương em gái của mình. Địch Hà Nhi im lặng hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ. Cuối cùng cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, rồi mỉm cười dịu dàng với Địch An Di, gật đầu đồng ý. Em sẽ nghe lời chị. Buổi tối khi Chu Hùng đến bệnh viện tìm bóng dáng Bạch Mặc Uyên, cô em gái của anh lần nữa, khi đến không thấy Địch Hà Nhi đâu, buột miệng hỏi khi mắt vẫn nhìn quanh phòng. Em gái của cô không có ở đây à? Địch An Di lắc đầu. Bạch Mặc Uyên, anh không ngờ cô còn có cả em gái đấy. Nhìn như thiên thần vậy, không giống cô một chút nào cả. Hệt bà chăn lửa chuyên đi ăn thịt người. Dám thẳng thắn chê bai cô như vậy, lá gan của Chu Hùng cũng lớn ra không ít. Chu Hùng, em cảnh cáo anh đừng có mà làm hại Hà Nhi, bằng không em đánh gãy tay anh. Địch An Di lạnh giọng, cô đưa tay lên giữa không trung, siết lại thành hình nắm đấm. Chu Hùng nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống, tay lấy ra bao thuốc, lửa xanh mập mờ lại mãnh liệt, điếu thuốc được châm. Anh thắc mắc hỏi, anh thì có thể làm hại gì em gái của cô? Anh biết rồi đấy, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đến ngay cả yêu đương còn chưa biết. Anh soi gương rồi nhìn lại mình đi. Đồ lăng nhăng chuyên đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ. Những lời khó nghe này của Địch An Di nói ra đều không lọt tai Chu Hùng gì cả. Anh giật giật khóe miệng, nâng tay chỉ thẳng mặt cô. Cô mới là người nên soi gương nhìn lại mình đi. Cái gì mà đứa trẻ chưa hiểu chuyện? Địch Hà Nhi là em gái sinh ba với cô đấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 25. Phải, 25 tuổi. Vậy thì Địch Hà Nhi bao nhiêu tuổi? Cũng 25. Đúng đúng đúng. Vậy thì không thể xem cô ấy là trẻ con được. Anh có thể lừa trẻ con, chứ làm sao mà lừa được người đã 25 tuổi. Chu Hùng gật gà gật gù, nói đông nói tây, nói như thế nào nghe thật có lý thì thôi. Địch An Di trầm mặc. Cũng đúng, nhưng mà... Khoan đã, em đâu nói anh lừa con bé. Em là sợ anh làm hại con gái nhà lành. Chu Hùng đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc, sau đó cười tươi nắm lấy tay của Địch An Di mà đung đưa. Bạch Mặc Uyên, anh rất thích em gái của cô, làm bà mai cho anh đi. Anh hứa chung thủy cả đời đấy. Quả nhiên giác quan của Địch An Di rất nhạy bén. Cô nhìn ra được hai người này chúng xét ái tình từ lúc mới gặp rồi. Không chỉ có Địch Hà Nhi mà ngay cả Chu Hùng cũng vậy. Chuyện này chúng ta khoan hãy nhắc tới. Địch An Di né tránh vấn đề, cô hơi rụt tay lại rồi nói. Về phía tập đoàn Dương Dương, gần đây có tin tức gì không? Chu Hùng thu tay về, anh lắc đầu. Dương Dương thì không có, chứ biệt thự A Đào thì có đấy. Địch An Di tối sầm mặt mày khi nghe Chu Hùng nhắc đến nơi để lại trong lòng cô nhiều đau thương đó. Tiêu Dao hiện tại đang được Vương Ái Phi nhất mực chiều chuộng. Trong biệt thự có tin đồn bà ta ép Trần Hãn Dương ly hôn với cô để kết hôn với Tiêu Dao. Địch An Di im lặng, đáy mắt dâng lên ánh nước sâu thẳm, lại là vực sâu không đáy. Không còn lưu luyến gì Trần Hãn Dương nữa đây. Cô là người chủ động từ bỏ mối quan hệ này. Nếu anh đến với Tiêu Dao cũng đâu có vấn đề gì nữa, chỉ là giấy đăng ký kết hôn của hai người sẽ bị vô hiệu hóa. Cô khóc đấy à? Chu Hùng nhói lòng, nhíu mày. Bụi bay vào mắt. Cô đưa tay lên lau khóe mi, rồi hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu. Bạch Mặc Uyên, con đường hiện tại cô đi mới là đúng đắn. Đừng bao giờ ngoảnh lại nhìn quá khứ, đó chính là vết thương mà cô cần chữa trị. Nói đến đây, bỗng Chu Hùng trầm mặc đứng dậy đi về phía cửa sổ, mở cửa ra đón khí mát lạnh từ bên ngoài. Anh hạ giọng. Bạch Mặc Uyên, đừng quan trọng quá những lời đã hứa với anh. Thật ra chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng yên lòng. Địch An Di cắn môi, cô đưa hai tay lên mặt, bật khóc nức nở. Em không biết nữa,
Em yêu anh ấy. Chu Hùng, em yêu anh ấy. Cô yêu người vô tâm, cô yêu người tàn nhẫn, cô yêu tất cả của anh. Yêu anh đến nỗi không dám tưởng tượng ra hình ảnh anh sánh bước bên người phụ nữ khác. Cô không muốn điều này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi. Cô phải làm sao đây? Một vòng tay mạnh mẽ vươn tới, ôm lấy Địch An Di. Chu Hùng vuốt chậm rãi mái tóc của cô. Anh ngửa mặt lên trời, có chút buồn bã. Anh cứ nghĩ cô thông minh lắm. Tại sao khi yêu vào lại cứ như con thiêu thân? Lao mình vào lửa rồi biết không có kết cục tốt đẹp gì như vậy. Bạch Mặc Uyên, cô có chắc nếu như tiếp tục cuộc tình này thì cô sẽ vui vẻ hay không? Cô có quên được hận thù không? Câu trả lời là không. Cô không thể quên. Phải, cô không thể quên. Cô không dám quên những gì mình đã trải qua, nó kinh khủng đến như thế nào. Nhưng cô sợ rằng bản thân cũng không quên được Trần Hãn Dương. Đêm hôm ấy, tiếng khóc ủ rũ nho nhỏ rơi ra từ khung cửa sổ. Địch An Di trong vòng tay Chu Hùng, khóc đến nỗi không còn nước mắt để có thể tiếp tục than số phận bạc bẽo với mình. Hơn nửa tháng sau, tập đoàn Địch Tam chính thức công khai cô con gái ruột đã mất tích 25 năm về trước. Địch An Di trở thành một trong những cổ đông quan trọng của tập đoàn, sát nhập tập đoàn Uyên Uyên vào tập đoàn Địch Tam. Tin tức không sớm thì muộn cũng vang đến biệt thự A Đào. Cả căn biệt thự đều khoác lên một màu u uất, chẳng ai cười nói vui vẻ, chẳng ai có tâm trạng làm gì, đi đâu. Bạch Mặc Uyên vậy mà lại là con gái của Địch Tư, là con gái của người bạn già năm xưa Trần Hải đã làm điều sai trái, là con gái thất lạc của người mà Vương Ái Phi từng yêu say đắm, yêu đến nỗi cảm thấy bản thân dơ bẩn và từ bỏ ông ấy để đến với Trần Hải. Hai vợ chồng Trần Hải và Vương Ái Phi đều có cảm giác tội lỗi vì bấy lâu đối xử với Bạch Mặc Uyên không tốt, hoàn toàn không nhớ gì đến cái chết của Xuân Xuân hay tội danh giết người của Bạch Mặc Uyên nữa. Vương Ái Phi giam mình trong phòng, cả ngày ngồi thẫn thờ bên gương trang điểm, nhìn mình bên trong. Bạch Mặc Uyên, bà lặp đi lặp lại cái tên mà mình ghét đến tận xương tủy, nhưng giờ đây lại không thấy ghét một chút nào. Bạch Mặc Uyên là con gái của Địch Tư Ư, con bé là con gái ruột thất lạc của Địch Tư Ư. Vương Ái Phi làm sao có thể chấp nhận được chuyện này đây? Bà gây ra lỗi lầm với ông ấy còn chưa đủ hay sao? Giờ đây ngay cả con gái của Địch Tư cũng bị bà đối xử tệ bạc. Vương Ái Phi đưa tay lên đập đập nơi lồng ngực, nơi này nhức nhối như có kim châm, cổ họng bà tắc nghẹn. Nếu biết sự thật sớm hơn một chút, có lẽ bà đã không đối xử với Bạch Mặc Uyên như vậy. Bà sẽ yêu thương cô như con gái ruột của mình, yêu thương Bạch Mặc Uyên như đứa con gái đầu lòng bà đã phá bỏ. Bà không có con gái, chính bà là người chính tay giết con gái của bà, con gái giữa bà và Địch Tư. Vương Ái Phi mãi sống trong day dứt hơn nửa phần đời, chưa ngày nào là bà không cảm thấy có lỗi với Địch Tư, với con gái, với chính bà. Làm vậy để được gì, đổi lại thì được gì? Vương Ái Phi đổi lại là một gia đình không hạnh phúc, đổi lại là danh phận không được ai chấp thuận. Bà mất đi người mình yêu, mất đi cả con gái. Vương Ái Phi bưng mặt khóc đến khản cổ họng, ngã xuống đất, liên tục đập đầu vào tường như cách bà trừng phạt chính mình. Những gì Vương Ái Phi đã làm với Bạch Mặc Uyên, những lời lẽ khó nghe đã nói với Bạch Mặc Uyên, nó lặp đi lặp lại trong trí nhớ của bà. Bạch Mặc Uyên là Địch An Di rồi, không còn là Bạch Mặc Uyên nữa. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Bạch Mặc Uyên. Tôi rất xin lỗi nhiều. Xin cô tha thứ cho tôi. Không chỉ có Vương Ái Phi đang tự nhốt mình tưởng niệm quá khứ, Trần Hãn Dương ngồi thơ thẩn bên ban công, mặc cơn gió đến rồi đi, chờ đợi nó cuốn theo cả tâm sự chất chứa lòng. Anh ngẩng đầu lên nhìn vì sao trên cao, vì sao sáng nhất. Nó giống như Bạch Mặc Uyên bây giờ, nó tỏa sáng như người anh yêu hiện tại. Cô đã rời xa anh về với gia đình đích thực rồi. Cô xuất hiện khắp trang báo nổi bật. Cô không phải Bạch Mặc Uyên của anh, cô mang họ Địch. Trần Hãn Dương hút thuốc không ngừng nghỉ, gạt tàn chỉ toàn là đầu lọc, bên cạnh là chai rượu tây cạn sạch. Anh không cần gì hết, đến mạng của mình anh cũng không cần nữa. Anh đang dần mất đi tất cả. Bạch Mặc Uyên không tha thứ cho anh, cô dùng thân phận mới của mình chèn ép con đường làm ăn của Dương Dương đến đường cùng. Cô không nghe điện thoại của anh, cũng không gặp anh, cô không cần lời van xin của anh, càng không muốn thấy anh thêm lần nào trong cuộc đời. Trần Hãn Dương vô vọng rồi, anh bất lực rồi, anh muốn buông xuôi.
Anh muốn để Bạch Mặc Uyên lấy lại mọi thứ mà vốn dĩ là của cô. Anh muốn cô làm những điều cô cho là giải tỏa được nỗi hận trong lòng. Còn bản thân anh không xứng với cô. Anh loạng choạng đứng dậy, lấy từ ngăn kéo tủ ra những tờ giấy chi chít chữ, rời khỏi phòng mình. Giám đốc, Tiêu Dao vừa mở cửa đã bắt gặp Trần Hãn Dương. Người anh nồng nặc mùi rượu, viền mắt anh đỏ hoe như mới khóc. Từng tơ máu bên trong nổi rõ rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng thương. Xuân Xuân, anh khẽ gọi. Tiêu Dao trợn to mắt, toàn thân run rẩy. Giám đốc, anh sai rồi, tôi không phải Xuân Xuân. Trần Hãn Dương đi qua Tiêu Dao để vào phòng của cô. Anh ngồi lên giường, đưa về phía Xuân Xuân những tờ giấy mình đã giữ khá lâu đó. Cô run run nhận lấy từ tay Trần Hãn Dương. Tiếng sét đánh ngang tai khi Tiêu Dao nhìn thấy tiêu đề là giấy xét nghiệm ADN. Xuân Xuân, em muốn lừa dối anh và bố mẹ đến khi nào thì mới chịu dừng lại? Em quậy như vậy đã đủ hay chưa? Giọng Trần Hãn Dương khàn khàn cay đắng, ánh mắt như cầu xin. Giám đốc, nhân chứng năm đó đã tìm thấy. Tiểu Hồng không phải là do Bạch Mặc Uyên giết. Chuyện hạ độc vào đồ ăn là do em làm. Giả chết cũng là do em đóng rất đạt. Xuân Xuân, em nghĩ có thể giấu chuyện này đến suốt đời hay sao? Anh mệt mỏi đưa tay lên vò đầu mình. Người đàn ông từng cao cao tại thượng giờ đây mới bi thương làm sao. Em... Tiêu Dao từ khi nào chảy dài nước mắt? Từ khi nào mà anh... Anh nghi ngờ cô từ khi nào? Anh xét nghiệm ADN tóc cô và tóc của Xuân Xuân của hơn 3 năm về trước. Anh thậm chí đi tìm nhân chứng để chứng minh Bạch Mặc Uyên bị vụ oan. Từ khi em còn bé, anh đã coi em như là em gái ruột của mình. Xuân Xuân, là anh sai khi anh không để ý tới tâm lý của em, cảm nhận của em. Quá mức đuông chiều em vượt giới hạn của một người anh trai. Nhưng anh thực sự không biết. Không biết em lại có tình cảm với anh giữa nam và nữ. Xuân Xuân, quá đủ rồi. Dừng lại đi em. Anh không chịu được nữa. Ác mộng này anh không muốn chịu đựng nữa. Đây là lần đầu tiên Trần Hãn Dương van xin Tiêu Dao, cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô. Anh đã bất lực đến thế này rồi ư? Cô lắc lắc đầu, cô khóc. Trần Hãn Dương, em yêu anh. Tại sao? Tại sao không thể chấp nhận em? Tại sao luôn coi em là em gái? Em đã làm tất cả. Làm tất cả chỉ vì em yêu anh. Anh vô vọng lắc đầu, vừa cười khổ vừa trả lời Tiêu Dao. Vì em là em gái của anh, là em gái bé bỏng của anh. Nhưng mà em yêu anh có hiểu không? Em yêu anh, rất yêu anh. Em yêu anh không màng những chuyện xấu xa mà mình đã làm. Em mặc kệ hậu quả, em chỉ cần tình cảm của anh. Anh ác lắm, anh đối xử với em như vậy sao? Em đã rất hy vọng vào tình yêu của mình. Tiêu Dao lảo đảo vừa cười vừa khóc, nước mắt nhòe đi mascara. Trần Hãn Dương nín họng, anh nuốt nước mắt vào trong vẫn không thể cất lời. Xuân Xuân vì anh mà phẫu thuật thẩm mỹ, chịu mang cả đời khuôn mặt lạ lẫm này là vì yêu anh. Em ấy yêu anh yêu người khác. Tình yêu tam giác là ba mũi dao vĩnh viễn không thể hòa chung một chí hướng. Thứ tình cảm này của Xuân Xuân ngay từ ban đầu đã là một sai lầm. Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một người. Anh có lỗi với cô ấy. Có lỗi với tất cả thanh xuân của cô ấy. Cho dù có trả bằng tính mạng của anh thì cũng không bao giờ có thể trả hết được. Cho nên Xuân Xuân à, tất cả mọi lỗi lầm này xuất phát đều là từ em và anh mà ra. Em hại cô ấy, còn anh là người trực tiếp đưa cô ấy vào những khốn khổ mà cô ấy phải chịu đựng. Anh phải làm gì thì mới có thể trả được hết nợ cho cô ấy đây? Em xin lỗi, Hãn Dương. Chuyện Trần Hãn Dương biết Tiêu Dao là Xuân Xuân, anh vẫn chưa nói cho ai cả. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng anh có thể nói cho cô. Tự mình đối mặt với sự thật và nói ra những gì mình nên nói. Ngày phiên tòa có lệnh xét xử tội án của hai vợ chồng họ Bạch, cũng chính là ngày mà Tiêu Dao thật lòng muốn thú thật mọi tội ác đã gây ra cho bố mẹ mình biết. Một nơi oán thán với tiếng khóc của gia đình họ Địch, một nơi tĩnh lặng như mặt hồ sâu đen. Tiêu Dao lái xe đưa Trần Hải và Vương Ái Phi ra khỏi thành phố.
muốn đưa họ tới một nơi trong lành hơn, không có khói bụi, không có ồn ào. Cô sẽ thú nhận họ, mình là ai và những việc mà mình đã làm. Cô muốn họ biết dù những gì cô làm là sai trái, nhưng cô vẫn luôn coi họ là bố mẹ ruột chưa từng thay đổi. Nhưng sự việc nào được như mong muốn. Cuộc điện thoại đó đã hoàn toàn phá tan kế hoạch tốt đẹp mà Tiêu Dao muốn làm lần cuối với Trần Hải và Vương Ái Phi trước khi cô đi đầu thú. Tiêu Dao, con là Xuân Xuân. Vương Ái Phi hạ điện thoại xuống, run run tay, mắt rưng rưng nhìn về phía trước. Người vừa gọi tới là lão phu nhân. Bộ phận cảnh sát hình sự đã tìm đến biệt thự A Đào, đã có lệnh truy tố tội danh mà Xuân Xuân mắc phải, cũng chính là Tiêu Dao của bây giờ. Người khởi tố là Bạch Mặc Uyên. Trần Hải và Vương Ái Phi không dám tin vào sự thật. Những ngày gần đây, bão táp phong ba liên tục tìm đến, khiến họ thở cũng khó khăn. Giờ đây, Tiêu Dao mà họ biết lại là Xuân Xuân năm xưa. Tiêu Dao vừa xoay vô lăng, vừa chảy nước mắt, không trả lời hai người phía sau. Con đã làm gì vậy hả? Con điên rồi sao? Vương Ái Phi chồm người lên liên tục đánh vào cánh tay của Tiêu Dao. Bà gào không ra hơi, dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt. Mẹ! Tiêu Dao đau đớn nhưng không phản kháng. Cô chỉ dám hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Con vốn dĩ không cần phải làm như vậy. Con đáng lẽ vẫn là con gái của mẹ cơ mà. Vì sao? Vì sao con nói dối? Vương Ái Phi thở dốc ngã ra sau xe. Bà lấy tay đập mạnh vào ngực nhiều lần. Bố, mẹ, con xin lỗi. Tiêu Dao nghẹn họng, một tay lau nước mắt, một tay điều khiển xe. Con khiến bố mẹ thất vọng. Trần Hải đỡ Vương Ái Phi, ông nhăn mặt ngẩng đầu. Có thể thấy lướt qua mắt ông là vài tia phẫn nộ xen lẫn khổ tâm. Mau dừng xe lại, mẹ không muốn nhìn thấy mặt của con thêm nữa. Vương Ái Phi quay qua bên cạnh, liên tục đập cửa xe. Mẹ, chúng ta đang ở trên cao tốc, con sẽ quay lại sau khi đi qua đoạn này. Mẹ ngồi xuống đi ạ, nguy hiểm lắm. Mẹ không cần, mẹ xuống xe. Con có nghe thấy không? Mau dừng xe. Mình à? Trần Hải sốt ruột muốn ngăn cản Vương Ái Phi lại, bất giác nhìn lên phía trước. Tiêu Dao ngoái đầu lại kiểm tra sự an toàn của Vương Ái Phi. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Khung cảnh phía trước cứ như một hố đen vũ trụ, khiến Trần Hải mở to tròng mắt, cao giọng cảnh báo. Xe, có xe tai. Tiêu Dao giật phát mình quay đầu lại, miệng há hốc kinh ngạc muốn bẻ lái. Tiếng rầm khủng khiếp tiếp theo rúng động cả cây cầu vượt. Xe của Tiêu Dao bị xe tải lớn đâm trúng, kéo lê cả một đoạn đường dài. Xe lật vài vòng với tiếng động chói tai, cuối cùng là nằm im nìm giữa đường trong tư thế bốn bánh bên trên. Kính xe bên dưới đều vỡ nát. Xe hỏng hóc nặng nề không ra hình dáng ban đầu, khói từ động cơ xe bốc lên. Có tai nạn rồi, mau đến cứu người. Gọi cấp cứu, ai đó gọi cấp cứu đi, tôi không mang theo điện thoại. Nơi xảy ra tai nạn bị tắc ứ phương tiện giao thông, nhiều người dân hiếu kỳ xuống xe lại gần nơi xảy ra tai nạn để xem còn cứu vãn được gì hay không. Vài người đứng bên đường rút điện thoại ra quay video và chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Còn có người sống. Tiếng xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát chỉ sau nửa tiếng đã réo lên, tập trung đông đủ tại hiện trường tai nạn. Trong thành phố, phiên tòa xét xử đang diễn ra nửa chừng thì Địch An Di nhận được cuộc gọi của Chu Hùng. Cô gạt đi nước mắt và tắt điện thoại, tiếp tục phiên tòa. Ngay sau đó nhiều cuộc gọi liên tiếp xuất phát từ số di động của Chu Hùng vẫn làm phiền cô. Chị, ai gọi vậy? Hay là chị nghe đi. Địch Hà Nhi ngồi bên cạnh, tay đặt mình lên tay của Địch An Di, nhẹ giọng nói. Không có gì, chúng ta tiếp tục. Địch An Di lắc đầu, lạnh lùng, gạt nút tắt nguồn điện thoại mà không suy nghĩ. Mãi mãi lúc đó, Địch An Di không thể ngờ có một tin tức cô không muốn nghe nhất đã bị chính cô bỏ lỡ. Phiên tòa kết thúc, hai vợ chồng họ Bạch bị phán án tù chung thân, cả đời cũng không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài nữa. Tội ác kết thúc, thù hận giải bày, Địch An Di thầm an ủi chính mình đã đòi lại được công bằng cho chị gái và yên tâm cùng gia đình trở về nhà. Tại bệnh viện trung tâm thành phố, Trần Hãn Dương phờ phạc bên hai xác chết không còn nguyên vẹn. Anh không khóc, cũng không kêu gào, chỉ đứng nhìn họ như vậy. Mời anh ký vào đây để làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân. Trần Hãn Dương nhìn qua, run run tay cầm cây bút, đến nỗi làm rơi bút xuống đất.
Y tá gấp gáp cúi xuống nhặt bút lên cho Trần Hãn Dương lần nữa. Anh vẽ vài đường nguệch ngoạc lên mặt giấy đầy chữ, rồi thẫn thờ nhìn y tá chạy đi. Hai xác chết nằm trước mặt Trần Hãn Dương là Vương Ái Phi và Xuân Xuân. Hai thân xác hoang tàn không còn sự sống. Họ tắt thở rồi, nước da đã dần tím tái, vết máu khô và vết máu còn ướt vương ở khắp cơ thể và khuôn mặt họ. Chân tay ai nấy đều bị gãy đến dị dạng. Trần Hãn Dương nức lên một tiếng, anh ôm mặt khóc, chậm chân rời khỏi phòng bệnh. Mẹ anh chết rồi, em gái của anh cũng chết rồi, bố của anh thì đang trong phòng phẫu thuật với khả năng sống sót là rất thấp. Chỉ trong một ngày, Trần Hãn Dương đã lần lượt mất đi tất cả người thân trong gia đình. Trái tim của Trần Hãn Dương đến chút cho tàn cũng không còn. Anh ngỡ đây là cơn ác mộng và tự nhủ mình phải mau tỉnh lại. Tỉnh lại được rồi, quá đủ rồi. Xe của Trần Hãn Dương cứ mãi lao đi không có điểm dừng. Chính anh cũng không biết mình đi đâu, chỉ là tâm trí dẫn lối. Anh đang tìm đường thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp nhất cuộc đời. Xe dừng lại bên bờ biển, Trần Hãn Dương yếu ớt đứng trước cơn gió mặn đắng đang thổi tới vô cùng mạnh mẽ, để gió tạt vào mình như muốn nó cuốn bay mọi tuyệt tình cuộc đời đã đem lại. Trần Hãn Dương, mày còn gì để mất nữa hay sao? Đây chính là quả báo của mày, đây chính là cái giá mà mày phải trả. Từng bước chân nê thê của Trần Hãn Dương tiến về phía biển, hệt như đang được gọi mời. Nước biển dâng đến chân anh, đầu gối của anh. Anh thả chết chứ không muốn vết thương trong lòng rách toạc thêm nữa. Anh không thể gồng mình mạnh mẽ để đối mặt với hiện thực khắc nghiệt. Khi chết đi, anh có với chạm được đến bình yên đúng không? Anh sẽ quên đi tất cả quá khứ của cuộc đời này, vĩnh viễn hòa tan mình vào biển mênh mông không thấy đáy, mãi mãi chìm vào sự lãng quên của người đời. Bố mẹ, con xin lỗi. Xuân Xuân, anh xin lỗi. Bạch Mặc Uyên, anh có lỗi với em. Mãi mãi có lỗi với em. Xin lỗi vì tất cả. Nước biển ngập đầu Trần Hãn Dương khiến anh không thể tiếp tục bước đi được nữa. Anh buông xuôi, mặc cho biển đưa anh về đâu. Chỉ cần anh được giải tỏa quận bách bi thương, anh nguyện đắm mình dưới đáy biển cả thể xác lẫn linh hồn. Trở về đến biệt thự nhỏ Địch, Địch An Di vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Chu Hùng. Làm thế nào anh biết được nơi này khi cô còn chưa tiết lộ cho anh địa chỉ? Vừa nhìn thấy cả gia đình họ Địch, Chu Hùng lễ phép cúi đầu chào hai người lớn tuổi nhất rồi lại gần họ. Địch Hà Nhi vừa thấy Chu Hùng đã đỏ mặt hơi cúi đầu, đang định cất lời thì Chu Hùng là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng. Bạch Mặc Uyên, cô có biết anh gọi cho cô hàng trăm cuộc điện thoại không? Suốt cuộc cô đã làm gì mà tắt máy? Chu Hùng cao giọng như quát mắng, thái độ hết sức kỳ lạ. Địch An Di chớp mắt khó hiểu, cô nhìn sang Địch Tư và Địch Ngọc. Bố mẹ và em cứ vào nhà trước đi, đây là bạn của con, chúng con cần nói chuyện riêng một lát. Sau khi ba người họ vào trong nhà, Chu Hùng bất ngờ kéo tay Địch An Di lên xe của mình, rất gấp gáp. Có chuyện gì mà anh vội vàng thế? Cứ như cháy nhà vậy. Địch An Di nhíu mày, cô giải thích thêm. Hôm nay là ngày xét xử phiên tòa, em không thể nghe điện thoại. Chu Hùng không bớt đi căng thẳng mà còn oán giận gõ tay vào đầu Địch An Di. Cô đúng là muốn anh tức điên đi. Cảm thấy thái độ của Chu Hùng không đơn giản, Địch An Di nghiêm túc lại, nhíu nhíu mi tâm. Anh, xảy ra chuyện gì đúng không? Chu Hùng vừa khởi động xe vừa thở dài, có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói ra. Hôm nay trên cầu vượt thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thì sao? Có liên quan gì đến em à? Địch An Di nhún nhún vai bất cần, giọng nói có chút chán nản không quan tâm. Phải, có liên quan đến cô. Địch An Di hệt như bị đóng băng toàn thân, cô nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt. Đột nhiên dũng khí vốn có của mình đều biến mất sạch. Cô cười nhạt mà khàn giọng. Anh đùa gì vậy? Không vui một chút nào. Chu Hùng siết chặt vô lăng, cắn răng cũng phải nói ra điều mà có lẽ khiến Bạch Mặc Uyên không thể bình tĩnh thêm được nữa. Bạch Mặc Uyên, Vương Ái Phi và Xuân Xuân chết rồi. Bố chồng cô đang phẫu thuật, Trần Hãn Dương thì mất tích. Bên tai Địch An Di như có tiếng súng, não bộ của cô xoẹt qua dòng điện tê tái. Anh nói gì vậy? Cô cười khờ, hỏi lại bằng chất giọng run rẩy. Vụ tai nạn đó người cầm lái là Xuân Xuân. Xe của họ bị xe tải đâm trúng. Ba người trong xe khi được kéo ra ngoài thì hai người đã chết. Một người trong tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Nói rồi. Địch An Di gào lên. Cô cắt ngang lời Chu Hùng đang nói, bị thai tai của mình lại, không muốn nghe thêm. Bạch Mạc Uyên, cô phải bình tĩnh. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Trần Hãn Dương kia kìa. Chu Hùng cao giọng muốn làm cho cô tỉnh táo, ánh mắt lộ rõ từng chùm máu nhỏ ni ti. Trần Hãn Dương đang ở đâu? Địch An Di mang ngữ khí dữ tợn, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn bị hỗn loạn cảm xúc. Cảnh sát tìm thấy xe anh ta ở bờ biển, đã mấy tiếng rồi không tìm thấy xác của anh ta. Chu Hùng đưa tay lên xoa bóp thái dương vẻ nhức nhối. Một dòng máu nóng tuôn thẳng đến đại não của Địch An Di, khiến cô đổ lưng ra sau ghế. Trần Hãn Dương tự tử ư? Trần Hãn Dương đã tự tử ư? Xe của Chu Hùng vừa dừng lại bên bờ biển, Địch An Di lập tức mở cửa xe. Cô chạy nhanh về phía biển đến nỗi rồi giày cao gót, trẹo cả chân và vô cùng đau đớn. Cô vừa chạy vừa gào thét. Trần Hãn Dương, ai cho phép anh chết? Trần Hãn Dương, anh dám chết sao? Anh không được chết. Tiếng gió biển gần như át đi hoàn toàn tiếng gào khàn cổ của cô. Nó cũng chẳng quan tâm cô hét to đến như thế nào. Bầu trời đêm như nhấn chìm Địch An Di vào tột cùng địa ngục tăm tối. Trần Hãn Dương, anh ở đâu? Địch An Di khóc lớn. Cô nhấn chìm đôi chân của mình giữa cát và biển, đôi tay mò mẫm trong vô vọng. Trần Hãn Dương, anh không được dọa em như thế. Trần Hãn Dương, anh lập tức xuất hiện trước mặt em ngay. Trần Hãn Dương, anh không được chết. Không được đâu mà. Cô điên dại đập tay xuống mặt nước biển. Nước biển cay xè bắn vào mắt của cô. Bạch Mạc Uyên, cô làm gì vậy? Cô muốn chết à? Chu Hùng hốt hoảng chạy tới muốn kéo Địch An Di về bờ. Buông ra, buông ra. Em phải đi tìm anh ấy. Em phải đi tìm anh ấy. Anh có hiểu không? Địch An Di vùng vẫy. Cô cố thoát khỏi sự kiểm soát của Chu Hùng. Cảnh sát không tìm được, cô nghĩ là cô sẽ tìm được sao? Đừng có ngu ngốc nữa, mau lên bờ với anh. Không, anh ấy không thể chết. Anh ấy không được chết. Trần Hãn Dương, anh nói anh yêu em cơ mà. Anh nói anh cần em. Vậy tại sao? Tại sao hả? Cô mệt nhoài thân xác này, cô ngã đổ về phía Chu Hùng, yếu ớt nói nhỏ dần đi, đôi mắt mơ hồ và vô hồn. Bạch Mạc Uyên. Chu Hùng cắn răng nâng đỡ cô, nhẹ giọng gọi tên cô, nhìn cô đau đớn. Nước biển lạnh lẽo liên tục tạt tới thân thể hai người. Anh ấy đã nói yêu em. Anh ấy nói chỉ cần em mà thôi. Trần Hãn Dương đã nói như vậy đây, nên anh ấy sẽ không dễ dàng gì từ bỏ em đâu. Địch An Di từ từ vực dậy, lại muốn đi về phía biển sâu, muốn tìm bóng dáng người đàn ông mình yêu nhất đời. Chu Hùng cũng từ từ buông lỏng tay Địch An Di, chậm chậm theo cô từ phía sau. Tại sao? Tại sao em có thể chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm, còn anh chỉ mới gian nan có vậy mà đã từ bỏ? Trần Hãn Dương, anh có biết là anh độc ác lắm không? Em phải sống như thế nào đây? Em phải sống như thế nào khi không có anh? Từng dòng ký ức ùa về bên tai Địch An Di, đến mắt cô, đến từng sợi dây thần kinh cảm giác trong cô. Cô nghe thấy tiếng cười của anh, nghe thấy giọng nói của anh. Cô ảo tưởng mình đang được Trần Hãn Dương ôm vào lòng như trước kia. Phải chi cô về bên anh thì mọi chuyện có xảy ra như thế này không? Phải chi cô không dồn ép anh tới đường cùng thì anh có rời xa cô, rời xa thế giới này không? Tại sao trước kia cô có thể mạnh miệng hùng hồn tuyên bố rằng cả đời này không gặp lại anh nữa? Cô không biết động lực nào khiến mình nói dối trắng trợn như vậy. Hiện tại, chỉ cần không còn nhìn thấy Trần Hãn Dương, cô cũng không thiết sống. Trần Hãn Dương, em yêu anh. Anh có nghe thấy gì không? Em yêu anh, mau trở về bên em. Xin anh mà. Em xin anh đừng làm điều gì dại dột. Em xin anh đấy. Địch An Di ngẩng đầu lên trời hét lớn. Bầu trời tối đen bỗng đổ xuống từng giọt nước nặng nề. Trời mưa rồi, ông trời đang thay cô khóc trong một cuộc tình không có cái kết đẹp. Ông đang thay cô bày tỏ nỗi lòng. Ông trời khiến cô vụn vỡ từng mảnh ghép vốn dĩ đơn côi trong mình. Địch An Di bần thần. Cơn đau nhức từ chân khiến cô không thể bước đi thêm được nữa. Cả người cô bây giờ ướt đẫm, xung quanh cô là biển rộng. Trần Hãn Dương, anh không cần đợi chờ em nữa. Em đi tìm anh. Cô thẫn thờ ngục mình xuống mặt nước biển đen nghịt. Bạch Mạc Uyên. Chu Hùng giật mình nhìn xung quanh đã không thấy người đâu nữa. Sự hoảng sợ dâng lên đến mặt. Chết tiệt, cô đúng là điên rồi. Chu Hùng hít một hơi thật sâu, ngục mình xuống biển để tìm người em gái mà anh cho là đáng quý nhất. Anh không muốn cô chịu tổn thương, càng không muốn cô phải chết.
Hai phút sau, Chu Hùng ngoi lên nhìn xung quanh, vẫn không thấy người đâu cả. Anh hét lớn, nước mưa tràn vào mắt và chảy xuống như đang khóc. Bạch Mặc Uyên, không biết đã là ở khoảng thời gian nào rồi nhỉ? Bên tai Địch An Di có tiếng tút tút nho nhỏ, có tiếng nói chuyện khe khẽ, có tiếng khóc rầu rĩ. Tay cô khẽ cử động khó khăn, hàng mi từ từ hé ra một cách yếu ớt. Đôi mắt đục ngầu nỗi buồn da diết ấy cuối cùng cũng đã mở ra thêm lần nữa. Chị An Di, Địch Hà Nhi mừng rỡ nắm lấy bàn tay của Địch An Di. Con gái, con tỉnh lại rồi. Để cháu đi gọi bác sĩ. Có tiếng bố mẹ cô, có tiếng Địch Hà Nhi, có tiếng của cả Chu Hùng nữa. Mặc Uyên. Trái tim Địch An Di khẽ rung động. Cô chậm chuyển tầm nhìn và thấy lão phu nhân đứng đó. Địch An Di muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không tài nào mở miệng nổi. Cô phát hiện ra mình đang thở bằng oxy, toàn thân nhức mỏi, không cử động được nhiều. Lão phu nhân đi về phía bên kia giường bệnh, đối diện với Địch Tư và Địch Ngọc. Bà nâng tay của cô lên, cảm tạ trời Phật, còn vẫn còn an toàn. Mới chỉ một thời gian không gặp mà lão phu nhân dường như đã già đi rất nhiều. Có thể phát hiện ra quầng thâm dưới mắt bà lộ rõ, vết chân chim càng nhiều hơn. Sao con lại dại dột như vậy? Nếu cậu Chu Hùng đó không tìm được con thì con đã chết rồi. Con muốn bỏ bố mẹ đi một lần nữa à? Địch Ngọc gục đầu bên tay Địch An Di, bà khóc nức nở. Hóa ra đó không phải là giấc mơ. Địch An Di không mơ. Cô đã đi tìm Trần Hãn Dương. Cô muốn hỏi mọi người, nhưng mỗi khi định nói gì đó là cổ họng đau rát, giống như cuống họng sắp đứt lìa. Con à, Hãn Dương của chúng ta mất rồi. Lão phu nhân làm rơi gậy xuống dưới đất. Bà nhọc lòng đưa khăn lên lau nước mắt. Căn phòng bỗng chốc đem tới cảm giác bi thương. Tiếng khóc đan xen lẫn nhau từ tất cả mọi người. Địch An Di lắc đầu khe khẽ. Cô thở dốc. Con mới tỉnh lại, đừng kích động. Địch Tư vuốt mái tóc rủ xuống mặt của Địch An Di, lo lắng nói. Không được đâu, Trần Hãn Dương không bị sao hết. Trần Hãn Dương không thể cứ thế mà rời xa cuộc sống của cô. Trần Hãn Dương. Địch An Di cố gắng thốt ra cái tên của anh, dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn lão phu nhân. Bà lắc lắc đầu, ho lên mấy cái, xem chừng lão phu nhân bị ốm rồi. Đã mấy ngày rồi không ai tìm được nó, chỉ tìm thấy chiếc giày của Hãn Dương đang đinh đinh trên biển. Địch An Di tuyệt vọng. Cô hô hấp nặng nề, mặc dù đang thở bằng oxy, cuối cùng lại ngất lịm đi trước tiếng gọi của mọi người. Có lẽ chỉ ở trong mơ cô mới có thể gặp lại được anh. Chỉ trong mơ cô và anh mới được bên nhau mà không còn bất kỳ rào cản nào. Sự việc đi đến nông nỗi này không ai muốn cả. Địch An Di chưa từng muốn ép chết ai, ngay cả Xuân Xuân. Tất cả đều rời xa nhân thế này, rời xa sự ghét bỏ của cô để tìm về một nơi bình yên, bỏ mặc cô nơi này với hàng vạn nỗi đau cắn xé và day dứt. Một tháng sau. Bỏ cuộc đi con, đừng tìm cậu ta nữa. Địch Ngọc nhìn những tờ giấy thông báo còn mới mà Địch An Di vừa in xong để trên bàn. Bà thở dài nói. Cô mặc kệ mẹ mình nói gì, như cỗ máy không có cảm xúc in ra thật nhiều giấy thông báo tìm người. Trên mặt giấy màu là hình của Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương nếu như còn sống thì đã quay về rồi. Cậu ta đã biến mất hơn một tháng, còn còn hy vọng gì nữa hay sao? Địch Ngọc giật lại tờ giấy cuối cùng trên tay Địch An Di, giọng nói đanh đanh mang theo vài tia phẫn nộ. Làm gì có người mẹ nào đủ kiên nhẫn nhìn con gái sống mà như chết. Cũng chẳng có người mẹ nào đủ lòng vị tha để tha thứ cho kẻ khiến con mình chịu tủi nhục cả. Anh ấy chưa chết, chẳng phải là vẫn chưa tìm thấy xác ư? Trần Hãn Dương nhất định còn sống. Chỉ còn còn có cơ hội thì con vẫn sẽ đi tìm anh ấy. Địch An Di lạnh giọng. Cô cầm lên xấp giấy thông báo, chuẩn bị ra ngoài đích thân đi dán từng nơi một. Con là con gái của mẹ, con phải biết mẹ khó chịu như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của con chứ. Con có thể gặp được người tốt hơn, tại sao cứ mãi vương vấn người làm mình tổn thương như vậy? Địch An Di khựng chân lại. Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng mới ủ rũ trả lời bà. Bởi vì họ không phải là Trần Hãn Dương. Người con yêu chỉ có anh ấy, mãi không thay đổi. Cửa phòng đóng lại, Địch Ngọc mệt mỏi ngồi xuống ghế,
Bà đưa tay lên đỡ trán của mình. Bà mong muốn Trần Hãn Dương còn sống. Cậu ta phải còn sống để nhìn xem con gái bà đã tìm cậu ta bôn ba ngoài kia như thế nào. Và tốt hơn là hãy trở về bên gói con gái của bà, đừng gây khóng gió hay bất hạnh gì cho Địch An Di nữa. Cô không định bỏ cuộc à? Ngồi trong xe của Chu Hùng đi dán giấy thông báo ở những nơi gần biển, Địch An Di bất ngờ nhận được câu hỏi của anh. Cô lắc đầu kiên quyết, nhìn ra bên ngoài biển và mỉm cười lạnh nhạt. Anh biết tính của em mà, không dễ dàng bỏ cuộc những gì mình muốn làm tới cùng. Chu Hùng liếc mắt nhìn sang vẻ trưởng thành và già dặn nhiều so với trước kia của Bạch Mặc Uyên anh từng biết, có chút não nề. Tình cảm giữa anh và Hà Nhi sao rồi? Địch An Di đột nhiên hỏi Chu Hùng. Anh giật mình như có chút chột dạ. Cô hỏi gì đấy? Anh không hiểu. Đến em mà còn giấu cơ à? Anh nghĩ em không nhận ra hai người đang lén lút qua lại hay sao? Địch An Di cười nhạt. Chu Hùng tay nắm vô lăng bắt đầu toát mồ hôi. Xin lỗi, vì cô không cho phép hai người bọn anh. Địch An Di cười ngặt nghẽo, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại. Cứ yêu đi, cứ yêu đi khi còn có thể. Không ai biết được ngày mai sẽ có sóng gió gì chia cắt tình yêu của mỗi chúng ta đâu. Anh ngỡ ngàng, mắt chớp chớp khó hiểu. Cô đồng ý cho anh và Hà Nhi yêu nhau? Ừ, tình yêu mà, chỉ cần chân thành là đủ. Em không muốn chia cắt hai người. Có vẻ anh cũng không có ý định quen Hà Nhi chỉ để chơi bời qua đường. Chu Hùng xì miệng một cái rồi cười vui vẻ, hứa hẹn với cô. Anh muốn cưới Hà Nhi sớm nhất có thể. Anh muốn cô ấy là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời mình. Nghe đau lòng thật đấy, rất đau lòng. Địch Hà Nhi, em gái cô cuối cùng lại chinh phục được một gã đàn ông đa tình, biến Chu Hùng thành người đàn ông tốt nhất thế gian. Còn cô thì sao? Đến ngay cả Trần Hãn Dương cũng không tìm thấy nữa rồi. Dòng nhạc cổ điển từ radio cất lên, tiếng nhạc như nói về một người thất tình đang đứng ở cuối chân trời chờ đợi người ấy. Nghe thật thấm tâm can. Chợt tiếng điện thoại rung từ trong túi quần của Địch An Di phá tan bầu không khí có chút buồn bã trong xe. Cô nhanh nhẹn ấn nghe máy mỗi khi có số lạ gọi tới, mỗi lần lại hy vọng người gọi đến sẽ thông báo tìm được Trần Hãn Dương. Cho hỏi cô có phải là cô Địch An Di không? Tôi thấy cô dán thông báo tìm người. Địch An Di mừng rỡ, cô gật đầu lia lịa và hỏi lại, giọng nói hơi đứt mạch, không rõ ràng. Vâng, chính là tôi. Cho hỏi cô là... Tôi là ngư dân. Tháng trước chồng tôi ra ngoài đánh bắt có cứu được một người đàn ông rất giống với người trong tờ thông báo mà tôi đang thấy. Nếu như là người nhà của cô thì đến đây mà đón về nhé. Vốn dĩ Địch An Di mở loa ngoài điện thoại, nên khi nghe được tin hy hữu này, không chỉ có cô mà ngay cả Chu Hùng cũng kinh ngạc và dừng xe ngay lập tức, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia. Cho tôi xin địa chỉ của cô, tôi sẽ đến ngay đây. Địch An Di như cười cũng như khóc, cô rối loạn bàn tay cầm điện thoại. Tôi sẽ gửi đến số điện thoại này một tin nhắn. Mà này, đó là chồng của cô sao? Địch An Di không lưỡng lự, cô lập tức khẳng định Trần Hãn Dương là chồng mình với người ở đầu dây bên kia. Nhưng mà anh ta lại luôn miệng gọi Bạch Mặc Uyên, lẽ nào là tên của mẹ anh ta ư? Địch An Di thả lỏng cơ thể, cô hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Tôi không biết nữa. Tôi không ngờ cách này lại có hiệu quả đấy. Mạng của Trần Hãn Dương đúng là lớn. Chu Hùng dừng xe lại trước địa chỉ nhà mà người phụ nữ kia gửi tin nhắn đến, buột miệng nói với cô. Cô cũng không ngờ cách này có thể tìm được anh, chỉ là cô làm mọi thứ có khả năng nhất mà thôi. Chủ nhà ra mở cửa và mời hai người vào trong nhà. Vừa đến sân, Địch An Di đã làm rơi túi sách trong tay xuống đất. Ngồi trước hiên là Trần Hãn Dương, anh bần thần ngồi thu mình ở đó, nhìn ra hướng biển xa xăm đằng kia. Quả là Trần Hãn Dương. Chu Hùng thốt lên ngạc nhiên. Là người nhà thật sao? Tôi đã định đưa anh ta đến đồn cảnh sát. May mà nhặt được tờ rơi của hai người đấy. Anh ta ngày đêm cứ ngơ ngẩn không nói năng gì, hỏi gì cũng không biết. Thật là bó tay luôn. Người phụ nữ đó trống hông thở dài. Địch An Di rụt rè đi về phía anh. Cô thở dồn dập, tay run run đưa lên không trung. Tay cô chạm vào má của anh. Theo phản xạ, Trần Hãn Dương cũng quay lại nhìn cô. Hãn Dương, đúng là anh rồi. Đúng là anh rồi. Bạch Mặc Uyên rớm lệ,
Cô gật gật đầu và nhìn anh từ đầu đến chân, dường như muốn kiểm tra xem anh có bị tổn thương ở nơi nào không. Cô... là ai? Địch An Di và Chu Hùng khi đó như bị tiếng sét đánh ngang tai đến váng óc, cả hai khựng lại nhìn Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương, anh không nhận ra em sao? Cô đặt tay lên ngực mình, anh chăm chú nhìn cô, không có nét giả dối nào xuất hiện trên khuôn mặt khôi ngô đó cả. Nhưng anh lại cười dịu dàng, lắc đầu trước câu hỏi của Địch An Di. Em là vợ anh, em là Bạch Mặc Uyên của anh đây mà. Cô run rẩy. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương nâng mi mở to mắt khi nghe đến cái tên này. Phải, Bạch Mặc Uyên, em là Bạch Mặc Uyên. Cô gật đầu kích động. Trần Hãn Dương đưa tay lên, khẽ vuốt ve giọt nước mắt trên gò má của Địch An Di. Anh hơi nghiêng nghiêng đầu. Em là Bạch Mặc Uyên, người anh yêu. Địch An Di vô cùng hoang mang trước thái độ khác thường của Trần Hãn Dương. Cô quay đầu lại, chạy về phía người phụ nữ làm nghề ngư dân đó, níu tay cô ta và hỏi. Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao anh ấy không nhận ra tôi? Trong lúc Địch An Di hỏi chuyện người phụ nữ kia, Chu Hùng lại gần Trần Hãn Dương, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn đối phương. Anh có nhận ra tôi không? Thứ Chu Hùng nhận lại là cái lắc đầu vô nghĩa từ Trần Hãn Dương. Ánh mắt của Trần Hãn Dương giờ đây thật trong và sáng. Anh không có nét u buồn nào thể hiện trên khuôn mặt, hoàn toàn ưu nhã và thư sinh, giống như không còn là chính anh nữa mà là một người khác rồi. Tỉnh táo lại đi, anh định lừa dối chúng tôi sao? Chu Hùng bất ngờ túm cổ áo của Trần Hãn Dương, gầm lên một tiếng khó nghe. Trần Hãn Dương không tỏ ra sợ hãi, cũng không cố gắng thoát ra khỏi tay Chu Hùng. Anh cứ vậy dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn đối phương và tự hỏi mình có quen biết họ ư. Thấy Chu Hùng túm áo Trần Hãn Dương, Địch An Di lớn tiếng can ngăn và chạy ra chắn mình trước người Trần Hãn Dương. Anh làm gì vậy? Bạch Mặc Uyên, cả đời cô bị lừa còn chưa đủ à? Đừng có để Trần Hãn Dương qua mắt. Lúc bấy giờ bàn tay của Trần Hãn Dương bất ngờ nắm lấy tay của Địch An Di. Khi quay lại nhìn, cô chỉ thấy được sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt người ấy. Giống như anh đang tự mình kiểm tra cảm giác khi được nắm tay cô sẽ như thế nào vậy. Bạch Mặc Uyên, anh luôn miệng lẩm bẩm và nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bất ngờ ôm cô, giọng nói như nũng nịu. Đừng bỏ anh, Bạch Mặc Uyên. Cái ôm đó khiến sống mũi Địch An Di cay xè. Cô rơi xuống giọt lệ thuần túy, tay run run ôm lấy Trần Hãn Dương, cắn môi. Em không bỏ anh nữa, sẽ không bỏ anh thêm một lần nào nữa. Tại bệnh viện, bác sĩ, anh ấy bị sao vậy? Anh ấy không thể nhớ chúng tôi là ai. Địch An Di nắm tay Trần Hãn Dương không rời. Cô hỏi bác sĩ sau khi có kết quả khám xét não bộ. Bác sĩ bỏ kính từ mắt xuống và lắc lắc đầu. Vùng đầu không bị chấn thương. Vậy thì tại sao? Địch An Di lo lắng nhìn xuống anh. Anh vẫn đang ngoan ngoãn nắm tay cô, khóe môi cong cong, mỉm cười vui vẻ. Bệnh nhân có thể đã chịu đựng một sự đả kích quá lớn, dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời. Theo tôi thấy thì bệnh nhân bị khá nghiêm trọng. Nếu không cố gắng gợi nhớ ký ức sớm nhất, thì có thể là cậu ấy vĩnh viễn không thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho Địch An Di và nói. Mất trí nhớ. Chu Hùng đứng bên cạnh liền ngờ nghịch không thể tin nổi. Trần Hãn Dương vậy mà lại bị mất trí nhớ thật rồi. Anh đã phải chịu đựng những đả kích lớn như thế nào để có thể dẫn tới căn bệnh này. Trong khi cô thì sao? Cô vẫn chịu được những đả kích tâm lý lớn nhất cuộc đời người phụ nữ cho đến thời điểm sóng yên biển lặng hiện tại. Trần Hãn Dương dễ dàng quên đi, nhưng cô thì lại không làm được điều đó. Hãn Dương, anh không nhớ giữa chúng ta đã từng có chuyện gì xảy ra ư? Cô ủ rũ hỏi lại anh. Trần Hãn Dương nhìn thấu nỗi buồn trong mắt người anh yêu, nhưng không thể nhớ ra điều gì. Anh chỉ biết rằng khi bên cô, anh thấy vui vẻ, anh thấy hạnh phúc. Trái tim anh mách bảo cô chính là Bạch Mặc Uyên, cái tên duy nhất anh còn nhớ sau khi trở về từ cõi chết. Xin lỗi. Anh hạ giọng, không nhìn cô nữa. Địch An Di cười trí trá. Cô mím môi hít thật sâu ba hơi liên tiếp, rồi mỉm cười, nắm lấy tay của Trần Hãn Dương. Không nhớ. Vậy thì đừng nhớ nữa. Cả đời này anh cũng không cần phải nhớ lại. Bạch Mặc Uyên,
cô lại khóc rồi. Anh không muốn thấy cô khóc. Ngón tay mềm mại của anh lần nữa lướt qua má cô, lau đi nước mắt. Cô ôm chầm anh vào lòng. Cô chấp nhận tất cả. Cô chấp nhận sự thật. Trần Hãn Dương không nhớ gì cũng được, mất trí nhớ cũng được, miễn là anh vẫn còn yêu cô, nhớ cô, cả hai đều có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn khác trước kia. Bởi cô sợ. Cô sợ khi Trần Hãn Dương nhớ lại từng mảnh ký ức năm xưa, anh sẽ không chịu nổi mất. Và một lần nữa anh sẽ rời xa cô như cái cách anh đã từng. Anh sẽ lại mất tích. Sau khi đưa Trần Hãn Dương đến bệnh viện kiểm tra, Địch An Di đưa anh trở về biệt thự A Đào, căn biệt thự quen thuộc mà cô từng tự hứa với bản thân không bao giờ quay lại nữa. Hãn Dương vừa nhìn thấy cháu trai mất tích đã lâu, lão phu nhân vừa bàng hoàng vừa mừng rỡ. Bà đến bên Trần Hãn Dương, vuốt ve khuôn mặt cháu trai bằng bàn tay nhăn nheo của tuổi già. Chỉ là bà đã nói rất nhiều điều, hỏi rất nhiều điều, nhưng Trần Hãn Dương đều không trả lời bà mà nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ. Bà nội, anh ấy bị mất trí nhớ rồi. Anh ấy không còn nhớ bà là ai, không nhớ mọi người. Đến tên của mình anh ấy cũng không biết. Địch An Di trả lời thay Trần Hãn Dương. Cô nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của cô của anh. Không thể nào. Lão phu nhân lộ rõ sự thất vọng. Bà lùi lùi người lại, suýt nữa ngã đổ ra sau. May mắn Trần Hãn Dương kịp thời đỡ bà. Không biết nữa, chính anh cũng không biết vì sao anh lại đỡ người mình mới gặp lần đầu, nhưng có vẻ như rất thân thiết này. Một bà lão đáng kính và có khuôn mặt hiền hậu. Hãn Dương, con không nhớ bà nội sao? Bà là bà nội của con. Bà cố gắng giải thích. Trần Hãn Dương tuy nhói nhói trong lòng nhưng chỉ biết lắc đầu. Được rồi được rồi, không nhớ bà cũng được. Thật may vì con còn sống. Lão phu nhân cuối cùng cũng không bắt ép Trần Hãn Dương phải nhớ ra mình nữa. Tuy con không nhớ bà, nhưng bà rất dễ mến. Trần Hãn Dương ôn nhu cất giọng, đáy mắt là sự chân thành lẫn tôn kính. Địch An Di cắn răng, cô ngước mắt lên nhìn anh. Không ngờ người bà yêu thương anh nhất nhà từ nhỏ cho đến lớn mà Trần Hãn Dương cũng không nhớ. Cô tự hỏi bằng cách nào Trần Hãn Dương có thể khắc ghi cái tên Bạch Mạc Uyên lâu như vậy dù mất trí nhớ. Hiện tại Trần Hải tuy đã được cứu sống qua tai nạn nguy kịch trước đó, nhưng ông ấy lại vĩnh viễn sống một cuộc đời của người thực vật. Bên trong căn phòng với rất nhiều thiết bị máy móc, Trần Hải nằm trên giường nhắm mắt như đang ngủ. Từ nay về sau ông không thể mở mắt, không thể cất lời, vĩnh viễn sống trong bóng tối. Hãn Dương, đó là bố của anh. Địch An Di quay sang nhẹ giọng. Trần Hãn Dương nhìn giường bệnh trước mặt, anh rời tay khỏi cô và bước đến bên Trần Hải, nhìn khuôn mặt như ngủ say của ông. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra với ông ấy, càng không nhớ ra ông ấy chính là bố mình. Chỉ là tưởng tượng ông ấy đã phải trải qua tai nạn và sống đời thực vật suốt phần đời còn lại khiến anh cay cay mắt. Địch An Di từ khi nào đi tới bên cạnh Trần Hãn Dương, cô chăm chú lên khuôn mặt nhợt nhạt của Trần Hải. Thời gian trôi qua thật quá nhanh, mới đó cô còn nhìn thấy ông ấy đi lại và nói chuyện bình thường với người nhà. Vậy mà, chợt Địch An Di ngẩng đầu lên, cô đưa tay vuốt ve má của anh. Trần Hãn Dương hơi giật mình, quay lại đối diện với cô. Hãn Dương, em có thể hỏi anh một câu hỏi không? Ừ. Tại sao anh lại nhớ cái tên Bạch Mạc Uyên? Nhận được câu hỏi của cô, Trần Hãn Dương chỉ trầm mặc. Hồi lâu sau thì kéo tay cô, ôm cô vào lòng, hít ngửi hương thơm từ tóc của cô, một hương thơm dường như anh đã từng rất quen thuộc. Anh yêu em, Bạch Mạc Uyên. Anh không cho phép mình quên tên em. Anh rất yêu em. Anh hạ giọng trầm khàn, đáy mắt thâm tình, lời nói tựa cơn gió mùa xuân bay đến, bao bọc lấy thân mình lạnh giá của cô, khiến cô rung động, khiến cô mềm lòng. Tại sao chứ? Biết đâu em không phải là Bạch Mạc Uyên mà anh đang tìm thì sao? Đồ ngốc. Nếu như ai cũng tự nhận mình là Bạch Mạc Uyên thì anh đều tin họ hết ư? Anh khẽ lắc đầu, nói như sắp khóc vậy. Em là Bạch Mạc Uyên, nhất định là em. Bạch Mạc Uyên, có phải trước kia anh đã làm gì có lỗi với em? Xin em đừng bỏ anh mà đi. Anh có cảm giác mình bị nhấn chìm vào đại dương bao la. Ở nơi đó anh không thể tìm thấy em. Anh sẽ chết nếu như không có em.
Hãn Dương. Bàn tay cô khẽ đặt lên tấm lưng của anh, cảm nhận được người đàn ông vốn đã trưởng thành này đang run rẩy vì sợ hãi. Bạch Mặc Uyên, em chính là hơi thở của anh. Thật tệ. Thật tệ khi phải sống không có em. Anh đã thấy mình ở nơi không có em trong những giấc mơ. Tuy chỉ mơ hồ thấy mặt em, nhưng nó thực sự... Anh biết gì không? Địch An Di mỉm cười, vùi đầu vào cổ anh và nói nhỏ, cắt ngang những câu từ lắp bắp đang phát ra từ miệng của anh. Anh bây giờ giống như trẻ con vậy, không giống Trần Hãn Dương của trước kia một chút nào. Nhưng em mong muốn anh sẽ như vậy mãi mãi, để anh có thể bên em cả cuộc đời này. Hãn Dương, chúng ta xa nhau như thế là đủ rồi, về với nhau thôi. Bạch Mặc Uyên, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, nỗi sợ vơi bớt đi. Đừng nói gì cả. Hãn Dương, em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Trong căn phòng tĩnh lặng, khi cặp đôi rời đi, từ khóe mắt đang nhắm của Trần Hải lăn xuống giọt nước mắt trong suốt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, đám mây trắng xếp thành từng cụm một ở nền trời xanh bao la. Mặt trời dần xuống núi với ánh hoàng hôn mờ ảo, từng ánh nắng còn sót lại nhảy múa dưới những tán lá cây đang đung đưa trước gió. Cô và anh tay trong tay đứng ở khuôn viên biệt thự A Đào, cùng ngoảnh lại nhìn căn biệt thự đầy ắp kỷ niệm. Tuy người nhìn thấy những kỷ niệm không vui đó chỉ có một mình Địch An Di, còn Trần Hãn Dương thì không. Anh có ấn tượng gì với căn biệt thự này không? Địch An Di đưa hai tay lên, cô nhắm một mắt tựa như đang nhìn biệt thự A Đào qua một khung ảnh nhỏ. Xung quanh gió nổi lên, thổi bay mái tóc mềm mại của Địch An Di, lọn tóc dài chạm đến sống mũi Trần Hãn Dương. Anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu ngọt mà quyến rũ từ nó tỏa ra. Trước mắt anh là căn biệt thự toát lên vẻ giàu sang quý phái tột bậc và người anh yêu. Trần Hãn Dương tiến lên vài bước, ôm Địch An Di từ phía sau. Anh lắc đầu. Không có ấn tượng. Cô bật cười, khẽ thở dài thườn thượt. Anh đúng là vô tâm. Anh đã từng vô tâm với em sao? Trần Hãn Dương cất giọng ngây thơ, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại. Câu hỏi của anh cứ như lời nói thì thầm của gió, chậm chậm vang bên tai Địch An Di. Cô quay lại, áp hai tay mình lên má của anh. Anh rất vô tâm, nhưng em không trách anh, cũng không ghét anh nữa. Ai bảo em lại yêu anh cơ chứ? Anh đúng là khắc tinh của cuộc đời em, Hãn Dương. Bầu không khí hiện tại khiến Trần Hãn Dương cảm thấy khó thở. Anh tự hỏi mình đã vô tâm với Bạch Mặc Uyên như thế nào. Có phải vì anh mà đôi mắt của cô mới buồn như thế? Nhưng Bạch Mặc Uyên đã nói với anh, nói anh đừng nhớ lại quá khứ nữa. Trần Hãn Dương vuốt gọn tóc ra sau tai cho cô. Đôi mắt anh như đang cười, giọng nói anh ấm áp đến lạ. Còn em chính là định mệnh của đời anh. Định mệnh ư? Địch An Di hơi nhướng mày trêu chọc anh, cố tình hỏi lại Trần Hãn Dương. Anh gật đầu. Đúng vậy. Cảm ơn cuộc đời này đã sắp đặt cho anh được gặp em, Bạch Mặc Uyên. Tiếng cười khe khẽ của cả hai ngày một nhỏ dần. Hai bóng lưng rời đi khỏi biệt thự A Đào. Căn biệt thự trở nên trơ trọi, hiu quạnh và rất cô đơn. Tối ngày hôm ấy, Địch An Di cuối cùng cũng đưa Trần Hãn Dương về nhà để ra mắt với bố mẹ. Khi nhìn thấy anh, bố mẹ cô đã rất ngạc nhiên, tựa như nhìn thấy một người đã chết vừa sống dậy. Hãn Dương, đây là bố mẹ của em. Địch An Di đưa tay về phía Địch Tư và Địch Ngọc để giới thiệu, còn tiện đưa tay về phía Địch Hà Nhi. Đây là em gái của em. Khác với lần đầu gặp mặt vào thời điểm trước kia, Trần Hãn Dương bấy giờ đã là người mất trí nhớ. Anh hoàn toàn không nhớ tới chuyện mình từng gặp bố mẹ của cô rồi. Anh lễ phép cúi đầu trước họ, lịch sự chào hỏi. Con chào bố mẹ. Bố mẹ. Cả gia đình họ Địch gần như ngớ người với cách xưng hô của Trần Hãn Dương. Hai ông bà nhìn nhau rồi hướng mắt về phía Địch An Di, mong cô có một lời giải thích. Bố mẹ, anh ấy được chuẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Anh ấy không còn nhớ ai đâu ạ. Địch An Di không quá buồn khi nói ra chuyện này. Cô khá vui vẻ và nói bằng giọng điệu mạnh mẽ. Trần Hãn Dương ngẩng đầu lên, anh nhìn họ và em gái của cô. Có phải rất giống em không? Địch An Di mỉm cười, người cô đang nhắc tới là Địch Hà Nhi. Anh lắc đầu. Không giống. Vì sao chứ? Em và Hà Nhi còn bị bố mẹ nhận nhầm đấy.
Bạch Mạc Uyên, em đặc biệt. Câu trả lời của Trần Hãn Dương vô tình khiến Địch An Di đỏ mặt. Cô hắng giọng một cái và tự mình lẩm bẩm. Mình có cảm giác sau khi mất trí nhớ anh ấy xến sẩm hơn thì phải. Không biết có phải Địch An Di nghe nhầm không, nhưng dường như thoáng qua tai cô là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Địch Tư và Địch Ngọc. Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Hai đứa ngồi xuống đây rồi ăn cơm đi. Địch Ngọc tươi cười, bà đưa tay lên không trung và phe phẩy ra hiệu cho Địch An Di và Trần Hãn Dương ngồi xuống. Thái độ của Địch Ngọc hoàn toàn khác với những gì Địch An Di tưởng tượng. Bà không tức giận, cũng không kiên quyết từ chối mối quan hệ từng gây tổn thương cho cô nữa. Con cảm ơn mẹ. Trần Hãn Dương mỉm cười vui vẻ. Anh ôn nhã kéo ghế ra cho Địch An Di. Đợi cô ngồi xuống anh mới ngồi. Hãn Dương. Địch An Di quay qua Trần Hãn Dương, có chút ngượng ngập muốn nói gì đó. Anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt đó mới đẹp làm sao. Có một vài lý do. Em đã thay tên đổi họ rồi. Đừng gọi em là Bạch Mạc Uyên nữa, có được không? Vừa nói Địch An Di vừa nâng bàn tay Trần Hãn Dương lên, xoa nắn bàn tay anh và cất lời. Có vẻ như Trần Hãn Dương hơi khó chấp nhận chuyện này. Dù sao trong tim anh, trong trí nhớ của anh, chỉ có một cái tên duy nhất, Bạch Mạc Uyên. Tên hiện tại của em? Trần Hãn Dương nhẹ giọng hỏi, thái độ trìu mến, không giống như đang không hài lòng. Địch An Di, hãy gọi em là... Địch An Di còn chưa nói hết câu đã bị Địch Ngọc chen ngang. Bà dùng chất giọng đanh đanh, hệt như đang cảnh cáo Trần Hãn Dương. Gọi nó là An Di, nó là con gái yêu quý của bố mẹ, phải đối xử tốt với nó. An Di. Trần Hãn Dương ngượng miệng, anh gọi tên cô. Giữa khung cảnh ấm áp có hương thơm của thức ăn thoang thoảng, một đại gia đình đầm ấm, có đủ rể và con cái ngồi quây quần ăn cơm. Trong bữa ăn, cái tên Hà Nhi và An Di được lặp đi lặp lại nhiều nhất bởi bố mẹ vợ của Trần Hãn Dương. Còn anh thì vui vẻ hòa thuận, tập tành gọi cô là An Di, không còn gọi cô bằng ba tiếng xa lạ, Bạch Mạc Uyên nữa. Hận thù ư? Suy cho cùng đó chỉ là thứ cảm xúc giết đi họ từng ngày. Chỉ có trân trọng mới biết từng phút giây bên nhau là quý báu đến như thế nào. Còn yêu nhau chỉ cầu được về bên nhau. Hận thù ư? Xóa bỏ đi, đừng nghĩ đến nó nữa là được. Hiện tại chẳng phải là đang sum vầy hạnh phúc hay sao? Địch An Di ngắm nhìn cả chặng đường mình đi qua, cuối cùng nhẹ lòng và nhìn lại bản thân của bây giờ. Cô có bố, có mẹ, có em gái, có người bạn tốt. Quan trọng là cô có được anh. Để tránh bị bới móc đời tư cá nhân, tập đoàn Địch Tam đã thẳng thắn công khai chuyện Địch An Di từng đi tù. Nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm và oan ức. Hơn thế, một luồng tin con gái nhà họ Địch và giám đốc tập đoàn đá quý Dương Dương là vợ chồng đã được tung ra. Hãn Dương. Địch An Di mở cửa bước vào phòng. Cô nhìn về phía trước, thấy Trần Hãn Dương đang đọc sách chăm chú, gương mặt nghiêm túc và điềm tĩnh. Anh hạ sách xuống, mỉm cười với cô. An Di. Địch An Di đi tới đặt xuống trước mặt Trần Hãn Dương một tách trà hoa hồng. Cô ngồi xuống đối diện anh. Có khó hiểu ở chỗ nào không? Trần Hãn Dương lắc đầu, anh nhìn cuốn sách dày cộp trên bàn. Đúng như em nói, có vẻ trước kia anh từng rất am hiểu về kinh doanh. Cô bật cười, khoanh tay trước ngực. Trần Hãn Dương, không những anh am hiểu về thị trường kinh doanh, anh là giám đốc của tập đoàn đá quý nổi tiếng đấy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Dương Dương. Nghe đến cái tên Dương Dương tưởng chừng xa lạ ấy, trái tim Trần Hãn Dương như nóng bỏng cả lên. Anh ngây ngô nhìn cô, đợi cô giải thích tiếp. Địch An Di lấy điện thoại mình ra, tra thông tin về tập đoàn Dương Dương và đưa ra trước mặt Trần Hãn Dương một thông tin đi kèm hình ảnh. Đây chính là anh. Bên dưới hình ảnh ghi rất rõ, giám đốc điều hành Trần Hãn Dương, và tất nhiên bức ảnh kia cũng chính là Trần Hãn Dương lúc chưa mất trí nhớ. Khi đó anh nghiêm nghị, uy lực, thoạt nhìn còn có một chút bá đạo, hoàn toàn không dịu dàng như bây giờ. Hiện tại sau khi anh bị mất trí nhớ, bà nội là người đang giúp anh cai quản tập đoàn. Đợi sau khi anh sẵn sàng trở về Dương Dương, mọi người đều chờ đón anh. Địch An Di cười, cô thở phào nhẹ nhõm và tựa lưng ra sau ghế nhìn Trần Hãn Dương không rời, chăm chú từng biểu hiện của anh. Trần Hãn Dương trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, anh hơi hạ giọng quyết định.
anh muốn quay trở lại Dương Dương càng sớm càng tốt. Bởi vì anh nóng lòng, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác giống như công sức mình bỏ ra đang bị lãng quên theo ngày tháng. Thấy Trần Hạn Dương quyết đoán như vậy, Địch An Di cũng nhẹ lòng đi phần nào. Ai nói sống cùng người mất trí nhớ là khó chịu chứ? Sống cùng người như vậy lại thấy cuộc sống của anh chỉ xoay quanh một mình cô, rất thú vị. Em đã xây riêng một căn nhà, chúng ta sẽ đến đó tham quan vào lát nữa, anh chuẩn bị đi. Địch An Di vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh như tĩnh lặng ở nơi xa. Nhà? Tại sao? Trần Hãn Dương lộ vài tia ngạc nhiên trên khuôn mặt. Địch An Di lấy đó làm điều bình thường. Cô thở dài đi tới bên cạnh Trần Hãn Dương, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt anh như đang nịnh một đứa trẻ. Em muốn vợ chồng mình có một căn nhà riêng. Trần Hãn Dương nhau mày tỏ ra không vừa ý. Tại sao lại là em xây nhà? Thường thì là chồng kiếm tiền xây nhà chứ. Địch An Di giật giật khóe miệng. Thì ra ý của Trần Hãn Dương chính là anh muốn làm trụ cột gia đình, muốn lo lắng cho cô. Phải nhỉ, một người vốn cao ngạo như Trần Hãn Dương lại hay tin vợ mình tự kiếm tiền xây nhà, nghe cũng thật quá buồn cười đi. Cô ngỡ tưởng sau khi mất trí nhớ anh sẽ khác đi ít nhiều, nhưng một phần nào đó tính cách trong anh vẫn còn đấy, không bị lu mờ. Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Trần Hãn Dương thì Địch An Di đã bị anh kéo ngồi vào lòng trong lúc bản thân đang tập trung suy nghĩ. Trần Hãn Dương táo bạo như này khiến Địch An Di nhớ lại cảm giác xưa. Đó là lúc Trần Hãn Dương luôn bá đạo tìm cách chiếm hữu cô mỗi khi anh muốn. An Di, Trần Hãn Dương vùi đầu vào hõm cổ cô, hít ngửi hương thơm cá tính và riêng biệt của Địch An Di. Tại sao anh không thấy ảnh cưới của chúng ta? Trần Hãn Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Địch An Di để hỏi. Câu hỏi của anh có lực sát thương cực mạnh, khiến trái tim Địch An Di đau xót. Giữa cô và Trần Hãn Dương còn chưa từng chụp ảnh thì lấy đâu ra ảnh cưới cho hai người đây? Khi kết hôn với cô, Trần Hãn Dương là bất đắc dĩ mà thôi, nói gì đến chuyện tổ chức đám cưới với một tù nhân phạm tội. Tuy nhiên Địch An Di lại không nói ra lý do thực sự. Cô chỉ hơi lắc đầu, đáy mắt dâng lên rất nhiều cảm xúc khác nhau. Chúng ta chỉ mới đăng ký kết hôn gần đây, còn chưa tổ chức đám cưới. Nét mặt của Trần Hãn Dương thoáng qua vài tia kinh ngạc như không thể tin nổi. Khi anh bên cô, anh đều có cảm giác hai người quen biết nhau từ rất lâu rồi, giống như đã từng am hiểu mọi nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng giờ đây Trần Hãn Dương đã bị mất trí nhớ, anh chỉ có thể tin mọi thứ mà Địch An Di nói. An Di, anh hứa sẽ hỏi cưới em thật long trọng. Dứt lời, Trần Hãn Dương hôn xuống cổ của Địch An Di, nụ hôn mang theo sức nóng mãnh liệt. Hai người dường như sắp cuốn lấy nhau thì lúc này cửa phòng bật mở kèm theo tiếng gọi. Chị An Di, em vừa mới mua bánh ngọt, hai người xuống ăn đi ạ. Em xin lỗi, lần sau em sẽ gõ cửa, hai anh chị cứ tiếp tục đi. Địch Hà Nhi nóng mặt đóng cửa phòng lại. Địch An Di giật giật khóe miệng, cô thở dài và bật cười vui vẻ nói với Trần Hãn Dương. Một trong những lý do chúng ta cần ở riêng là đây. Trần Hãn Dương bấy giờ cũng xấu hổ khi để cho em vợ thấy cảnh tượng thân mật vừa rồi của mình và Địch An Di. Anh chỉ biết gật đầu trước Địch An Di như công nhận điều đó là đúng. Vài tháng sau, Trần Hãn Dương nên nắm giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn đá quý Dương Dương. Quay trở về quỹ đạo vốn có, sau hàng loạt tin tức anh trở về từ cõi chết thật hy hữu. Sau khi Trần Hãn Dương lên cầm quyền, tập đoàn lại phát triển như thường và có phần tăng doanh thu mạnh hơn so với trước kia. Anh siêng năng và ôn hòa hơn rất nhiều, cách xử lý công việc vẫn rất quyết đoán nhưng đã mang trạng thái sáng suốt hơn. Cũng trong một tháng đó, Địch An Di đã biết được một tin tức không vui từ ông bà Bạch. Tuy họ đã bị kết án tù nhưng vẫn thường xuyên bị quản ngục tra hỏi về những chuyện xấu mình đã làm năm xưa. Đơn giản là làm theo yêu cầu của Bạch Mạc Uyên, cô vẫn nghi ngờ có chuyện gì đó không đúng cho lắm, hoặc ít nhất còn thiếu tình tiết nào trong vụ án bắt cóc hai đứa bé sơ sinh năm đó. Cuối cùng bà Bạch đã khai ra rõ ràng về bản thiết kế năm đó của Địch Tư bị đánh cắp và xuất hiện ở tập đoàn Dương Dương, được phát tán sản phẩm rộng rãi, thu về lợi nhuận không nhỏ. Tất cả là vì bà Bạch đã ăn cắp bản thiết kế và bán lại cho người của tập đoàn Dương Dương lấy tiền tiêu xài. Không có chuyện Trần Hải
ăn cắp chất xám của ông bạn thân, tất cả là hiểu lầm nghiêm trọng. Từ ngày năm, Địch An Di vẫn cho rằng vợ chồng nhà Trần Hải và Vương Ái Phi vô cùng xấu xa và xảo quyệt, nhưng có vẻ như cô đã phóng to họ quá mức rồi. Bây giờ có thể hiểu tại sao lão phu nhân đã ghét Vương Ái Phi, sau này lại càng thêm ghét và không coi Vương Ái Phi như con dâu dù chỉ là một ngày. Lão phu nhân đã tiết lộ cho Địch An Di biết, năm đó Trần Hải không định để tên của mình dưới tác phẩm được tung ra. Ông vốn dĩ sẽ ghi rõ ràng là bản thiết kế được mua lại bởi một nhân tài giấu mặt. Nhưng vì muốn thu lợi nhuận, Vương Ái Phi muốn chồng mình đã nổi lại càng thêm nổi tiếng để đổi đời sau tác phẩm ấy. Và dĩ nhiên, điều không ai muốn nhắc tới đã xảy ra. Trần Hải vì nghe theo vợ đã tung ra sản phẩm của bản thiết kế dưới tên của chính mình, mà bản thiết kế đó lại là mồ hôi công sức của Địch Tư bị lấy cắp. Mọi hận thù xuất phát từ đây lại càng thâm sâu giữa đôi bên. Đó chính là lý do lão phu nhân không thích Vương Ái Phi, người đã tạo tiếng xấu cho tập đoàn Dương Dương. Ngồi đối diện Địch Tư, Địch Ngọc và Địch Hà Nhi, mọi chuyện đã được thuật lại rõ ràng bởi Địch An Di. Hai vợ chồng họ Địch trầm lặng không nói gì. Bây giờ Vương Ái Phi đã chết, Trần Hải cũng... Thật ra kể từ khi Địch An Di trở về, bọn họ đã không còn ghét bỏ Trần Hãn Dương và Vương Ái Phi nữa. Niềm vui đã đi nỗi buồn đáng kể. Bố, mẹ, con vẫn luôn thắc mắc, tại sao tập đoàn đá quý nhà chúng ta lại có tên là Địch Tam? Bố là Địch Tư cơ mà. Lẽ nào cái tên này còn có hàm ý sâu xa nào đó? Địch An Di chợt nhớ ra và hỏi. Bấy giờ cả ba người trước mặt Địch An Di đều cười. Địch Tư ôn tồn giải thích cho con gái nghe. Chẳng phải là bố có ba cô công chúa sao? Địch An Di trong một chốc nóng mặt, trái tim cô rung rinh cảm động. Thì ra sự nghiệp của Địch Tư luôn gắn liền với ba người con gái, mặc dù chỉ còn lại một mình Địch Hà Nhi suốt bao nhiêu năm. Bố, mẹ. Địch An Di vươn tay tới, cô nắm tay hai người và thở dài một hơi. Địch Hà Nhi bất ngờ đặt tay mình lên tay ba người, cô cười vui vẻ nói. Mọi người đừng buồn nữa, con có tin vui muốn thông báo. Tin vui? Ba người trong nhà đồng thanh giãn chân mày, hướng mắt về phía Địch Hà Nhi. Địch Hà Nhi đỏ mặt thu tay về, nói nhỏ nhỏ. Thật ra con muốn giới thiệu với bố mẹ về bạn trai của con. Người này đã không còn xa lạ gì với chị An Di nữa. Địch An Di bất giác à một cái, sau đó cô nhích khóe môi cười xinh đẹp. Không phải lão Chu lại bày kế gì đó rồi chứ? Còn hẹn hò chưa được bao lâu mà em gái cô đã muốn đưa về ra nhà ra mắt rồi. Bạn trai? Hai vợ chồng họ Địch kinh ngạc nhìn nhau. Suốt bao nhiêu năm nay ai cũng không lọt vào mắt xanh của Địch Hà Nhi. Con bé từ khi nào mà đã yêu đương trong khi ông bà đều không biết chuyện đó? Là Chu Hùng ạ. Địch Hà Nhi tỏ vẻ e thẹn, hai tay xoa xoa vào nhau, mắt nhìn xuống dưới, tâm trạng dường như có chút hồi hộp. Chu Hùng đối với Địch Tư và Địch Ngọc đã không còn xa lạ nữa, chính là cậu bạn thân trẻ tuổi của Địch An Di, cũng là người từng cứu mạng Địch An Di ở biển đây mà. Nghe nói là đại thiếu gia nhà họ Chu, tập đoàn của bố cậu ta chuyên về mảng bất động sản, hơn nữa làm ăn rất phát đạt. Từ khi nào? Sao bố mẹ lại không biết? Địch Tư hắng giọng. Địch Hà Nhi bối rối cúi đầu xin lỗi bố mẹ mình liên lịa. Con xin lỗi, chưa chắc chắn về mối quan hệ cho nên con không dám nói sớm với bố mẹ. Thế còn bây giờ thì chắc chắn rồi. Địch Ngọc cười xấu trêu chọc con gái. Địch Hà Nhi im lặng như công nhận đó là câu trả lời chính xác nhất. Còn không biết phải nói gì thêm thì đã nghe thấy giọng nói của Địch An Di vang lên. Bố mẹ còn hỏi làm gì nữa? Nhìn tay của em ấy kia kìa. Nhẫn kim cương chói lóa như thế kia mà hai người không nhận ra à? Không khéo em ấy lại cưới trước cả con ấy. Địch An Di nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của Địch Hà Nhi, thầm nghĩ tên Chu Hùng này đúng là ra tay nhanh gọn, một thoáng đã chinh phục được Địch Hà Nhi, lại còn cầu hôn rồi mới ghê chứ. Cả đời cô còn chưa được cầu hôn bao giờ. Địch Tư và Địch Ngọc thuận mắt nhìn xuống tay của Địch Hà Nhi. Cả hai ồ một tiếng thật dài, khiến Địch Hà Nhi ngượng chín cả mặt, giấu tay ra sau lưng, miệng lắp bắp mãi không nói thành lời. Chúc mừng em. Em là bến đỗ cuối cùng của lão Chu đấy. Chị vui vì cuối cùng hắn ta cũng tìm được bến đỗ cho thuyền đỡ lênh đênh.
Địch An Di nói nhỏ vào tai của Địch Hà Nhi, cuối cùng bật cười vui vẻ. Hai đứa định bỏ bố mẹ theo chồng hết đấy à? Ôi, chồng ơi, em đau lòng quá. Chồng nói gì đi chứ? Địch Ngọc đưa tay lên đỡ trán, dựa vào lòng Địch Tư và cất giọng nũng nịu. Địch An Di nhìn thấy cảnh tượng này thì giật giật khóe miệng. Địch Hà Nhi cười gượng như thể đã quen. Họ có thể đi lấy chồng là bởi vì không có điều gì đáng lo ngại ở bố mẹ mình. Một cặp vợ chồng cưới nhau hai mươi mấy năm rồi vẫn như vợ chồng son hạnh phúc như vậy, còn có thể làm nũng với nhau như thế kia. Ăn cầu lương của bố mẹ khiến con sắp bị béo phì rồi. Địch An Di đưa tay lên che mắt, chậc chậc miệng vẻ xót xa cho chính bản thân mình. Địch Tư cười giòn giã, vừa nịnh Địch Ngọc không buồn nữa, vừa có chút xấu hổ với hai đứa con gái. Ngày đẹp trời đó ở gia đình họ Địch đầy ắp tiếng cười. Duy chỉ có nhà của chú Hùng là đón nhận một món quà vô cùng đặc biệt. Nó không thể nào là con của tôi được, chị hiểu không? Tôi còn chưa lấy vợ, làm sao có thể... Ây à, rõ ràng là không phải. Chú Hùng vò đầu bứt tai đi đi lại lại trước mặt một người phụ nữ, rồi lại nhìn xuống bé gái mắt to tròn, ngước nhìn mình từ bên dưới. Đã nửa tiếng qua đi, kể từ khi người phụ nữ đó xuất hiện và nói đứa bé này là con gái của chú Hùng. Nghe đây, tôi thậm chí còn chưa từng ngủ với người nào già như chị, cho nên chắc chắn nó không phải là con của tôi. Chú Hùng vừa minh họa vừa nói. Chị ta trầm ưu từ đầu đến cuối, sau đó thở dài. Anh đừng hiểu nhầm, anh không nghe tôi giải thích đã làm ầm lên cả rồi. Chú Hùng nhíu mày hơi dừng lại hành động của mình, cuối cùng đưa tay lên đỡ trán. Được rồi, vậy thì chị giải thích đi. Tôi vừa mới cầu hôn bạn gái ngày hôm qua, hôm nay lại có một đứa con từ trên trời rơi xuống, làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Anh sắp kết hôn? Chị ta có chút ngạc nhiên. Phải, sắp kết hôn. À, cũng chưa biết, vừa mới cầu hôn ngày hôm qua mà thôi. Chu Hùng thở dài. Vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa, ít nhất thì anh cũng đã có gia đình rồi. Chị ta tay dắt theo đứa bé, định cứ vậy mà quay lưng rời đi. Khoan đã, tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Lẽ nào chị định lừa tôi để lấy tiền chu cấp cho đứa bé? Đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã đem nó đi lừa người rồi sao? Chu Hùng đương nhiên không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Anh chặn đường chị ta và hỏi cho ra lẽ. Chị ta lắc đầu. Tôi không lừa anh. Quả thực cô chủ đã nhờ tôi đưa nó đến với anh trước khi mất tích. Cô chủ? Vâng, cô ấy là Tiêu Dao. Tôi không quen ai là Tiêu Dao. Chu Hùng bột miệng nói ra, sau đó lại đứng hình như bên tai có tiếng sét lớn. Anh dùng mình nhìn xuống đứa bé vẫn im lặng từ đầu đến cuối kia. Tiêu Dao? Tiêu Dao lẽ nào là Xuân Xuân? Đây là con của cô ta. Chu Hùng hoàn toàn tê tái toàn thân đến nỗi không thể cử động được. Lạ thật đấy, trước khi cô ấy về nước đã để đứa bé ở lại cho tôi chăm sóc. Cách đây không lâu cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói không muốn làm phiền đến người mình yêu nuôi nấng đứa bé. Nếu cô ấy xảy ra mệnh hệ gì thì hãy đưa Nini đến địa chỉ nhà của anh, nhờ anh chăm sóc. Bây giờ cô ấy mất tích rồi, từ sau cuộc gọi lần đó tôi đều không liên lạc được, nên tôi mới đưa nó về đây trao cho anh. Bà chị đó đứng thuật lại toàn bộ sự việc mà không để ý người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn hóa đá. Đứa bé bao nhiêu tuổi? Chu Hùng nuốt một ngụm nước bọt nhìn Nini. 3 tuổi, vừa tròn 3 tuổi đó. Chị ta thuận mắt cũng nhìn xuống đứa bé ngoan ngoãn trong tay. Thời gian Xuân Xuân mất tích cũng là 3 năm. Cô ta già chết và ra nước ngoài sinh sống. Không những vậy còn sinh đứa bé này nữa ư? Đứa bé là con của Xuân Xuân, tròn 3 tuổi, trùng hợp với khoảng cách thời gian lần đó Chu Hùng đã... Tôi không làm phiền anh nữa. Có lẽ tôi sẽ đưa Nini vào trung tâm bảo dưỡng và chăm sóc trẻ em. Dứt lời thì chị ta định quay đi, không có ý làm phiền Chu Hùng thêm. Khoan đã! Chu Hùng hạ giọng, khuôn mặt đen nghịt, giọng nói của anh chứa đầy mùi thuốc súng. Để nó lại, tôi nuôi. Nói xong câu này, cổ họng Chu Hùng khô khốc. Tối hôm đó, Địch An Di đến nhà Chu Hùng sau cuộc điện thoại được cho là khẩn cấp của anh. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng Chu Hùng và một đứa bé ngồi đối diện với nhau, ám khí xung quanh nồng nặc. Chu Hùng nhăn mặt nhíu mày, nhìn đứa bé vẻ bối rối và lo lắng.
Đứa bé nhìn Chu Hùng bằng khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút đen nhánh. Gì đây? Con của ai thế này? Này, anh nhận là bảo mẫu từ lúc nào đấy? Địch An Di thấy trẻ con thì lại thấy lòng an yên. Cô bỏ túi sách xuống bàn và đi về phía đứa bé. Chào con. Đứa bé nhìn Địch An Di không nói gì, có vẻ là một đứa bé không hoạt bát và ít nói. Cô vuốt mái tóc mềm của nó, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó và bất giác khen một câu thật lòng. Cháu nhà họ hàng anh à? Sao nhìn giống anh thế? Câu cảm thán đó của Địch An Di suýt chút nữa làm cho Chu Hùng hộc máu miệng vì tức. Anh xoa bóp hai thái dương rồi lại nhìn đứa bé, không nói gì. Sao đấy? Địch An Di nhíu mày quay qua Chu Hùng. Từ lúc cô đến đây, Chu Hùng vẫn im lặng. Bạch Mặc Uyên, cô nhất định phải cứu anh ván cờ này. Anh gặp rắc rối to rồi. Chu Hùng đập đầu xuống bàn, vẻ uể oải và mệt mỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì? Địch An Di nhíu nhíu mi tâm, khó hiểu. Chu Hùng ngẩng đầu, run run tay chỉ về đứa bé và mếu máo. Cứu anh đi. Nó là con gái của anh và Xuân Xuân đấy. Hả? Địch An Di ngắn tũn mặt lại. Cô tròn mắt nhìn Chu Hùng như thể đang hỏi anh vừa nói cái quái gì. Chu Hùng nâng hạ yết hầu một lượt, cuối cùng khổ sở vò đầu vò tóc đứng dậy đi lòng vòng. Nó là con của anh và Xuân Xuân. Không thể nào. Vậy thì nó từ đâu xuất hiện trước mặt anh chứ? Khi cô ta trở về đây vốn không có mang theo đứa trẻ nào cơ mà. Địch An Di đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ. Hai người cùng đi đi lại lại tìm cách giải quyết vấn đề triệt để. Tuy nhiên vẫn không khỏi thắc mắc. Hàng ngàn dấu chấm hỏi vẫn hiện trong đầu của cả hai. Cô hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Bạch Mặc Uyên. Lần đó chẳng phải là chính mắt cô nhìn thấy bụng của cô ta chảy rất nhiều máu sau khi ngã cầu thang ư? Chu Hùng nhíu mày dừng chân lại, hỏi Địch An Di và nhớ lại những gì cô từng thuật. Quả thật Địch An Di đã nhìn thấy máu chảy ra từ cơ thể Xuân Xuân. Thường thì ngã từ cầu thang xuống khả năng cao sẽ sảy thai. Lẽ nào vào trường hợp đó cái thai đã hy hữu được cứu chữa sống sót kịp thời sau khi được cấp cứu nhanh chóng? Vậy Xuân Xuân chỉ bị động thai thư. Anh hỏi em thì em hỏi ai? Em có phải là bác sĩ đâu mà chuẩn đoán chính xác được. Địch An Di toát mồ hôi lắc đầu. Cô thở dài rười rượi một hơi. Không ngờ mạng của Xuân Xuân lại lớn như thế, còn cứu được cả đứa bé ấy. Bây giờ nó cũng lớn như thế này rồi. Nghĩ đến đây, Địch An Di lại quay lại nhìn đứa bé. Nó vẫn ngồi im không nói năng gì, ánh mắt nhìn xuống dưới, cũng không chịu ngẩng đầu lên. Phải nói thế nào nhỉ? Nó đặc biệt giống Chu Hùng, giống một cách đến khó tả, đến nỗi vừa nhìn vào là biết có quan hệ máu mủ ruột thịt với anh. Chu Hùng và Địch Hà Nhi vừa mới có tiến triển tốt đẹp, bây giờ lại xuất hiện một đứa bé, thật là biết chọn thời điểm quá đi. Thế anh đã giám định ADN chưa? Địch An Di ngồi xuống ghế, ngước mặt hỏi Chu Hùng. Chu Hùng lắc đầu quyết đoán, sau đó giật giật thay đầu chân mày trả lời bằng giọng điệu hết sức căng thẳng. Vừa nhìn liền biết là con của anh rồi, còn phải xét nghiệm nữa hay sao? Nini tròn 3 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian anh và cô ta. Nói đến đây, Chu Hùng lại tức đến nghẹn cả họng, anh cũng ngồi xuống ghế. Vậy bây giờ anh định giải quyết như thế nào? Hơn nữa, bằng cách nào mà anh tìm ra nó? Địch An Di nhìn đứa bé bằng ánh mắt thương cảm, hoàn toàn không có ác ý. Cô không nhớ rằng trước kia mình từng muốn hại chết nó khi nó vẫn còn ở trong bụng mẹ. Là một bà chị từ đâu đưa tới. Nói là trước khi Xuân Xuân chết, đã nhờ chị ta dắt con bé đến đây. Theo như những gì anh nghĩ, có lẽ cô ta đã biết lỗi rồi, không muốn làm phiền đến cuộc sống giữa cô và Trần Hãn Dương, cho nên mới không dám nhờ chị ta đưa Nini đến chỗ hai người. Không hiểu sao cô ta lại chọn anh. Ý của anh là cô ta không biết việc anh là bố của đứa bé. Việc Nini xuất hiện ở đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà cô ta định nhờ vả anh trước khi xảy ra tai nạn giao thông. Rất có khả năng cô ta xác định đầu thú nên đã nói với người của mình đưa con bé đến nhờ anh chăm sóc. Chu Hùng gật đầu, đưa tay lên vuốt tóc vẻ uể oải. Địch An Di trầm mặc, không ngờ một người tâm địa độc ác như Xuân Xuân lại sẵn sàng giữ lại cái thai và sinh đứa bé ra. Hơn nữa, đứa bé hẳn được nuôi nấng tử tế, xem chừng cô ta cũng học cách làm mẹ rất tốt. Anh không thể giấu Hà Nhi chuyện này. Địch An Di hé môi.
Chu Hùng mắt đỏ lên những sợi tơ máu nhỏ, chỉ biết gật đầu. Vậy Nini anh tính thế nào? Địch An Di lại nhìn đứa bé, có chút nhói nhói trong lòng. Tại sao vậy chứ? Nó mới chỉ có 3 tuổi, mẹ của Nini mất rồi, nếu bây giờ bố nó cũng ruồng bỏ nó. Con muốn về nhà, con không thích làm phiền cô chú. Nini đột nhiên cất giọng lạnh nhạt. Con bé tụt mình xuống khỏi ghế và chạy đi. Chu Hùng chợt mở to mắt nhìn theo hướng đứa bé chạy. Cảm giác trong anh thật là khó tả. Địch An Di hơi nhíu mày, quay đầu lại lườm Chu Hùng, sau cùng lại đuổi theo đứa bé khi anh còn đang thẫn thờ không biết phải hành xử như thế nào. Nini, ngoan nào, nhà con ở đâu chứ? Cô bắt được tay của đứa bé, kéo nó lại nhẹ nhàng, không dùng sức. Khi Nini quay lại, mặt nó đã ràn rụa nước mắt, nó khóc không ra tiếng. Bấy giờ Địch An Di mới để ý, đứa bé cắn chặt môi để cố không phát ra tiếng động. Lồng ngực của Địch An Di lại rung lên những tiếng thình thịch mãnh liệt. Đứa bé chỉ mới 3 tuổi này, sao lại có vẻ hiểu chuyện đến thế, hiểu chuyện đến đau lòng. Dù những bước chân của Nini không được vững khi chạy, nhưng nó vẫn cố rời khỏi đây để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Đơn giản thôi, bởi nó chưa biết thứ tình thân gọi là bố con như thế nào, và nó nghĩ không có cũng không sao. Khóc xấu lắm đấy. Ngoan, nín đi nào. Địch An Di lau nước mắt trên mặt đứa bé, ngọt giọng dỗ dành. Nào ngờ khi nghe giọng điệu đó của Địch An Di, nó tủi thân bật khóc lớn hơn. Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ. Con không cần bố, con không thích bố. Chu Hùng khi ấy nghe được những âm thanh này thì bỗng xuất hiện cảm giác mình là một thằng đàn ông tồi tệ, không có nhân tính. Anh đã không suy nghĩ đến hệ lụy sau này mà làm mọi chuyện theo cảm xúc bộc phát. Đứa bé ấy chính là con gái của anh, nhưng... Mẹ của con... Nini đừng khóc. Lát nữa cô gọi cho mẹ của con nhé. Địch An Di bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Dường như đứa bé chưa biết mẹ mình đã chết. Nini chỉ là một đứa bé đơn thuần, ai nói gì đều nghe, đều tin. Lời của Địch An Di cũng không ngoại lệ. Nó nín khóc và rưng rưng nước mắt hỏi Địch An Di. Cô nói thật chứ? Cô có số điện thoại của mẹ con không? Đương nhiên là cô có rồi. Nào lại đây. À chà, bé cưng nhẹ quá. Ăn thật nhiều vào để mau lớn nhá. Địch An Di bế bổng Nini lên cao, bế tiến lại ghế và ngồi xuống. Thân thiết nói chuyện làm quen với con bé có vẻ khó gần ấy. Mẹ có bao giờ nhắc đến bố con không? Địch An Di dịu dàng hỏi. Nó lắc đầu, hơi mím môi vẻ buồn buồn. Mẹ nói bố của con lên thiên đường rồi. Chỉ những người tốt mới được đến đó. Vậy à? Địch An Di bất giác ngừng đầu đối diện với Chu Hùng, người như hóa đá từ nãy đến giờ. Nhưng chú đó... Nini bám víu tay thật chặt vào Địch An Di, ngoái đầu ra phía sau nơi Chu Hùng đang ngồi. Nini ngoan, đó là bố của con. Bố của con chưa lên thiên đường đâu. Con có vui không? Cô vuốt mái tóc của nó, khẽ hỏi. Nó lại khóc, vùi đầu vào lồng ngực Địch An Di, giọng nói run run. Không, mẹ nói bố con yêu thương con lắm. Bố con sẽ không ghét con đâu. Nini, Chu Hùng từ từ mở miệng, có chút gượng gạo gọi tên đứa bé. Địch An Di nhìn Chu Hùng từng bước tiến về phía mình, hơi khịu gối xuống và nói chuyện với Nini. Chú... Bố không ghét con đâu. Chu Hùng thở hắt ra, khó xử nhìn Địch An Di rồi mới nói. Nó từ từ quay đầu lại, mắt đỏ hoe, mọi ngũ quan trên gương mặt mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Khi nhìn thấy Nini khóc, cảm giác nó thật yếu đuối và mỏng manh. Nini một mực im lặng, chăm chú lên biểu hiện trên mặt Chu Hùng, sụt sịt lau nước mắt. Bố chưa có thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Con cứ như là vì sao băng vậy, cứ thế rơi xuống cuộc đời bố đầy bất ngờ. Chu Hùng đưa tay lên xoa đầu Nini. Những từ ngữ xa vời ấy Nini đều không hiểu. Nó chỉ biết nghiêng nghiêng đầu lắng nghe Chu Hùng nói. Dần không còn khóc nữa. Bố sẽ từ từ tiếp nhận con, được chứ? Nghe vậy thì Nini lắc đầu, nó ôm Địch An Di như cô là cái phao cứu sinh duy nhất của nó. Con muốn mẹ, con không cần bố, bố không thích con. Nét mặt Chu Hùng trong chốc
liền như phẫn nộ. Anh đứng dậy và cao giọng. Nghe đây, mẹ của con chết rồi. Con bây giờ sẽ là con gái của bố đấy. Con không còn nơi nào để về, cũng không tìm được mẹ của con nữa đâu. Ngừng khóc và đừng tỏ ra đáng thương nữa. Chú Hùng. Một giọng điệu thứ tư chen ngang cuộc trò chuyện của ba người. Ai nấy đều thót tim khi nghe được giọng nói đó là của Địch Khả Nhi. Chú Hùng từ từ quay đầu lại, mặt tái mét nhìn Địch Khả Nhi đứng phía sau. Cô đến đây từ lúc nào? Sao không có sự báo trước như vậy chứ? Nhất thiết có cần xuất hiện vào lúc này không? Em... Địch An Di định nói gì đó, xong lại im lặng. Có lẽ chuyện này nên để đích thân Chu Hùng giải thích thì hơn. Trái ngược với suy nghĩ của Địch An Di và Chu Hùng, Địch Hà Nhi không hề bỏ đi với thái độ tức giận và uất hận. Cô chỉ đứng bần thần ở đó, nhìn Chu Hùng bằng ánh mắt khẩn cầu, mong muốn có một lời giải thích rõ ràng từ anh. Sau đó ánh mắt của Địch Hà Nhi lại di chuyển tới đứa bé đang ở trong bọc Địch An Di. Ba người lớn ngồi lại với nhau để nói chuyện ngay sau khi Địch An Di dỗ dành được Nini chìm vào giấc ngủ. Không khí trầm đục mà cả ba phải đang hô hấp hít ra hít vào thật không mấy thoải mái. Tâm trạng của ai cũng tệ như nhau cả. Lặng nghe Chu Hùng giải thích mọi chuyện xong xuôi, Địch Hà Nhi vẫn không lên tiếng. Địch An Di lúc bấy giờ cảm thấy mình chính là trung tâm của mọi vấn đề, làm ảnh hưởng tới hai người trước mặt. Cô siết chặt hai tay lại và cất giọng. Hà Nhi, người em nên giận là chị. Khi đó Chu Hùng là muốn đòi lại công bằng cho chị, nên em biết đấy, chị là người không dễ gì bỏ qua mối thâm thù, nhất định phải trả đũa thì mới thản nhiên sống được. Địch Hà Nhi nắm chặt quai túi sách, cô cắn môi chợt cất giọng. Dù vậy, hai người không nghĩ đến hậu quả sao? Nó cũng là con người, tại sao nó phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương như vậy? Chỉ vì sự vô trách nhiệm của những người lớn là chúng ta ư? Hà Nhi, anh xin lỗi. Chu Hùng sợ hãi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Địch Hà Nhi. Anh chưa từng thấy Địch Hà Nhi phẫn nộ, không ngờ khi thấy thì anh lại sợ như thế này. Sợ cô sẽ bỏ anh mà đi, sợ cô không tha thứ cho những chuyện đồi bại mà mình đã làm trong quá khứ. Địch Hà Nhi là viên ngọc trai thuần túy, Chu Hùng chỉ là một vũng sình đầy nhơ nhuốc. Anh may mắn có được cô, sẽ phải làm sao khi cô không còn cần anh nữa đây? Địch An Di nín lặng, cô cắn răng tự kiểm điểm chính mình của những năm về trước. Đúng là cô hận Xuân Xuân và nuôi ý định trả thù để nguôi giận. Nhưng cô chưa từng nhờ vả Chu Hùng làm điều đó. Chu Hùng tự làm tất cả mọi chuyện, còn cô thì lại không xử lý ổn thỏa, không nhổ cỏ tận gốc. Suy cho cùng tất cả lỗi của cô, nếu Chu Hùng không vì thương hại cô thì anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Đứa bé đó mới chỉ 3 tuổi mà đã mất mẹ. Anh chính là nơi nương tựa duy nhất mà nó còn. Chu Hùng, anh không thể bỏ rơi nó. Địch Hà Nhi cúi gằm mặt, giọng nói nghèn nghẹn. Vậy còn em, Hà Nhi? Còn em thì sao? Chu Hùng đau lòng, hơi cúi đầu hỏi Địch Hà Nhi. Nếu em nói không thích đứa bé, thì anh sẽ không chịu trách nhiệm với nó ư? Địch Hà Nhi ngẩng đầu. Câu hỏi này cứ như con dao sâu hoắm đâm một nhát vào trái tim của Chu Hùng. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Đồ ngốc, em không nhỏ mọn như vậy. Địch Hà Nhi hít một ngụm khí lạnh, đưa tay lên lau khóe lệ rồi đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ cùng nuôi nấng nó. Em sẽ đối xử với nó thật tốt, như là con gái của mình. Không được. Bất giác Địch An Di ngồi phía đối diện cao giọng. Cô hoàn toàn không đồng ý với quyết định bồng bột của em gái mình. Em thậm chí chưa từng làm mẹ bao giờ. Đó không phải là con của em. Làm sao em có thể nuôi nó được chứ? Tỉnh táo lại đi. Đây không phải là một cuộc thiện nguyện. Em hiểu không? Chị. Địch Hà Nhi mở to mắt, sau cùng lại im lặng không nói gì khi thấy chị gái phẫn nộ với quyết định của mình như vậy. Chu Hùng cắn răng thầm chửi mình là thằng ngu khi để xảy ra những chuyện này. Địch An Di nói đúng, và anh cũng không muốn người anh yêu thiệt thòi nuôi con của anh với một người phụ nữ khác. Em không quan tâm, em tin tưởng anh ấy. Càng tin tưởng chính em sẽ làm tốt mọi việc. Chị đừng lo lắng, có được không? Địch Hà Nhi có vẻ rất quyết tâm, không có ý định từ bỏ suy nghĩ của mình.
Địch An Di thở dài. Cô xoa bóp vùng thái dương và nhắm nghiền đôi mắt. Thật muốn tỉnh dậy, thật muốn đây chỉ là giấc mơ. Chợt trước mắt Địch An Di hiện lên hình ảnh cô đơn của lão phu nhân. Bà nội hiện tại ở một mình trong căn biệt thự A Đào. Trần Hải đã sống cuộc đời thực vật rồi. Cô và Trần Hãn Dương cũng dọn ra ở riêng. Chị hiểu em là một người có trái tim bao dung và rộng lượng. Hà Nhi à, chị có ý kiến này. Địch An Di lướt mắt qua bàn tay của Chu Hùng và Địch Hà Nhi. Hai bàn tay vẫn luôn đan vào nhau với sự liên kết gắn bó. Buổi chiều ngày hôm sau, Trần Hãn Dương, Địch An Di, còn có cả Địch Hà Nhi và Chu Hùng đều cùng lúc xuất hiện ở khuôn viên biệt thự A Đào. Tay Địch An Di còn dắt theo Ni Ni nữa. Trần Hãn Dương không còn nhớ Xuân Xuân là ai. Khi nhìn con của cô ta cũng không có ấn tượng gì. Đơn giản tin rằng đây là trẻ mồ côi mà ba người kia tìm được và đem về. Đây là con của Xuân Xuân đi. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn đứa bé nhỏ nhắn ngồi bên cạnh mình. Bà có chút sừng sốt không dám tin vào tai. Địch An Di gật đầu. Cô mở lời và nhìn về phía Chu Hùng. Bà nội, căn biệt thự này lớn và trống trải như vậy. Nếu có thêm một đứa trẻ, có lẽ là bà sẽ bớt cô đơn hơn. Chu Hùng từ đầu đến cuối không nói không rằng. Khi thì nhìn Ni Ni, khi lại nhìn lão phu nhân để quan sát thái độ của bà về ý kiến này. Lão phu nhân mang bộ mặt nghiêm túc. Khi nhìn đứa bé lại càng trông có vẻ không vừa lòng. Bởi bà có ác cảm với Xuân Xuân. Đương nhiên nếu là con của cô ta thì bà cũng không thích một chút nào. Biết đâu sau này nó lớn lên tính cách lại giống hệt mẹ nó. Thích đi hại người thì sao? Bà không muốn nó lại giống mẹ mình, hại cháu dâu bà thêm lần nào nữa. Khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của lão phu nhân, Nini hoảng sợ bật khóc. Lúc này lão phu nhân thực sự tỉnh táo như quay trở lại hiện thực, có chút cuống quýt dỗ dành nó. Đừng khóc, bà thương, bà thương. Mọi người đều không thích con. Con muốn về Canada, con muốn mẹ. Nini rụi rụi tay ở mắt, liên tục khóc không ngừng. Tâm lý trẻ con vốn nhạy cảm, từ ánh mắt lại có thể đoán ra ngay được ai ghét mình. Điều này lẽ ra lão phu nhân không nên quên mới đúng. Nini ngoan, lại đây với cô. Địch An Di cất giọng, giang hai tay ra. Nini ngoan ngoãn xa vào lòng của Địch An Di rồi ngừng khóc. Mặc Uyên, sẽ ổn nếu như bà giữ nó lại chứ. Nếu nó giống... Lão phu nhân cất giọng e ngại. Chu Hùng và Địch Hà Nhi bất giác nhìn nhau. Dường như không chỉ có bọn họ lo lắng sau này tính cách của Nini sẽ giống Xuân Xuân, mà ngay cả lão phu nhân cũng có suy nghĩ như vậy. Bà nội, nó là một đứa bé ngoan, chỉ cần sống ở môi trường tốt thì sẽ phát huy năng lực rất tốt. Chúng ta không nên áp đặt quá khứ của Xuân Xuân lên Nini. Địch An Di từ từ lắc đầu. Cô mỉm cười tự tin, đem hy vọng tới cho lão phu nhân. Lão phu nhân dần dần giãn chân mày, bắt đầu lại trừ hoài nghi ra khỏi đầu và vẫy tay về phía Nini. Bà cười hiền hậu. Nini chớp chớp mắt, cuối cùng lại đi về phía lão phu nhân, tò mò đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay bà. Ngoan lắm. Nini vừa rồi có phải là rất sợ bà không? Lão phu nhân vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa bé và hỏi. Thấy đứa bé gật đầu, ai cũng nặng lòng. Đứa bé này hẳn là người đa cảm, chỉ mới 3 tuổi thôi mà đã. Bà sẽ chăm sóc Nini. Cảm ơn mấy đứa đã quan tâm tới người già neo đơn này. Lão phu nhân cười vui vẻ, cúi xuống hôn má Nini một cái. Con bé cảm nhận được tình yêu thương, lập tức cười tươi rói và ôm lấy bà rất thân thiết. Chu Hùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Địch Hà Nhi bằng ánh mắt biết ơn. Dù cô đã thấu hết quá khứ không trong sạch của anh, nhưng vẫn tha thứ tất cả. Người như Địch Hà Nhi, có lẽ cả đời này Chu Hùng không thể tìm ra bản sao thứ hai. Một năm sau. Giám đốc, đây là báo cáo thường niên thưa anh. Cửa văn phòng mở ra, một nhân viên tiến vào bên trong. Trên bàn làm việc gần cửa sổ kính sát đất để tên rất rõ. Một bảng hiệu láng bóng toát lên vẻ khí thế và uy nghiêm. Giám đốc điều hành Trần Hãn Dương. Anh ngồi trên ghế, thân một vest xanh sang trọng, mái tóc đen vuốt gọn gàng, khuôn mặt có ngũ quan cân xứng đó vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Trần Hãn Dương lướt tay trên màn hình laptop, thần sắc toát lên vẻ lãnh hàn. Để bên đó cho tôi. Trần Hãn Dương không ngẩng đầu lên nhìn mà trực tiếp hạ giọng,
dường như anh đang bận gì đó. Giám đốc, tối nay chúng ta có một buổi tiệc, anh có đi không ạ? Nhân viên nữ đó đặt bản báo cáo xuống bàn rồi e thẹn hỏi. Có ai mà không mê Trần Hãn Dương cơ chứ? Anh vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Hơn nữa số dư trong tài khoản nghe nói không liệt kê được hết. Từ đầu đến chân của Trần Hãn Dương đều là đồ hàng hiệu, còn tỏa ra mùi thơm nữa. Trần Hãn Dương không quan tâm lắm về vấn đề đó, thẳng thắn đáp. Vợ tôi đợi cơm ở nhà. Bữa tiệc lần này tôi cũng không thể tham gia. Mọi người cứ vui vẻ. Cô nhân viên đó khóc không ra nước mắt. Tiếc quá ta ơi, người soái ca như giám đốc lại có vợ mất rồi. Nhân viên đó rời đi không lâu, Trần Hãn Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh đẩy ghế ra xa khỏi bàn và đứng dậy vỗ tay một cái, như vừa làm điều gì thỏa mãn được mong muốn. Tuyệt, nhất định cô ấy rất thích nơi đó. Buổi tối, Trần Hãn Dương lái xe trở về nhà, bước vào trong thấy Địch An Di đang ngồi ở ghế sofa xem phim. Anh nhẹ nhàng bước tới và bịt mắt cô lại, cất giọng tình thương mến thương. Mỹ nữ, đoán xem anh là ai? Địch An Di mới đầu có hơi giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ. Sống chung với Trần Hãn Dương hơn một năm, đã đủ lâu để cô quen dần với những hành động thân mật này của anh. Cô đặt tay mình lên tay anh và đáp lại bằng giọng điệu ném lỉnh. Ai vậy nhở? Hương thơm này rất là quen thuộc đó nha. Trần Hãn Dương nâng cao khóe môi, nụ cười đẹp đẽ lướt qua khuôn mặt phóng lãng của anh. Anh hạ tay xuống và cúi mình đặt lên cổ Địch An Di một nụ hôn. An Di, em mới là người tỏa ra mùi thơm. Nhột lắm. Địch An Di cười, cô quay lại và vắt tay lên cổ Trần Hãn Dương, rũ mi nhìn anh bằng khuôn mặt gợi cảm. Ông xã, anh đi làm về muộn quá. Cơm của anh em đã ăn hết cả rồi. Anh mê đắm nhìn bờ môi của cô, chạm ngón tay lên làn da mềm mại của Địch An Di, rồi danh mãnh bế cô lên đầy bất ngờ. Không sao, anh có thể ăn em lót dạ thay cơm. Lưu manh. Địch An Di bật cười, hôn lên má của Trần Hãn Dương một cái. Trần Hãn Dương quả nhiên nói là làm. Anh đưa cô về phòng ngủ, lập tức làm thịt cô không thương tiếc để thay cơm lót dạ. Sau mỗi lần cả hai mây mưa, chiếc giường của hai người đều trở nên đáng thương đến khó coi. Cuối cùng căn phòng cũng kết thúc tiếng va chạm suy đồi của cơ thể sau khi dọn xong đống bừa bộn. Trần Hãn Dương ôm Địch An Di nằm trong phòng. Cả hai âu yếm kể những câu chuyện thường tình đã gặp ngày hôm nay. An Di. Trần Hãn Dương xoa xoa bờ vai mềm mịn của Địch An Di, nhẹ giọng gọi tên cô. Hử? Địch An Di hơi ngừng mặt lên, nhìn anh. Ánh mắt như có tia điện nóng lạnh chạm nhau, bầu không khí lại trở nên ám muội. Em không tiếp tục được nữa. Hãy bỏ ý định đó đi. Địch An Di phồng miệng. Cô là đang nghĩ Trần Hãn Dương lại muốn tiếp tục làm chuyện đó. Anh cười xấu, hôn chụt lên môi Địch An Di và lắc đầu. Đầu em đen tối quá đi. Còn chẳng phải là vì anh cho nên mới. Địch An Di đỏ mặt muốn biện minh một lý do. Anh đã rất nhớ em khi mỗi ngày đều phải đi làm. An Di, còn em thì sao? Địch An Di danh mãnh lướt ngón tay trên ngực Trần Hãn Dương. Cô trả lời ngọt ngào. Nếu em nói không nhớ thì anh sẽ tin. Trần Hãn Dương gật đầu, ánh mắt rất nghiêm túc, khiến Địch An Di cảm thấy buồn cười. Cô rúc đầu vào cổ anh, khẽ hít ngửi hương thơm cơ thể Trần Hãn Dương và trả lời. Đồ ngốc. Anh đi làm đương nhiên là em nhớ anh rồi. Trước kia nếu em vẫn còn đi làm thì sẽ có ít thời gian để nhớ nhung anh hơn. Bây giờ anh bắt em ở nhà, tâm trí của em đâu còn nơi nào để tập trung được nữa. Có vẻ Trần Hãn Dương rất hài lòng với câu trả lời của Địch An Di. Anh nói, thời gian qua đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Anh đã cố gắng gây dựng lại sự nghiệp, bây giờ đã có trong tay mọi thứ, càng có thể đáp ứng được tất cả mong muốn của em. Địch An Di không hiểu lắm ý tứ trong lời này của Trần Hãn Dương. Cô im lặng lắng nghe anh nói tiếp. Ngày mai chúng ta đi ăn ở bên ngoài nhé. Ăn ở bên ngoài sao? Anh không phải thường xuyên đi làm về muộn ư? Địch An Di chớp mắt ngạc nhiên. Anh búng nhẹ tay vào trán của cô, mỉm cười. Thời gian dành cho bà xã anh có thừa. Mỗi lần Trần Hãn Dương mở miệng nói hai từ bà xã là trái tim Địch An Di lại xốn sang. Tâm trí của cô cũng hoàn toàn đắm chìm vào sắc màu hồng. Cô tùy ý để Trần Hãn Dương quyết định. Được, vợ của anh sẽ ăn mặc thật đẹp. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm đã qua đi. Khi Địch An Di ngủ dậy,
thì bên cạnh giường đã không thấy Trần Hãn Dương đâu nữa. Anh vẫn thường xuyên đi làm sớm như vậy. Quả nhiên vẫn là Trần Hãn Dương chú đáo. Anh lại làm bữa sáng cho cô nữa rồi. Địch An Di bước tới bàn ăn, khóe môi cong cong và cầm lên mảnh giấy ghi chú mà Trần Hãn Dương để lại. Nhớ ăn bữa sáng anh làm, yêu bà xã. Địch An Di bụng miệng cười, cô lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Người như Trần Hãn Dương ai có thể đoán ra rằng khi bên ngoài đối với mọi người và công việc anh luôn lạnh lùng và khó gần, còn đối với người anh yêu lại ngọt ngào quan tâm như thế chứ. Buổi chiều hôm đó, điện thoại của Địch An Di đã nhận được một tin nhắn. Tin nhắn được gửi đến từ số di động của Trần Hãn Dương, trong đó là địa chỉ khách sạn nổi tiếng, nơi mà Trần Hãn Dương muốn cùng cô dùng bữa tối. Nơi này có thể ngắm toàn cảnh thành phố thì phải. Địch An Di chớp chớp hàng mi cong, bất giác mỉm cười và chuẩn bị trang phục dành cho bữa tối ngày hôm nay. Địch An Di mặc lên mình chiếc đầm body màu xanh quý phái cúp ngực, mái tóc buông xõa óng mượt, lần lượt các món trang sức đắt tiền được cô đeo lên mình như khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, lắc tay và đương nhiên không thể thiếu túi xách cũng như là giày cao gót đi theo bộ. Ngắm mình trong gương hồi lâu, Địch An Di bất giác tự cảm thấy bản thân quá đỗi xinh đẹp. Tại sao thân hình của cô có thể hoàn mỹ đến thế? Trần Hãn Dương có được cô liệu có phải là một sự may mắn không nhỉ? Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp sắc nhọn và đậm mùi khí chất. Địch An Di lướt tay qua các lọ nước hoa đắt tiền trong tủ kính. Cô dừng lại ở chai nước hoa mình yêu thích. Hương nước hoa này vô cùng sang chảnh, độ hiếm có rất tương đối. Trần Hãn Dương cũng từng nói thích hương thơm này của cô. Rời khỏi nhà và tự mình lái chiếc xe hơi màu trắng không vương chút bụi, Địch An Di ngân nga khúc nhạc tình yêu. Có cảm giác cô sắp được đón một chuyện vui chăng? Đến điểm hẹn và được nhân viên dẫn lên sân thượng, tầng cao nhất của cả tòa nhà khách sạn nổi tiếng, Địch An Di không khỏi tò mò lý do tại sao Trần Hãn Dương lại chọn một nơi trên cao như thế để dùng bữa tối. Cửa thang máy mở ra, Địch An Di có chút đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Xung quanh đều là hoa hồng, cánh hoa hồng rải dưới mặt đất. Những bó hoa hồng được đặt hai bên đường xung quanh. Hàng trăm nghìn ngọn nến màu vàng được thắp sáng. Đối diện Địch An Di chừng mấy chục bước chân còn có một chiếc bục giống như sân khấu màu trắng. Hãn Dương. Địch An Di nuốt một ngụm nước bọt. Cô nhìn quanh sân thượng và gọi tên anh. Rõ ràng ở đây không có người. Lẽ nào nhân viên lễ tân đã dẫn Địch An Di đến nhầm địa điểm rồi? Anh có ở đây không? Hãn Dương. Địch An Di tiến lên vài bước. Cô có chút ngưỡng mộ khung cảnh xung quanh đây. Dường như có ai đó chuẩn bị cầu hôn bạn gái của mình. Trong lúc Địch An Di còn mơ màng ngắm nhìn mọi thứ xa hoa và lãng mạn ở sân thượng, bất ngờ hai bên đường cô đi bắn lên vô số pháo bông chói sáng, dòng nhạc nhẹ từ đâu vang vọng. Địch An Di có chút giật mình, đưa tay lên che miệng. Bấy giờ từ một nơi nào đó ở sân thượng, Địch An Di mới nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai. Cô bất giác quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Trần Hãn Dương. Địch An Di ngạc nhiên. Trần Hãn Dương cầm một bó hoa hồng lớn gồm 999 bông hồng bước về phía Địch An Di. Trên môi là nụ cười đầy ẩn ý mà có chút mê luyến người nhìn. Anh làm gì vậy? Địch An Di bỗng cảm thấy khó thở. Lồng ngực của cô sắp không giữ được trái tim đang đập mãnh liệt kia rồi. Vậy ra là cô không nhận nhầm địa chỉ. Đây rõ ràng là tất cả sự chuẩn bị của Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương trao hoa cho Địch An Di. Anh dắt cô đến gần chiếc bục màu trắng, cẩn trọng đưa cô đứng lên trên đó cùng mình. Cách Địch An Di không xa, đột nhiên một dòng chữ được đốt sáng bởi pháo bông được thắp lên. Bên trên ghi rất rõ: Will you marry me? Địch An Di kinh ngạc đến ứ họng, không thể nói thành lời. Trần Hãn Dương vậy mà cầu hôn cô ư? Trần Hãn Dương một thân đổ tay lịch lãm. Anh khịu một gối xuống trước mặt Địch An Di, rút từ túi áo ngực ra một chiếc hộp nhung màu đen huyền bí. Anh định làm gì? Định làm gì đây? Tâm trí Địch An Di bắt đầu chuẩn bị xáo trộn rồi. Nhiều cảm xúc ùa đến cùng một lúc khiến cô không kìm chế được tuyến lệ nơi khóe mắt. An Di.
dù có chút muộn màng, vì đã giữ em bên mình từ rất lâu rồi, mà đến nay vẫn chưa thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Anh vẫn chưa cho em được một chiếc nhẫn cưới, cũng chưa cho em một hôn lễ tráng lệ. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, tình cảm của anh có lẽ em là người hiểu rõ nhất. Trần Hãn Dương chân thành nhìn cô, ánh mắt thâm tình sâu không thấy đáy, giọng nói của anh trầm trầm chứa đầy tình cảm. Địch An Di, đồng ý cưới anh nhé. Anh hứa cả đời sẽ đối xử thật tốt với em, trao cho em mọi thứ mà em muốn, sẽ yêu em hết hết đời này. Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má của Địch An Di, tay cầm bó hoa của cô run run. Cô chưa từng mơ mộng đến ngày được Trần Hãn Dương khuỵu gối cầu hôn mình. Cô cũng chưa dám mơ đến cảnh tượng cô và anh tổ chức hôn lễ. Đối với Tịch An Di, có lẽ chuyện lãng mạn nhất cả đời cô muốn làm đó là được bên cạnh anh, cùng anh già đi. Nhưng ông trời có lẽ đã nhìn thấu hoàn cảnh của cô rồi, ông trời vẫn ban cho cô niềm vui lớn này. Tịch An Di có cảm giác chân của mình đã đông cứng đến nỗi không thể cử động, cũng không biết phải nói gì khi cổ họng cứ như bị mắc nghẹn. Chỉ là nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn. Cô được Trần Hãn Dương cầu hôn ư? Cô được anh hứa hẹn chăm sóc cả đời cơ đấy. Em sẽ không từ chối chứ? Nhìn Địch An Di khóc, bỗng trái tim Trần Hãn Dương nhói lên. Anh có cảm giác đây là việc làm ý nghĩa nhất cuộc đời của mình đã dành cho Địch An Di. Anh tự hỏi cô đã phải trải qua những chuyện gì trong quá khứ mà đối với việc cầu hôn thôi cũng đã xúc động đến vậy. Mong rằng tương lai, từ giờ về sau, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ yêu cô đến hơi thở cuối cùng. Địch An Di nghẹn ngào lắc đầu, cô run run cất giọng. Làm sao có thể từ chối chứ? Nhẫn kim cương lớn như thế kia mà. Cô không muốn Trần Hãn Dương trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình, cũng không muốn anh lo lắng vì những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mi. Cô vừa cười vừa khóc, toàn thân bỗng được một hơi ấm từ đâu lan tỏa, bao bọc. Có lẽ thời tiết mùa xuân đang phát huy hết công dụng của mình để giúp Trần Hãn Dương cầu hôn Địch An Di thành công. Trần Hãn Dương hơi cúi mặt cười khẽ. Đến khoảnh khắc này mà Địch An Di vẫn muốn làm anh cười. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đó được tháo ra khỏi hộp. Trần Hãn Dương đứng dậy, giúp Địch An Di đặt bó hoa lớn xuống và nâng tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, không quên đặt xuống chiếc nhẫn yên vị ở tay cô một nụ hôn. Cảm ơn em vì tất cả. Trần Hãn Dương lau nước mắt cho Địch An Di, kéo tay cô nhẹ nhàng, ôm lấy cô vào lòng. Bấy giờ Địch An Di mới có cơ hội nhìn ra phía sau sân thượng. Cô sụt sịt và mở to mắt nhìn hàng chữ đang chạy dọc ở tòa nhà cao tầng đối diện. Địch An Di, trọn đời trọn kiếp này anh mãi yêu em. Trần Hãn Dương thật là, anh đã chuẩn bị kế hoạch này mất bao lâu vậy chứ? Pháo bông ở sân thượng còn chưa tắt thì Địch An Di đã nghe thấy tiếng pháo hoa lớn nổ trên bầu trời rồi. Một bầu trời rực rỡ sắc màu như những đóa hoa sống, vô số hình thù được dệt trên nền trời xế chiều, trong đó có tên Trần Hãn Dương và tên của cô. Trần Hãn Dương từ từ buông Địch An Di ra, cùng cô ngắm nhìn pháo hoa trên trời với nụ cười mãn nguyện, tay trong tay, hạnh phúc sum vầy. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng hai người. Đang ngắm pháo hoa thì Địch An Di nghe thấy giọng nói mừng rỡ của rất nhiều người khác nhau. Khi quay lại, cô kinh ngạc, lão phu nhân, bố mẹ của cô, em gái cô, còn có cả Chu Hùng và Tần Gia Ý. Địch An Di cười trong sự ngỡ ngàng. Tất cả đều biết kế hoạch này của Trần Hãn Dương, nhưng cố tình che giấu để gây sự bất ngờ cho cô sao? Cô mỉm cười với mọi người, nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay. Thì ra đây chính là cái kết của tình yêu đầy đủ gia vị giữa cô và Trần Hãn Dương. Cũng không tệ, nhỉ? Hà Nhi, em cảm thấy thế nào rồi? Bên trong căn phòng bệnh viện, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bay giữa không trung. Trên giường bệnh là một thân thể yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt. Địch Hà Nhi khẽ lắc đầu, ánh mắt vô hồn không có lấy một tia xúc cảm. Địch An Di đau lòng, cô ngồi xuống bên cạnh Địch Hà Nhi, nắm lấy tay em gái của mình. Chị hiểu cảm giác của em, hãy an tâm tĩnh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Chuyện không may mắn không ai nó muốn xảy ra. Nghe đến đây, Địch Hà Nhi liền lăn xuống từ khóe mi một giọt nước mắt, bờ môi nhợt nhạt khô khốc khẽ run rẩy. Có phải vợ chồng của em đang phải trả giá cho chuyện của quá khứ không? Tại sao chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện đó?
Không, đừng nghĩ như vậy. Địch An Di đưa tay lên lau nước mắt cho Địch Hà Nhi, giọng nói cũng có chút dầu dĩ. Bên ngoài phòng bệnh, cạnh cửa sổ dãy hành lang, Chu Hùng châm lên một điếu thuốc, rít thật sâu và thở ra làn khói mỏng. Mắt anh có quầng thâm, bộ dạng thực sự thảm hại và đầy thất bại. Đừng quá đau buồn. Trần Hãn Dương đặt tay mình lên vai Chu Hùng, giọng nói đồng cảm. Chu Hùng nhăn mặt vò đầu khổ sở. Chúng tôi đã chờ ngày đứa bé được sinh nở mẹ tròn con vuông. Bây giờ tôi biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây. Trần Hãn Dương lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc trong tay Chu Hùng, châm lên một ngọn lửa. Đừng tự trách mình. Cả cậu và Địch Hà Nhi đều không có lỗi. Cái thai đã không còn sự sống trước ngày sinh nở rồi. Chắc chắn là quả báo của tôi. Ông trời nhất định đã đang trừng phạt tôi, cho nên mới cướp đi đứa con mà tôi mong chờ nhất. Chu Hùng khóc. Một người đàn ông sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, trừ khi họ đã quá bất lực và mệt mỏi. Sự tuyệt vọng chiếm lĩnh cả linh hồn và trái tim. Trần Hãn Dương cười nhạt. Anh nhìn bầu trời trên cao. Chu Hùng là mất một đứa con, còn bản thân anh, bản thân anh khi khôi phục lại trí nhớ, anh muốn quên đi chuyện chính anh đẩy Dịch An Di vào nơi nguy hiểm, hại mất hai đứa con của chính mình. Đến hiện tại, Địch An Di vẫn chưa có dấu hiệu gì của mang thai, hoặc có khả năng cả đời này cô ấy cũng không mang thai được nữa. Quá khứ của hai người đã bị chôn vùi. Trần Hãn Dương cũng không muốn nhớ lại những chuyện xấu xa mình đã làm trước kia. Hiện tại đã vài năm qua đi, Trần Hãn Dương vẫn sống thật tốt bên người anh yêu, bù đắp những tổn thất mình gây ra cho cô. Cả Địch An Di và anh đều sống cho tương lai, không ai trách ai hay hận ai nữa. Không có con cũng được, ở bên nhau cả đời là được. Tôi không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Chu Hùng tựa mình vào cửa sổ khàn giọng. Trần Hãn Dương hạ mắt xuống khuôn mặt đen nghịt ấn đường của Chu Hùng. Thật trùng hợp, dường như đàn ông chỉ hối hận khi nhận ra lỗi sai của mình, đặc biệt là khi biết mình sai nhưng không thể quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Cậu cứ như vậy thì em vợ tôi biết dựa dẫm vào ai? Cậu chính là người đàn ông mà em ấy tin tưởng nhất. Lúc em ấy cần cậu thì cậu lại ở đây tự trách. Cậu là chồng của Địch Hà Nhi chứ không phải là tù nhân phạm tội. Chu Hùng nhức mắt nhìn người đàn ông luôn điềm tĩnh tỏa ra thứ ánh sáng cao thượng ấy. Ha, khác thật. Trần Hãn Dương không giống trước kia một chút nào. Bây giờ Trần Hãn Dương còn là đàn anh của anh cơ đấy, đều là thành viên một nhà cả. Cảm ơn. Chu Hùng vứt điếu thuốc xuống dưới chân Di Di, sau đó tiến về phía phòng bệnh của Địch Hà Nhi. Sau khi Chu Hùng rời khỏi, Trần Hãn Dương thở dài. Anh cúi xuống nhặt lên tàn thuốc mà Chu Hùng vứt và bỏ vào thùng rác bên cạnh. Anh tiếp tục nhìn mây trên trời, đám mây lênh đênh không biết sẽ trôi về đâu. Lúc này một vòng tay vươn tới, ôm lấy eo anh. Trần Hãn Dương thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ tay xuống nắm lấy tay của Địch An Di. Anh đang nghĩ gì thế? Địch An Di áp tai lên lưng của Trần Hãn Dương, giọng nói buồn buồn. Không nghĩ gì cả. Trần Hãn Dương xoay người lại, anh nhìn vợ mình, sau đó lau nước mắt còn sót lại nơi khóe mi của cô. Em ấy thế nào rồi? Địch An Di lắc lắc đầu, dường như không có tiến triển thuận lợi nào. Tâm trạng rất tệ. Chu Hùng vừa mới vào trong với con bé, cho nên em ra ngoài. Đáng buồn. Đó là đứa con đầu lòng của hai người. Vậy mà... Trần Hãn Dương thở dài. Địch An Di bất ngờ ôm chầm Trần Hãn Dương, không nói gì, chỉ im lặng như vậy. Trần Hãn Dương đơn giản nghĩ cô đau buồn cho em gái, nên vuốt vuốt lưng cô vỗ về, an ủi. Có chuyện này... không biết nên vui hay buồn nữa. Cô nói nhỏ nhỏ. Anh có hơi ngạc nhiên nhìn xuống khuôn mặt thanh tú của cô, vuốt má cô và hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao? Cô lắc lắc đầu, từ từ buông Trần Hãn Dương ra, ánh mắt hướng về phòng bệnh của Địch Hà Nhi. Em mới phát hiện ra mình mang thai được 3 tháng rồi. Trần Hãn Dương mở to mắt, hai tay anh ù ù cả đi. Toàn thân như được hàn khí bao quanh, đến nỗi không nói thành lời, có chút run rẩy. Địch An Di mang thai 3 tháng rồi. Anh sao thế? Địch An Di chớp chớp mắt nhìn Trần Hãn Dương. Thái độ cứng đờ đó của anh là sao đây?
Em nói em mang thai ư? Anh run run giọng hỏi lại cô. Địch An Di gật đầu, cô nói thêm. Em bị trễ kỳ kinh nguyệt nên đã đi khám. Kết quả là mang thai rồi. Thai rất khỏe mạnh và phát triển tốt. Lời nói vừa dứt thì Địch An Di đã bất ngờ bị Trần Hãn Dương bế bổng lên xoay mấy vòng liên tiếp. Anh vui mừng cười lớn, ánh mắt sáng lên như chứa hàng ngàn vì tinh tú bên trong. Tốt quá, An Di, thật tốt quá rồi. Em làm tốt lắm. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có con rồi. Bị xoay mấy vòng liên tiếp khiến Địch An Di rất chóng mặt. Cô khẽ đánh vào vai anh. Thả em xuống đi, đây là bệnh viện đó. Đừng để cho Hà Nhi và chú Hùng biết. Họ vừa mới nhận được tin buồn. Nghe em, tất cả đều nghe em. Trần Hãn Dương hạ Địch An Di xuống đất. Mắt anh đỏ hoe như sắp khóc, trái tim tựa muốn vỡ òa. Xem anh kìa. Địch An Di cười khúc khích, đưa tay lên che miệng. Cuối cùng thì cô và Trần Hãn Dương cũng đã có con, đứa con của hai người. Địch An Di tin chắc rằng hai đứa con trước của vợ chồng cô đã phù hộ cho mình. Chỉ mong sau này chúng phù hộ cho cả đứa em đang phát triển từng ngày trong bụng cô nữa. Tưởng chừng cả đời này sẽ không thể mang thai, Địch An Di đã thực hiện được điều ước của cô rồi. Cô nhất định chăm sóc bản thân thật tốt, để đứa bé được sinh ra trong điều kiện đầy đủ nhất, dưới tình yêu thương của bố mẹ nó và tất cả mọi người. Từ giờ em không được làm việc nặng, cũng đừng có đi lại, để anh bế em. Trần Hãn Dương vui sướng mãn nguyện, liền lên kế hoạch cho suốt 6 tháng tiếp theo trong quá trình mang thai của vợ. Tuyệt đối không để vợ anh xảy ra điều gì sai sót, không thể để bé con của anh gặp nguy hiểm. Bỏ em xuống đi, ngại chết mất. Có gì đâu mà ngại. Anh đưa em về nhà. Từ bây giờ em chỉ việc nằm yên một chỗ, mọi chuyện để anh lo. Phụ nữ mang thai đi lại nhiều mới tốt cho sức khỏe mà. Hãn Dương, thả em xuống đi. Không được. Ai mà biết nguy hiểm rình rập em và con bất cứ lúc nào chứ. Vậy đó. Hạnh phúc hôn nhân đã mở cửa chào đón hai người đi quá nửa chặng đường rồi. Sau này bé con được sinh ra, cô và anh sẽ cho nó ngắm nhìn ảnh cưới của bố mẹ nó, để nó biết gia đình mình tuyệt vời đến như thế nào, mọi người yêu thương, quan tâm nhau ra sao. Và bé con chính là sinh mệnh bé nhỏ như một ngọn lửa, mạnh mẽ tiến vào cuộc sống của Trần Hãn Dương và Địch An Di. 4 tháng sau. Ôi trời, nó nghịch chưa kìa, đạp cả bà ngoại đấy. Địch Ngọc cười vui vẻ, ngẩng đầu lên nói với mọi người. Mẹ, con cũng muốn. Địch Hà Nhi tiến tới, áp tai vào cái bụng lớn của Địch An Di. Ôi, nó đạp mạnh lắm này, đúng là con bé hiếu động. Sau này nhất định là giống mẹ nó. Chu Hùng bật cười, hất hất mặt với Địch An Di khiến cô rất tự hào. Lúc này Trần Hãn Dương lại lắc đầu quả quyết. Không được, phải giống bố. Nếu thằng bé mà giống mẹ thì rắc rối lắm đấy. Địch An Di bĩu môi, cô phùng má. Tại sao chứ? Em danh ma như vậy, con mà giống em sẽ làm khổ phụ nữ đó. Trần Hãn Dương che tay nửa miệng và nói nhỏ. Gọi là nói nhỏ nhưng cả nhà lại đều nghe thấy. Địch An Di giật giật khóe miệng. Nó sẽ không lăng nhăng đâu. Cả nhà được một phen cười rộn rã, không khí ngày Tết lại càng thêm đầm ấm và sum vầy. Bây giờ không chỉ Địch An Di đang mang thai mà Địch Hà Nhi cũng đã mang thai lần thứ hai rồi. Cái thai đã được hơn 2 tháng. Có vẻ như Chu Hùng và Địch Hà Nhi rất quyết tâm sinh được một đứa con. Mọi người, nào nào nào, ngồi ngay ngắn một chút, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm đầu năm. Chu Hùng xoay chỉnh vị trí góc máy ảnh thật cẩn thận, sau đó ra hiệu cho mọi người ngồi vào vị trí. Lão phu nhân bồng bế Nini, bên cạnh là hai vợ chồng họ Địch. Hai người lớn tuổi thì ngồi ở ghế. Địch An Di khoác tay Trần Hãn Dương đứng ở phía sau, bên cạnh cô là Địch Hà Nhi. Đã xong chưa? Lại đây cùng mọi người luôn đi lão Chu à? Địch An Di cười tươi tắn, vẫy vẫy tay về phía Chu Hùng. Chu Hùng quay đầu nhích cong khóe môi, chạy về phía đại gia đình. Đếm ngược thời gian 10 giây, mọi người chuẩn bị nhé. 3, 2, 1, kim chi nào? Đèn flash lóe sáng ghi lại khoảnh khắc đại gia đình ấm cúng cười rạng rỡ. Kỳ lạ thay lại chẳng có ai nhìn thẳng vào máy ảnh cả. Lão phu nhân và Nini bé nhỏ nhìn nhau. Hai vợ chồng Địch Tư và Địch Ngọc nhìn nhau thắm thiết như cặp đôi mới cưới. Chu Hùng và Địch Hà Nhi mỉm cười vuốt tóc cho đối phương. Trần Hãn Dương hôn trán Địch An Di. Tay hai người đặt ở bụng cô như nâng niu. Nụ cười của cả hai sao lại đẹp đến thế.
Tết năm sau cả nhà sẽ đón thêm hai thành viên mới rồi. Đây chính là khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất của đại gia đình. Khoảnh khắc này sẽ in sâu vào trái tim của mỗi người, không bao giờ phai. Chúc mừng năm mới. Vậy là chúng ta đã lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Bà xã vô giá xin đừng ly hôn. Đây chính là tập cuối cùng của chuyện này rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.